thiên địa năng lượng phong hệ thật nồng đậm. Lục Lâm Thiên kinh ngạc nhủ thầm. Ông! Cùng một thời gian, kim sắc tiểu đao run lên, dưới tiếng đao minh như bão táp, ngay sau đó đao mang đột nhiên phát ra. Hưu! Một đạo kim quang từ trong ấn đường Lục Lâm Thiên tự động lướt ra, trong kim mang chính là kim sắc tiểu đao trôi nổi giữa không trung, nhất thời bay thẳng về hướng phương xa. Chẳng lẽ, ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ động, thân ảnh chợt lóe, lập tức dùng tốc độ cao nhất đuổi theo, sau khi kim sắc tiểu đao đặc biệt bảo hắn nhận chủ tử Lôi Huyền Đỉnh, còn dặn đi bí cảnh phong gia một chuyến, mà bí cảnh phong gia chính là trung tâm thượng thanh thế giới, kim sắc tiểu đao đã lưu thật nhiều thứ ở đây. Tựa hồ chỉ cần lấy được sẽ khôi phục không ít. Lục Lâm Thiên không biết kim sắc tiểu đao có quan hệ gì với thượng thanh thế giới, nhưng phản ứng của tiểu đao hẳn có quan hệ với đồ vật lưu trong bí cảnh phong gia, cho nên hắn chỉ có thể toàn lực đuổi theo. Suy! Kim sắc tiểu đao cấp tốc bay đi, Lục Lâm Thiên gắt gao đi theo, xa xa nhìn lại chỉ thấy kim quang cùng tử sắc lôi hồng chợt lóe, nháy mắt biến mất. Không biết bay qua bao nhiêu dãy núi cùng mặt đất, kim sắc tiểu đao còn chưa có ý tứ dừng lại. Lục Lâm Thiên chỉ đành gắt gao đi theo, may mắn gần đây hắn đột phá, bằng không sẽ không đuổi kịp tốc độ của tiểu đao rồi. Suy! Khi tiểu đao ngừng lại đã là vài giờ sau, thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện bên trong một vực sâu bí mật nằm trong dãy núi trùng điệp. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lộ vẻ nghi hoặc, thì thào nói. Chẳng lẽ ở nơi này sao? Ông! Lời của Lục Lâm Thiên vừa dứt. Kim sắc tiểu đao phát ra tiếng sấm nổ mạnh, kim mang bộc phát, một đạo đao mang hư ảo nương theo sau năng lượng cuồn cuộn xuyên thủng không gian bổ tới, nháy mắt đem không gian đánh xuyên, bổ ra khe không gian ngay dưới vực sâu. Suy! Khe không gian vỡ ra, kim sắc tiểu đao xuyên vào bên trong, Lục Lâm Thiên lộ vẻ kinh ngạc lao theo. Khi thân ảnh Lục Lâm Thiên lại xuất hiện, đã đi tới một phiến hư không như một mảnh hỗn độn, mây mù mờ ảo. Khí tức viễn cổ man hoang lại thê lương tràn ngập. Trên không trung giống như vũ trụ mở mang đầy tinh tú, trong mơ hồ còn có hình ảnh nhật nguyệt tinh thần lưu chuyển, thiên địa năng lượng tràn ngập, có ánh huỳnh quang lóe ra, sáng ngời lóa mắt. Oanh! Cơ hồ cùng lúc Lục Lâm Thiên chợt cảm thấy vạn tự nguyên đan trong cơ thể ầm ầm run lên, hào quang lan tràn, tựa hồ nhận lấy được một loại lực lượng thần dị kéo tới. Bí cảnh phong gia là nội bộ hỗn độn thế giới. Ánh mắt Lục Lâm Thiên run lên, hắn nháy mắt có thể cảm giác ra. Vào lúc này Lục Lâm Thiên giống như đối diện với cả vũ trụ, khí tức cuồn cuộn không cách nào hình dung khiến người muốn phủ phục dưới đất. Nhưng trong mơ hồ Lục Lâm Thiên cảm giác được trong hỗn độn thế giới tựa hồ khuyết thiếu điều gì đó, hoặc là bị ảnh hưởng, nhất thời hắn không thể nói nên lời, loại cảm giác này thật có chút kỳ diệu, không thể nói thành lời. Hưu, kim sắc tiểu đao xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên. Cấp tốc xẹt qua không gian. Lục Lâm Thiên không do dự tiếp tục đuổi theo, sau một lát tiểu đao chợt tạm dừng trước một tầng mây. Hô lạp! Thân đao tán phát đao mang, lan tràn khắp cả hư không. Oanh! Chỉ nháy mắt ngắn ngủi, trong hư không hỗn độn đột nhiên bắn ra một mảnh kim mang, trong kim mang mang theo sát khí thao thiên bức người, làm cả không gian đều run lên. Kim mang xuất hiện, dựng thẳng vạn trượng, thao thiên sát khí thổi quét. Uy áp khuếch tán lan tràn. Sát khí cùng uy áp thật mạnh. Tâm thần Lục Lâm Thiên lay động, kim mang cuồn cuộn chói mắt khiến hắn kính sợ, uy áp còn mạnh mẽ hơn cả Tử Lôi Huyền Đỉnh. Ông! Đúng ngay lúc này bên trong kim mang vạn trượng, kim sắc tiểu đao run lên, phát ra tiếng vang trầm thấp, âm thanh uyển như phong lôi, lại như long ngâm, lực xuyên thấu còn hơn cả long ngâm thực sự. Kim mang nở rộ như mặt trời giữa trưa. Thân đao tuôn ra lực hấp xả đem kim mang trong hỗn độn không gian hấp thu vào mình. Đồng thời âm thanh mờ ảo của kim sắc tiểu đao truyền vào trong tai Lục Lâm Thiên. Tiểu tử, nơi này có một bộ phận năng lượng của ta bị phong ấn, nhiều năm qua mặc dù bị triệt tiêu đi không ít, bất quá đối với ta hiện tại mà nói có chỗ tốt thật lớn, vốn ta cần dùng thời gian thật dài dung hợp hấp thu, ngươi có thể lưu lại đây lĩnh ngộ, nơi này là trung tâm hỗn độn thượng thanh thế giới. Hiện tại thượng thanh thế giới chi chủ còn khó bảo toàn, bởi vậy chúng ta mới có thể tiến vào, ở trong này ngươi lĩnh ngộ mạnh hơn bên ngoài rất nhiều, không có việc gì đừng quấy rầy ta. Kim sắc tiểu đao dứt lời, thân đao run lên, nhất thời nhảy vào trong khu vực kim mang vạn trượng biến mất, uy áp bàng bạc làm Lục Lâm Thiên không dám nhìn thẳng. Đối với lai lịch của kim sắc tiểu đao, trong lòng Lục Lâm Thiên suy đoán được một ít, cả Tử Lôi Huyền Đỉnh cùng Luân Hồi Hư Vọng Đao đều phải kính sợ nó.
có thể tưởng tượng được lai lịch của nó thế nào, thậm chí Lục Lâm Thiên cũng không dám tưởng tượng. Tiểu tử không cần kinh ngạc, kiện chí tôn kia đang hấp thu năng lượng của mình khôi phục, cuộc chiến lúc trước chí tôn bị thương nặng tới cực hạn, cỗ năng lượng này là do ta phong ấn, vô số năm qua bị tiêu tán đi không ít, còn thừa không nhiều lắm. Ngay lúc Lục Lâm Thiên còn đang kinh ngạc, một âm thanh trống rỗng rơi vào trong tai hắn, hào quang dịu dàng chói mắt bao phủ lên người Lục Lâm Thiên. Cỗ hào quang ẩn chứa uy áp làm nguyên lực của hắn ngừng trệ, linh hồn bất động, căn bản vô lực dẫy dụa phản kháng. Tâm thần run lên, khi Lục Lâm Thiên xuất hiện, đã đi vào một không gian hư vô khác. Một thân ảnh hư ảo xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên, thân hình cao gầy, khuôn mặt già nua đang mỉm cười, khiến người có cảm giác hòa nhã dễ gần, nhưng trong ánh mắt bao hàm uy nghiêm khiến người kính nể, hắn đang khoanh tay đứng thẳng, phảng phất như phủ lãm chúng sinh. Oanh! Vừa nhìn thấy lão giả, linh hồn Lục Lâm Thiên lập tức run lên, phảng phất như nhịp tim ngừng đập, linh hồn run rẩy. Ngươi rốt cục đã tới. Lão giả nhẹ nhàng nói. Tiền bối, ngươi là... Lục Lâm Thiên lần đầu tiên lộ xem ra kinh hoàng. Ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là ngươi đã tới rồi, ngươi có thể tới đây đã chứng minh an bài thành công một nửa, hỗn độn bổn nguyên đã bị ngươi dung hợp, chỉ sợ thời gian không nhiều, ngươi đã có thể tới chỗ này, ta bị người nhờ và tặng cho ngươi một lần tạo hóa. Lão giả vừa nói, song trưởng rung lên, hư không trao đảo. Không gian run rẩy, không ngừng vặn vẹo, ngay lập tức khí tức xa lạ trào ra, nương theo sau năng lượng xa lạ nồng đậm dao động. Âm thanh lão giả lại vang lên. Ngươi dung hợp hỗn độn bổn nguyên, nhưng không phải tới từ thiên địa sơ khai, cũng không phải tới từ hồng hoang, không thể so sánh với chúng ta, trận tạo hóa này có tác dụng cực lớn đối với ngươi, thể chất của ngươi đã thật tốt, nếu có thêm trận tạo hóa này hẳn không còn kém bao nhiêu, toàn lực hấp thu năng lượng đi, có thể được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Lục Lâm Thiên thoáng kinh ngạc, cũng hiểu được đây chỉ là tàn hồn, người này cũng không có ác ý với hắn, thậm chí dù biết trong người hắn có hỗn độn bổn nguyên cũng không chú ý, nếu không sẽ không khách khí với hắn như vậy. Hấp thu. Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển hỗn độn âm dương quyết, lực hấp thu cắn nuốt nhất thời lan tràn, năng lượng cuồn cuộn xâm nhập vào thân thể hắn. Cỗ năng lượng hoang cổ truyền vào thân thể, Lục Lâm Thiên lập tức cảm giác được năng lượng lan tràn khắp thân thể mình. Năng lượng xâm nhập vào cơ thể, gân cốt, ngũ tạng lục phủ, khí tức nóng cháy như ngọn lửa, phảng phất như có thể đem hết thảy thiêu thành cho tàn. Ân. Cảm giác nóng bỏng làm Lục Lâm Thiên nhíu mày, nhịn không được khẽ rên một tiếng. Cảm giác nóng cháy cực kỳ khủng bố, thậm chí càng ngày càng nóng bỏng, nhưng lại xen lẫn cảm giác thanh lương ôn hòa, vô cùng kỳ diệu. Chịu đựng, có thể hấp thu được bao nhiêu hay bấy nhiêu, hấp thu càng nhiều chỗ tốt cho ngươi càng lớn. Cũng không uổng lúc trước tốn bao tâm huyết tìm vật ấy cho ngươi. Âm thanh già nua vang lên, tựa hồ có thể cảm giác được hết thảy những gì Lục Lâm Thiên trải qua. Hô lạp lạp, khí tức thần dị càng lúc càng nồng đậm, làm không gian tràn ra kim quang nhàn nhạt, như hóa thành một mảnh kim sắc năng lượng hải dương. Gì? Thân ảnh lão giả chợt hô lên một tiếng, thì thào nói. Tựa hồ là có chút đặc biệt. Lão giả phất tay, không gian lốc xoáy hiện ra. Một thân ảnh xinh đẹp bị bài xích ra ngoài. Thân ảnh xinh đẹp đôi mắt như sao, cao quý thánh khiết, nhìn thấy mình đang ở trong kim sắc không gian, ánh mắt kinh ngạc. Không nghĩ tới lại có thể chất kỳ lạ như thế, xem như hữu duyên với hậu nhân của ngươi, cũng tặng cho ngươi tạo hóa lần này đi. Âm thanh già nua rơi vào trong tai nữ tử, thân hình nàng bị một đoàn quang mang dịu dàng bao phủ, đôi mắt chợt khép lại. Ngao! Kim sắc tiểu đao, tử lôi huyền đỉnh. Thanh trụ hư không rực, truy phong chiến thiên cung đồng thời vui mừng hấp thu cỗ nguyên lực hoang cổ kia. Hoa lạp lạp, hỗn độn âm dương quyết vận chuyển, tốc độ cắn nuốt càng lúc càng nhanh, làm thân hình Lục Lâm Thiên bao phủ kim mang, cơ thể càng thêm nóng bỏng. Sau cảm giác nóng cháy là thanh lương ôn hòa, làm thân thể Lục Lâm Thiên thong thả biến hóa. Hoa lạp lạp, tốc độ cắn nuốt của Lục Lâm Thiên khiến năng lượng hải dương nhấc lên dao động như sóng biển. Năng lượng gào thét vang lên bên tai không dứt. Không qua bao lâu, Lục Lâm Thiên rơi vào trạng thái huyền ảo. Thân hình Lục Lâm Thiên tản ra kim sắc quang mang, hai loại hào quang đan xen, cực kỳ huyền ảo, làm cho người ta cảm giác thật cường hãn. Thậm chí trong mơ hồ có thể chứng kiến thân thể hắn đang biến hóa, mặc dù thong thả nhưng vẫn có thể nhìn thấy, một khi hắn thức tỉnh nhất định sẽ tiến thêm một bước thật trọng yếu.
thời gian hẳn là nhanh, tiểu tử, nhanh trưởng thành đi, tiền đặt cược cuối cùng của thiên địa này đều ở trên thân của ngươi. Lão giả khẽ nói, trước khi tàn hồn tiêu tán, cũng thành toàn các ngươi thêm một lần. Dứt lời, lão giả hóa thành hai đoàn bạch quang xuyên thủng năng lượng hải dương rơi lên ấn đường Lục Lâm Thiên cùng nữ tử tuyệt mỹ. Hoa lạp lạp, quanh thân hai người bộc phát bạch quang, năng lượng áo nghĩa phong hệ cuồn cuộn dao động khắp cả không gian hư vô. Bên trong không gian hoang vô tiêu điều, nơi nơi một mảnh mờ mịt hư vô. Sinh cơ hoàn toàn không có, một mảnh sơ xác, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, trong không gian tràn ra cỗ khí tức nóng bỏng. Khí tức nóng bỏng kéo lên, thời gian đã thật lâu. Suy, bỗng dưng có một ngày trong không gian đột nhiên truyền ra dao động. Hoa lạp lạp, dao động cực kỳ huyền ảo, dọc theo hư không mở mang lan tràn, dần dần trong không gian hiện lên một mảnh núi non rộng lớn, vô biên vô hạn, diện tích khổng lồ. Một mảnh núi non đột nhiên xuất hiện, nếu có người từng tham dự trận chiến trong mật cảnh Long Dương sẽ nhận ra nơi này chính là mật cảnh Long Dương. Mật cảnh Long Dương biến mất, về sau cả Long Tích Đại Lục cũng bị Lục Lâm Thiên chân lý Niết Bàn gây ra đại thừa diệt thế tinh thần kiếp phá hủy, về sau càng không có ai tìm được mật cảnh Long Dương. Nhưng giờ phút này mật cảnh Long Dương trống rỗng xuất hiện, một mảnh núi non trùng điệp lộ ra, nham thạch đỏ sậm, xa xa nhìn lại giống như có vô số người khổng lồ mặc áo giáp đỏ sậm sừng sững, nhưng sơn thể không biết từ khi nào đã biến thành lam nhạt. Hô hô! Cả núi non tràn ngập khí tức nóng bỏng kịch liệt. Khí tức âm hàn cùng nóng cháy đồng thời tồn tại, lộ ra hủy diệt. Oanh long long, không gian vặn vẹo, dãy núi giống như có vật gì đó khủng bố sắp xông lên, liên tục nổ tung. Oanh long long, chỉ nháy mắt tiếng sấm sét nổ tung liên hoàn, thiên địa như nát vụn, hỏa viêm màu lam phóng lên cao, bao phủ khắp cả thiên địa. Hô lạp lạp, lam quang trút xuống, lam sắc hỏa viêm tràn ngập, hình thành một mảnh hải dương. Khí tức đáng sợ lặng yên lan tràn như muốn hủy diệt vạn vật. Hống, một đạo lam sắc thân ảnh sừng sững mà đứng, như một vương giả, khí thế vô cùng bá đạo, thân ảnh này lại giống Lục Lâm Thiên như đúc. Biển lửa dần dần tan biến, nhanh chóng hội tụ vào trong thân thể người kia. Suy, Lục Lâm Thiên điểm mũi chân trong hư không, thân ảnh lập tức hóa thành cầu vồng dần dần biến mất tại viễn không. Tầng thứ tư thiên trụ giới, trong không gian quang mang chói mắt. Mơ hồ mang theo hắc bạch hào quang, giống như đang luân hồi. Khí tức cuồn cuộn khiến không gian dao động kịch liệt, uy thế kinh khủng tràn ngập, khiến linh hồn kẻ khác như run rẩy. Ông! Trong hào quang, như có phong lôi phản âm vang vọng, nương theo sau khí tức man hoang thổi quét. Lục Trung, Lục Linh, Bắc Cung Kình Thương bật lui nhanh về phía sau, không còn cách nào thừa nhận được phong lôi phản âm kia áp tới. Phốc! Nam Thúc cũng không thể tiếp tục đối kháng. Thân hình bắt đầu run rẩy, khóe môi tràn ra vết máu. Ông ông! Khí tức mênh mông cuồn cuộn, dưới phong lôi phản âm, chỉ có thân thể Lục Kinh Vân bao phủ trong huyết bạch cương khí lợi hại sát phạt, sắc mặt tái nhợt nhưng thân hình vẫn cao ngất sừng sững, khí thế toàn thân cuồn cuộn nguy nga, giống như ngọn núi lớn không thể lay động. Suy suy! Bỗng dưng, huyết bạch quang mang từ trong mắt Lục Kinh Vân bắn mạnh ra ngoài, nương theo sau cỗ khí tức lợi hại sát phạt, hét lớn một tiếng. Luân hồi hư vọng đao, ta có thể cảm nhận được sự trầm tịch của ngươi, ngươi hãy theo ta đi, ta nhất định có thể làm cho ngươi khôi phục vinh quang ngày xưa, cùng ngươi tái chiến toàn bộ cường giả trong thiên địa, cùng ngươi tranh giành 3000 đại thế giới. Âm thanh cuồn cuộn truyền ra, như sấm sét vang vọng quanh quẩn trong hư không. Khi âm thanh hạ xuống, cả không gian chợt yên lặng, bỗng dưng hào quang chói mắt bắn ra, một kiện đại đao màu đồng cổ quỷ dị hiện lên trước người Lục Kinh Vân, uy áp hoang cổ tràn ngập. Suy. Cùng lúc đó, thân hình Nam Thúc, Bắc Cung Kình Thương, Lục Trung, Lục Linh nháy mắt bị bài xích ra ngoài. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, Nam Thúc tự giễu. Xem ra chúng ta đều thất bại, luân hồi hư vọng đao đã lựa chọn tiểu tử Kinh Vân. Việc này cũng bình thường, nằm trong dự liệu của ta. Bắc Cung Kình Thương cười nhẹ nói. Lục Trung mỉm cười không nói gì, cháu của mình nhận chủ hay do chính bản thân hắn nhận chủ cũng không có gì khác nhau. Chư vị tiền bối, các ngươi có phát hiện hay không, khí tức trong thiên trụ giới hôm nay có chút không thích hợp a. Lục Linh kinh ngạc hô. Đích xác là khác với lúc trước. Lúc này trong thiên trụ giới, lan tràn kim quang nhàn nhạt, tràn ngập cỗ khí tức hoang cổ. Suy suy. Nam Thúc vận chuyển hỗn độn âm dương quyết,
nguyên lực lan tràn, cắn nuốt kim quang vào thân thể, lập tức biến sắc nói. Hấp thu khí thức này sẽ có chỗ tốt thật lớn trong tu luyện. Mọi người nghe vậy đưa mắt nhìn nhau, hiểu ý khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Sắc mặt mọi người vui mừng, lập tức đắm chìm trong tu luyện, bắt đầu nhanh chóng hấp thu khí thức kia. Hoa lạp lạp, kim sắc hoang cổ khí càng lúc càng dày đặc, dần dần tràn ngập khắp không gian. Thời gian trôi qua, năng lượng hải dương cuồn cuộn, một nam một nữ khoanh chân ngồi trung ương, nguyên lực dao động không ngừng lan tràn phát tán. Hô lạp lạp, năng lượng hải dương bị hai người quấy nhiễu sôi trào, không ngừng dao động, thanh thế khiến người kinh ngạc. Quanh thân nữ tử lan tràn kim mang, áo trắng trên thân đã hóa thành hư vô không biết từ khi nào. Thân thể uyển chuyển bại lộ, độ cung tuyệt vời động lòng người, xinh đẹp đủ khiến người kinh tâm động phách, chỉ tiếc một màn này không có bất kỳ người nào nhìn thấy. Thân hình nam tử còn mang theo hào quang tử kim sắc, cùng kim quang dung hợp càng thêm hồn nhiên thiên thành, thậm chí còn có tử kim lôi quang chớp động, bí văn mơ hồ quanh quẩn, thân hình tràn ngập lực lượng dâng trào. Tốc độ hấp thu của Lục Lâm Thiên nhanh hơn, so sánh với nữ tử, có thể dùng từ điên cuồng mà hình dung. 40 năm lặng yên trôi qua. Ngao. Bỗng dưng trong cơ thể Lục Lâm Thiên mơ hồ truyền ra tiếng long ngâm rít gào, đan điền khí hải run lên. Hưu. Huyết lục tự động bay ra khỏi đan điền khí hải, xoay quanh trên đỉnh đầu Lục Lâm Thiên, thân đao run lên, kim huyết sắc quang mang phát tán, năng lượng hải dương xung quanh hình thành năng lượng lốc xoáy cực lớn, đồ án hắc bạch âm dương xuất hiện, lập tức hấp thu cỗ năng lượng hoang cổ kia. Suy. Huyết lục vừa hấp thu năng lượng, rơi lên người Lục Lâm Thiên, vỡ áp cả không gian xung quanh, không ngừng khuếch tán lan tràn, khiến thân thể Lục Lâm Thiên chợt run rẩy. Ngao. Đao minh lại vang vọng không gian, kim huyết sắc quang mang chậm rãi bình tĩnh trở lại. Oanh! Chỉ yên lặng chốc lát, huyết lục run lên, khí tức xa lạ lan tràn, giống như tăng thêm sinh cơ, nương theo cỗ tiêu sát khí huyết sát sắc bén thổi quét, khiến linh hồn người run rẩy. Suy! Huyết lục khôi phục lại bình tĩnh, quay vào trong thân thể Lục Lâm Thiên, tất cả động tĩnh tựa hồ cũng không quấy nhiễu tới hắn cùng nữ tử. Nhưng giờ phút này, khí thức của Lục Lâm Thiên đã lên tới đỉnh, dao động ngày càng kịch liệt. Thân hình tử kim sắc của hắn bộc phát ra năng lượng dao động bàng bạc, mà hoang cổ năng lượng xung quanh càng điên cuồng xâm nhập vào thân thể hắn. Hô lạp! Không biết qua bao lâu, khí thức đột nhiên ngừng lại, giống như vận sức chờ phát động. Suy! Đồng thời khí thức nữ tử cũng thẳng tắp kéo lên, nguyên lực minh mông cuồn cuộn bắt đầu tràn ra. Oanh! Vận sức chờ phát động. Khí thức quanh thân Lục Lâm Thiên đột nhiên run lên, khí thức bắt đầu phát ra, đột nhiên ầm ầm xông vào trong đan điền khí hải. Thân thể Lục Lâm Thiên run lên, khí thức dao động kinh khủng phóng lên cao. Năng lượng lao vào trong đan điền khí hải, nháy mắt khiến nó chợt bành trướng, cuối cùng tăng lên tới cực hạn, nguyên lực co rút nổ tung, một tiếng vang như sấm trầm đỡ upsilon, C chuyển ra. Phanh! Đan điền khí hải lập tức mở rộng, khí thức kinh khủng cấp tốc kéo lên. Năng lượng hoang cổ không ngừng điên cuồng lao tới, hóa thành nguyên lực tinh thuần tràn vào trong đan điền khí hải, làm cho đan điền đã mở rộng của hắn càng thêm bàng bạc như hải dương, sôi trào không ngớt. Nương theo sau Lục Lâm Thiên đột phá, năng lượng hoang cổ chen chúc mà vào, thân hình của hắn liên tục cắn nuốt không hề ngừng lại. Suy suy, không biết thời gian kéo dài được bao lâu, năng lượng hải dương xung quanh dần dần giảm bớt. Phanh, cách đó không xa. Trong đan điền khí hải của nữ tử cũng truyền ra tiếng nổ trầm đỡ upsilon, C, khí tức dao động nhộn nhạo khuếch tán. Oanh! Khi tia năng lượng cuối cùng bị Lục Lâm Thiên đoạt lấy truyền vào thân thể, khí thế mạnh mẽ chợt phóng lên cao. Suy suy! Thân hình Lục Lâm Thiên trôi nổi giữa không trung, đột nhiên mở mắt, hắc bạch tinh quang bạo lướt, xuyên thủng cả hư không, khí thế thổi quét khắp không trung. Oanh long long! Khí tức đã lên tới tứ nguyên hóa hồng cảnh. Khí tức chấn động cả không gian ầm ầm run lên, sau một lát mới bình ổn trở lại. Đây là lực lượng tứ nguyên tiểu siêu phàm sao? Lục Lâm Thiên cảm giác lực lượng trong thân thể, nguyên lực trong đan điền như phát ra âm thanh sư hống hổ gầm, nguyên lực tựa hồ đã biến hóa, càng thêm ngưng thật lắng đọng trở lại. Giống như càng mạnh, thay đổi lớn nhất là toàn bộ thân hình Lục Lâm Thiên, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được biến hóa kinh người. Hống! Lực lượng tăng vọt hơn nữa thực lực tiến bộ nhanh chóng làm cho hắn không nhịn được rít gào một tiếng. Tâm thần vừa động, nguyên lực run lên,
nguyên lực cuồn cuộn dâng tràn, bàn tay nắm chặt như muốn đem không gian đánh vỡ. Một đạo quyền ấn nhất thời thành hình, oanh kích thẳng không gian phía trước. Phanh phanh phanh, hư không nổ tung, xốc lên cuộn sóng lan tràn tới cuối, âm thanh nổ tung liên miên quanh quẩn không dứt. Thật sự là không tệ. Chủ nhân, ta cũng đột phá. Đúng ngay lúc này một âm thanh nam đồng non nớt vang lên trong đan điền khí hải của hắn. Là huyết lục. Ánh mắt Lục Lâm Thiên biến hóa, huyết sắc lan tràn, huyết lục hiện ra trong tay, thân đao linh động, huyết quang như ẩn như hiện, cho dù là tu vi nhị nguyên nhất nguyên hóa hồng cảnh nhìn thấy cũng phải dùng mình. Ngoại trừ khí tức thay đổi tăng vọt, huyết lục còn có thêm dao động bừng bừng sinh cơ, trong dao động còn mang theo khí tức hoang cổ bên trong, càng có vẻ bất phàm. Thông linh bảo khí, huyết lục tấn thăng thành thông linh bảo khí. Lục Lâm Thiên chố mắt, tuy huyết lục chỉ vừa đột phá mà thôi, nhưng uy áp cực kỳ khủng bố. Lục Lâm Thiên cảm giác khí tức của huyết lục tựa hồ không kém hơn Truy Phong Chiến Thiên Cung bao nhiêu. Trong không gian hư vô, nữ tử tuyệt mỹ vẫn ngồi khoanh chân, khí tức yên lặng thu liễm không hề tiết ra ngoài. Hô! Thật lâu sau trên mặt nàng bắt đầu có khí tức dao động, một hơi chọc khí tản ra, đem không gian trước mặt chấn khai. Suy suy! Lục Lâm Thiên cảm giác được khí tức dao động, lúc này mới phát hiện trong không gian còn có người khác, vừa quay đầu nhìn lại chợt trợn tròn mắt. Cô cô! Lục Lâm Thiên trợn tròn mắt, một nữ tử tuyệt mỹ thánh khiết trần trụi khoanh chân ngồi, thân hình là lướt nảy nở, trên người như có kim quang nhàn nhạt đang dần dần biến mất, lộ ra thân thể hấp dẫn thiên thành, rung động lòng người. Suy suy! Nữ tử thở một hơi chọc khí, chợt mở mắt, khí tức tam nguyên hóa hồng cảnh khủng bố lan tràn, linh hồn lực mẫn tuệ chợt cảm giác được có một ánh mắt nóng bỏng đang rơi lên người của mình. Nàng vừa nhìn lại, chớp mắt khuôn mặt đỏ bừng. Một thân ảnh trần trụi cao lớn đang lăng không cầm đao mà đứng, toàn bộ thân thể đều lộ liễu không hề che giấu, cảnh xuân đại lộ, không gì ngăn cản. Nữ tử lập tức phản ứng, nũng nịu hét lớn một tiếng. Lục Lâm Thiên, đồ lưu manh. Kháo, sao ta cũng không có quần áo. Lục Lâm Thiên mới kịp phản ứng mình cũng trần trụi, ánh mắt lưu luyến rời khỏi thân thể mỹ nữ, thu hồi huyết lục lấy ra bộ quần áo mặc vào. Lúc này nữ tử cũng cảm giác được mình trần trụi, đã bị đối phương hoàn toàn chứng kiến. A! À, nữ tử không nhịn được hét lớn một tiếng, lấy ra bộ quần áo mặc vào người, liếc mắt nhìn xung quanh đánh giá, vội vàng xé mở không gian hoảng sợ lao vào bên trong biến mất. Du Du cô nương! Lục Lâm Thiên đang định giải thích nhưng Phong Du Du đã bỏ chạy không thấy. Nhìn thấy Phong Du Du hoảng sợ rời đi, Lục Lâm Thiên có chút nghi hoặc. Không biết nàng cũng tới không gian này từ lúc nào. Sẽ không đợi đi ra ngoài rồi lại tìm ta phiền toái đi. Lục Lâm Thiên có chút lo lắng, lập tức nói. Nàng cũng đã nhìn thấy ta, cho nên không thiệt thòi, hẳn không tới mức tìm ta phiền toái đi. Khóe môi hắn giật giật, lập tức nhìn quanh bốn phía đánh giá. Trước mắt kim quang lan tràn, kim mang cũng đã giảm nhiều so với lúc trước. Còn chưa xong sao? Lục Lâm Thiên khẽ động. Cũng không biết cần thêm bao lâu kim sắc tiểu đao mới hấp thu xong năng lượng, lập tức triệu hồi thiên trụ giới, liền đi vào. Nhất nguyên hóa hồng cảnh đỉnh phong, nhất nguyên hóa hồng cảnh đỉnh phong, tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong. Khi Lục Lâm Thiên đi vào thiên trụ giới, nhìn thấy Nam Thúc, Bắc Cung Kình Thương, Lục Trung cùng Lục Linh, kinh ngạc không ít. Tu vi của bốn người đồng thời gia tăng, làm hắn thật sự ngạc nhiên. Bên ngoài 40 năm, tầng thứ tư thiên trụ giới đã là 1.600 năm, trong không gian vẫn còn dấu vết của khí tức hoang cổ, Lục Lâm Thiên liền hiểu được ngoại trừ tu vi bốn người đột phá, ưu đãi lớn nhất chính là thân thể biến hóa. Năng lượng đã không còn. Bốn người thức tỉnh, đều có cảm giác thỏa nguyện, khí tức hoang cổ thật sự mang tới chỗ tốt thật lớn, chính họ hiểu được rõ ràng, lúc này bốn người đều có thể cảm giác. Năng lượng đã biến mất, đã bị luyện hóa hầu như không còn. Lục Lâm Thiên không nghĩ tới cử chỉ vô tình của mình lại đem tới chỗ tốt thật lớn cho bọn họ, hẳn nên mang theo càng nhiều người vào thiên trụ giới thì tốt hơn. Chỉ sợ có quá nhiều người hấp thu sẽ biến thành cung không đủ cầu, tới lúc đó được còn không bằng mất. Lâm Thiên, ngươi lại đột phá sao? Nam Thúc đứng dậy, cảm giác khí tức trên người Lục Lâm Thiên, lập tức hỏi. Dạ, Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu. Nghe vậy ánh mắt mọi người có chút kinh ngạc, nhưng cũng không ngạc nhiên. Lần này họ lấy được chỗ tốt lớn như thế, Lục Lâm Thiên còn đột phá,
đương nhiên họ sẽ không cảm thấy kỳ quái, chỉ kinh ngạc với tốc độ quá nhanh của hắn mà thôi. Xuy xuy. Cách đó không xa, Lục Kinh Vân mở mắt, tinh quang bắn ra, khí tức nhị nguyên hóa hồng cảnh hậu kỳ trấn khai cả không gian. Nhận chủ luân hồi hư vọng đao rồi sao, nhị nguyên hóa hồng cảnh, tiến bộ khủng bố. Lục Lâm Thiên nhíu mày, cảm thấy kinh ngạc. Cha, con nhận chủ luân hồi hư vọng đao, còn đột phá nhị nguyên hóa hồng cảnh. Lục Kinh Vân đi tới bên cạnh phụ thân, ánh mắt lộ vẻ hài lòng. Không tệ lắm. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Tiếp tục cố gắng, cũng phải chú ý củng cố tu vi, không được miễn cưỡng. Đối với tu vi hiện tại của Lục Kinh Vân, Lục Lâm Thiên cũng không thể nói gì hơn, với thực lực bây giờ của hắn, dù đối mặt tứ nguyên hóa hồng cảnh bình thường cũng có thể dễ dàng thoát thân. Trong giới trẻ tuổi thượng thanh thế giới, Lục Lâm Thiên phỏng chừng trong đồng lứa với mình cũng chỉ có Phong Du Du mới có thể ngăn cản Lục Kinh Vân. Bất quá dù Phong Du Du có thể thắng Lục Kinh Vân, nhưng muốn làm gì hắn chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng, thậm chí căn bản không làm được. Dạ, con sẽ chú ý củng cố tu vi. Nghe được phụ thân khích lệ, trong mắt Lục Kinh Vân lộ ra ý cười cao hứng. Cảm giác được nguyên lực mênh mông cuồn cuộn, chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể xé rách thiên địa. Thật sự làm trong lòng hắn cực kỳ thoải mái. Hàn huyên với mọi người một lát, cũng không biết khi nào tiểu đao mới hấp thu xong năng lượng, Lục Lâm Thiên liền đi vào tầng thứ 8. Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một hộp gấm. Lần này trong lúc đột phá, Lục Lâm Thiên cũng lĩnh ngộ phong hệ thật lớn, trong mơ hồ hắn còn nhớ được trước khi tàn hồn lão giả tiêu tán đã đem áo nghĩa phong hệ đánh vào trong đầu mình, đủ cho hắn đạt được ích lợi vô cùng. Cho nên lúc này mặc dù đang ở trong không gian của phong gia, Lục Lâm Thiên cũng không có dự tính tiếp tục lĩnh ngộ phong thuộc tính. Tâm thần vừa động, hộp gấm mở ra, vẫn là một bộ cổ đồ xuất hiện. Tấm cổ đồ thứ 6 lộ ra cảm giác sinh cơ bừng bừng, hoàn toàn trái ngược với tấm thứ 5 tâm sinh tử vong. Sinh cơ nồng đậm tràn ra như gió bão thổi quét, làm trong lòng Lục Lâm Thiên run lên. Lục Lâm Thiên lập tức tĩnh tâm lĩnh ngộ tấm cổ đồ thứ 6. Thượng thanh thế giới, lối vào mật địa thiên giới, trước mặt là một mảnh biển khơi vô tận, núi non trùng điệp, mây mù lượn lờ, giống như tiên cảnh. Siêu siêu, trên hải vực mở mang. Từng thân ảnh xuyên qua bầu trời, sau đó xuất hiện trước dãy núi xanh biếc. Khoảng hơn 20 thân ảnh, đều là thanh niên nam nữ, trôi nổi trên hải vực, khí độ bất phàm, theo khí tức thần thái mà xem hẳn là người trẻ tuổi. Thanh niên đi đầu thân mặc hoa phục, khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân như điêu khắc, đôi mắt hoa đào làm cho người ta có chút không thoải mái, nhưng cũng không làm ảnh hưởng vẻ tuấn mỹ của hắn. Ma Tước đại ca, chúng ta đã tới lối vào mật địa thiên giới thượng thanh thế giới. Không biết bọn hắn có cho chúng ta đi vào hay không? Một thanh niên mặc cẩm bào thấp giọng hỏi, tu vi tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, nhưng thần sắc thái độ lại có chút cung kính. Yên tâm đi, lần này chúng ta đi tìm người Mộc gia, tốt xấu cũng đại biểu Thái Minh thế giới, người thượng thanh thế giới sẽ không tới mức nhỏ mọn không cho chúng ta đi vào mật địa thiên giới. Ánh mắt thanh niên mặc hoa phụ chíp lại, khóe môi lộ ý cười thản nhiên. Tới lúc đó ta cũng muốn biết một chút thực lực người thượng thanh thế giới hiện tại đã tới tình trạng nào. Ma Tước đại ca, nghe nói thánh chủ tuyên cổ điện Lục Lâm Thiên đang ở trong mật địa thiên giới, chân lý Niết Bàn, người lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ 5, chính là một ngưu nhân. Một thanh niên nói, Lục Lâm Thiên, nghe vậy Ma Tước hiện lên lãnh ý, nói, Lục Lâm Thiên bất phàm, nếu là ngàn năm trước ta thật không bằng hắn, nhìn thấy hắn cũng phải lễ nhượng ba phần. Nhưng tới hôm nay ta đã không còn tin lời đồn đãi, chẳng lẽ hắn còn có thể che trời hay sao, trước kia Lục Lâm Thiên từng gặp mặt trưởng bối ma gia ta. Hô hô, tầng thứ 8 thiên trụ giới, bên ngoài một năm, nơi này đã trôi qua 80 năm. 6 tấm cổ đồ trôi nổi xung quanh Lục Lâm Thiên, 6 cỗ khí tức ngập trời lan tràn khắp thân thể. Khí tức 6 tấm cổ đồ bắt đầu khởi động, đều mang theo khí tức cổ xưa. 6 cỗ khí tức hình thành hư ảnh bí văn xung quanh thân thể hắn, chính là bộ dáng của 6 tấm cổ đồ ngọc bích. 6 cỗ khí tức như mơ hồ luân hồi lẫn nhau, vây quanh thân hình Lục Lâm Thiên, khí tức khủng bố khiến người run sợ. Đại bi đại từ, diệt tuyệt bạo lệ, vô diệt vô sinh. Lục Lâm Thiên thì thào lẩm bẩm, tựa hồ đang lĩnh ngộ gì đó. Hắn đã dùng 5 năm lĩnh ngộ cổ đồ thứ 6, theo sau cân nhắc mối quan hệ giữa 6 tấm cổ đồ, bắt đầu thử dung hợp. Tuần hoàn lẫn nhau, tựa hồ như có điều ngộ ra, nhưng trong nháy mắt vẫn chưa nắm bắt.
Oanh! Không gian hỗn độn run lên, kim quang đều bị kim sắc tiểu đao cắn nuốt. Oanh! Kim sắc tiểu đao ầm ầm run lên, bí văn lưu quang bốn phía, sát khí uy áp bàng bạc vỡ áp. Suy! Sáu tấm cổ đồ hóa thành sáu đạo khí tức thu liễm vào trong người Lục Lâm Thiên. Hô! Lục Lâm Thiên thở mạnh một hơi chọc khí, ánh mắt khẽ giật, lập tức biến mất. Ông! Âm thanh bão táp áp tới, làm toàn thân hắn run lên, kim sắc tiểu đao liền trôi nổi trước người hắn. Không nghĩ tới còn có được ưu đãi bậc này, thật không tệ. Kim sắc tiểu đao vừa thốt ra, đao mang chợt lóe hóa thành kim quang quay về não hải Lục Lâm Thiên, xoay quanh tiểu hồn anh, nói. Ta cần tiêu hao chút thời gian, không có việc gì đừng quấy rầy ta. Vừa dứt lời cũng đã không còn tiếng vang. Sáng sớm, bên trong dãy núi tràn ngập sương mờ, ánh mặt trời xuyên thấu hư không, kim quang bao phủ thiên địa. Một nữ tử mặc trang phục xanh lục, dáng người cao gầy đang dựa vào cột đá, đường cong mê hồn quyến rũ. Lúc này nhìn nàng như đang suy tư chuyện gì, thần sắc ngưng lại. Cuối hành lang, một thanh niên tuấn mỹ tuyệt luân từ xa xa nhìn vào thân ảnh xinh đẹp của nàng, ánh mắt mê muội. Tử Kỳ. Thanh niên mặc hoa phục chậm rãi đi tới bên cạnh Mộc Tử Kỳ, khuôn mặt lộ ý cười, âm thanh cực kỳ ôn nhu. Ma tước, chẳng lẽ ta nói còn chưa rõ ràng lắm sao, chúng ta không thích hợp. Mộc Tử Kỳ đứng thẳng, bước tới trước người ma tước, nhíu mày nói. Ngươi đừng tiếp tục tới phiền ta được không? Tử Kỳ, hôn sự của chúng ta là do phụ thân nàng cùng cha ta quyết định. Ngũ quan ma tước thật rõ ràng, khuôn mặt như điêu khắc, trong mắt hiện tia dao động khó thể phát hiện. Nhưng mà cha ta đã mất rồi, việc này ta căn bản không biết, không liên quan gì với ta. Mộc Tử Kỳ trầm giọng nói. Ma tước nghe vậy, thần sắc tựa hồ lộ xem ra khó sống, nói. Đối với sự vẫn lạc của Mộc bá phụ, ta vô cùng đau lòng, nhưng hôn sự của chúng ta, không ít Mộc gia trưởng lão có thể làm chứng, đó là do Mộc bá phụ cùng cha ta quyết định, khi đó chúng ta từng gặp mặt, tuy rằng nàng còn ở trong lòng mẫu thân nàng, nhưng lúc đó nàng cũng đã ở trong lòng ta. Buồn cười, khi đó ta còn ở trong tã lót, làm sao ngươi lại đặt ta trong lòng, vạn nhất ta lớn lên xấu xí thì sao, ngươi còn mặt dày mày dạn muốn ta gả cho ngươi sao? Mộc Tử Kỳ không chút khách khí nói. Ánh mắt ma tước khẽ giật giật, vẫn duy trì phong độ nói. Tử Kỳ, bất kể như thế nào, lần này ta tới chủ yếu là vì hôn sự giữa hai chúng ta, nàng đừng tùy hứng, ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng. Vừa dứt lời, ma tước định vươn tay ôm Mộc Tử Kỳ. Ma tước, ngươi nên tự trọng một chút. Mộc Tử Kỳ lui ra sau, ánh mắt lộ cảnh cáo, trầm giọng nói. Ngươi cứ quấn quýt lấy ta cũng chỉ có thể nói thật với ngươi. Ta sớm đã có người, ngươi quấn quýt lấy ta cũng vô dụng, về phần ma gia muốn thế nào, thì tự mình làm đi. Cái gì, nàng có người rồi sao? Ma tước nghe vậy ánh mắt trầm xuống, nói. Là ai, là người trong Mộc gia, hay trong cổ tộc khác, cả Mộc gia cùng những thanh niên trong các cổ tộc cũng không ai xứng với nàng đi, mấy ngày nay ta đã kiến thức, so sánh với ta chẳng đáng vào đâu. Ma tước cực kỳ tự tin, mấy ngày nay hắn liên tục khiêu chiến người các cổ tộc. Đường Dần, Lý Tương kể cả Phong Phách Nam cũng thua trong tay hắn, những người trẻ tuổi cùng thế hệ hắn thật sự không đặt vào trong mắt. Mộc Tử Kỳ nhíu mày nói. Không phải Mộc gia, cũng không phải cổ tộc, hắn gọi Lục Lâm Thiên. Người trong mật địa thiên giới đều biết quan hệ giữa ta cùng Lục Lâm Thiên, cho nên giữa chúng ta là không thể nào, ngươi trở về đi, lấy điều kiện cùng thân phận của ngươi, sẽ không thiếu nữ nhân. Mà trong lòng ta chỉ có hắn, sẽ không có người khác. Lục Lâm Thiên. Ánh mắt ma tước rung động, tràn ngập hàn ý. Ta có điểm nào kém hơn Lục Lâm Thiên, chẳng lẽ chỉ vì chân lý niết bàn cùng người lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ năm thôi sao? Mộc Tử Kỳ có chút kỳ quái vì sao người này lại phản ứng kịch liệt như vậy, nói. Cái gì hắn cũng tốt hơn ngươi, chỉ riêng chân lý niết bàn cùng áo nghĩa kỳ lạ thứ năm ngươi cũng đã không khả năng so sánh. Được. Ta sẽ cho nàng biết người lĩnh ngộ chân lý niết bàn cùng áo nghĩa kỳ lạ thứ năm cũng không nhất định mạnh bao nhiêu. Ma tước cắn răng, khuôn mặt biến thành âm trầm, lập tức xoay người rời đi. Hô! Nhìn thân ảnh ma tước rời khỏi, Mộc Tử Kỳ thở sâu một hơi. Sau một lát, cuối hành lang có một mỹ nhân tuyệt sắc đi ra, khoảng 27-28, đi tới gần nói. Biểu tỷ không sợ ma tước đi tìm Lục Lâm Thiên gây phiền phức sao? Việc này,
Mục Tử Kỳ nhất thời sửng sốt, lập tức có chút lo lắng nói. Ma tước đã là nhị nguyên hóa hồng cảnh, nếu thật sự đi tìm Lục Lâm Thiên thật có chút phiền phức. Theo ta được biết, Lục Lâm Thiên đã đi vào bí cảnh Phong Gia chưa từng đi ra, ma tước cũng tìm không thấy. Băng Nhu nói xong, lại nhìn Mộc Tử Kỳ nói. Biểu tỷ, người không phải thật sự có gì với Lục Lâm Thiên. Băng nha đầu, người còn dám giễu cợt biểu tỷ hay sao? Trên mặt Mộc Tử Kỳ lộ tia thẹn thùng nói. Ta sẽ không nói cho ngươi, ngươi chậm rãi đoán đi. Dứt lời thân ảnh Mộc Tử Kỳ biến mất. Biểu tỷ chờ ta. Băng Nhu vội vàng đuổi theo. Siêu siêu. Giữa không trung, sáu đạo cầu vồng lướt qua trời cao, rơi xuống đỉnh viện, chính là Lục Lâm Thiên, Độc Cô Ngạo Nam, Lục Linh, Lục Kinh Vân, Bắc Cung Kình Thương cùng Lục Trung bọn họ. Hình như có chút không đúng. Lục Lâm Thiên nhìn quanh, nhận ra có dấu vết đánh nhau, tựa hồ chưa xảy ra bao lâu. Cha, có người động thủ qua, thực lực không kém. Lục Kinh Vân nhíu mày nói. Tâm thần Lục Lâm Thiên tản ra, nháy mắt lướt vào trong đình viện. Năm người nam thúc lập tức đi theo Lục Lâm Thiên tiến vào bên trong. Bên trong đình viện, sáu người vô song, ngoài ra còn có Lăng Thanh Tuyệt, Đạm Thai Tuyết Phi, Dạ Vị Ương, Bố Nhi, Lục Đào, Lục Thiếu Hùng, Khuất Đào Tuyệt, Long Tam, Lăng Phong, Hiên Viên Triệt, Bắc Cung Ngọc, Bắc Cung Hạo Nam cùng vài lão nhân thế giới linh vũ đều có mặt. Chẳng qua chín người Lăng Thanh Tuyệt sắc mặt trắng bệch, quần áo còn vương vết máu, tựa hồ thương thế không nhẹ. Sao lại thế này? Thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện trong đại điện, ánh mắt đảo qua, nhìn thấy sáu nữ tử đều bình yên vô sự, lập tức nhìn nhóm người Lăng Thanh Tuyệt hỏi. Tuy rằng thương thế của mọi người không nhẹ, nhưng không nguy hiểm tính mạng. Là ai dám cản rỡ? Lục Kinh Vân vừa đi vào đại điện, nhìn thấy mọi người bị thương, ánh mắt hiện lên sát phạt khí liền hỏi. Kinh Vân, huynh xuất quan sao? Bố Nhi nhìn thấy Lục Kinh Vân, khuôn mặt động lòng người hiện lên vẻ vui sướng, lập tức chạy tới bên cạnh Lục Kinh Vân, thần sắc ngưng lại, nói. Vừa rồi có một nhóm người tới tìm trưởng môn, nghe khẩu khí tựa hồ tới làm phiền, cực kỳ cuồng ngạo, thực lực cũng rất mạnh mẽ, đánh trọng thương bọn họ. Lâm Thiên, Lục Đại Ca, nhìn thấy nhóm người Lục Lâm Thiên, sắc mặt mọi người trong đại điện lộ vẻ vui mừng. Lâm Thiên, huynh trở về vừa lúc, vừa rồi gặp một chút phiền toái. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên, ánh mắt Bắc Cung Vô Song thả lỏng, tiến lên nói. Người đó tựa hồ tên Ma Tước, là tới tìm huynh gây sự, nghe nói huynh đi vắng, liền cố ý khó xử Bắc Cung Ngọc cùng Khuất Đao Tuyệt. Ma Tước, Lục Lâm Thiên nhíu mày, trong mật địa thiên giới tựa hồ chưa nghe nói qua người này. Lục Đại Ca, Ma Tước kia từ bên ngoài tới, đã vào mật địa được nửa tháng. Mấy hôm trước ở trên chiến thai liên tục đánh bại Lý Tương, Đường Dần, thậm chí Phong Phách Nam cũng thua trong tay hắn, phát ngôn bừa bãi nói không xem người cùng thế hệ của Thượng Thanh thế giới ở trong lòng, cực kỳ cuồng ngạo. Lục Thiếu Hùng nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt âm trầm, tựa hồ bị đả kích, nói. Lục Đại Ca, thực xin lỗi, tên kia hình như là nhị nguyên hóa hồng cảnh, thực lực của ta không phải đối thủ, khiến Lục gia mất mặt. Điều này không trách ngươi. Ngươi còn chưa đạt tới nhị nguyên hóa hồng cảnh, không phải đối thủ. Lục Lâm Thiên nói. Lần này ta cũng thật mất mặt, không đánh thắng được tên ma tước kia. Lăng Thanh Tuyệt cười khổ, nói. Nghe nói người kia tới từ ma gia Thái Minh Thế Giới, cũng là một trong những cổ tộc của Thái Minh Thế Giới. Lần này tới đây đại biểu Thái Minh Thế Giới cùng Thượng Thanh Thế Giới thương lượng chuyện gì đó. Mặt khác tựa hồ có quan hệ sâu xa với Mộc Gia, vẫn luôn ở lại trong Mộc Gia. Thái Minh Thế Giới. Ma gia. Thần sắc Lục Lâm Thiên trầm xuống, hắn đương nhiên sẽ không quên ma gia trong Thái Minh Thế Giới, ban đầu ở Trung Minh Thế Giới, bởi vì Thiên Long Tông muốn đối đầu với Lục Du Thược đã từng tiếp xúc qua, cuối cùng đã khó tránh khỏi kết thù hận. Cha biết người ma gia của Thái Minh Thế Giới sao? Nhìn thấy thần sắc phụ thân, Lục Kinh Vân hỏi. Lúc trước trong Trung Minh Thế Giới, trong địa bàn của ma gia có Thiên Long Tông muốn đối phó nhị muội của con, cuối cùng đã kết thù. Lục Lâm Thiên hiện lên hàn ý, trong lòng cũng không ngờ người ma gia tới Thượng Thanh Thế Giới, còn trêu chọc tới trên đầu của hắn. Nguyên lai có quan hệ với Thiên Long Tông. Trong mắt Lục Kinh Vân hiện lên hàn ý, hắn từng ở Vô Sắc Thế Giới một thời gian, nghe Lục Du Thược nói qua, không nghĩ tới còn có quan hệ với ma gia. Độc Cô Cảnh Văn đi tới bên cạnh nói. Lâm Thiên, ma tước tựa hồ muốn tìm tới làm phiền huynh,
chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, huynh định làm như thế nào? Đây là do chính bọn hắn tự tìm tới, địa bàn của ta đánh bị thương người của ta, muốn bỏ qua sao, cũng không phải do bọn hắn. Lục Lâm Thiên âm trầm đáp. Lục soái, chúng ta làm sao bây giờ, có cần thông chi Lôi sư huynh bọn họ? Lục Linh đi qua hỏi. Ta không biết các ngươi xuất quan khi nào, cho nên đã cho người đi thông chi Lôi Tiểu Thiên cùng Nhâm Tiêu Diêu bọn họ. Lam Linh nói. Ân, bọn họ đã tới. Lục Lâm Thiên gật gật đầu nhìn lên, đã thấy Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên, còn có Nhâm Tiêu Diêu, Mạc Kình Thiên, Tịnh Vô Ngân đã tới. Sau một lát, bên trong đại sảnh, nhóm người Đường Dần đã đi vào trong nội sảnh, trên đường cũng đã biết đại khái tình huống. Ta đã giao thủ qua với ma tước, thực lực quá mạnh mẽ, tu vi cấp độ của ta hiện tại không thể đối phó. Đường Dần nói, nhị nguyên hóa hồng cảnh mà thôi, dám tới thượng thanh thế giới diễu võ dương oai, thật sự là to gan. Lôi Tiểu Thiên nổi hàn quang, mấy ngày trước vừa lúc hắn đi vắng, khi trở về còn về qua Lôi gia, hôm qua mới trở lại mật địa. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt lóe ra điện mang, nói. Lâm Thiên huynh đệ, nói đi, chúng ta làm sao bây giờ? Nghe nói ma tước đang ở Mộc gia, từ đây tới Mộc gia cũng không xa, đi xem đi. Lục Lâm Thiên nói, cũng không cần biết ma gia có quan hệ gì với thượng thanh thế giới, lại có quan hệ thế nào với Mộc gia, dám động tới người của mình, chạm tới điểm mấu chốt của Lục Lâm Thiên, tuyệt đối không thể buông tha. Đi, chúng ta tới Mộc gia một chút. Nghe vậy nhóm người Mạc Kình Thiên đều hiểu ý, liền phất tay mang theo người của mình đi ra đại sảnh. Lâm Thiên, đều là chuyện của người trẻ tuổi, chúng ta không tham dự, dù sao có ngươi, mọi người cũng không giúp được chuyện gì. Nam Thúc nói. Lục Lâm Thiên gật gật đầu, tự nhiên hiểu được ý tứ. Cẩn thận một chút. Sáu nữ tử cũng không ngăn cản Lục Lâm Thiên. Vân Hồng Lăng có chút suy nghĩ, ngẩng đầu nói. Lâm Thiên, hay là mọi người bồi huynh cùng đi? Không cần, ta sẽ nhanh chóng trở lại, yên tâm đi, không có chuyện gì. Lục Lâm Thiên nói. Vậy được rồi. Vân Hồng Lăng gật đầu, thật ra nàng cũng không muốn đi. Đúng rồi, tiểu nha đầu đâu? Lục Lâm Thiên đảo mắt nhìn qua mọi người, không nhìn thấy Lục Lộ liền hỏi. Vô Song nói. Tiểu nha đầu cùng Tiểu Linh đi ra ngoài chơi, trong mật địa thiên giới sẽ không có việc gì. Đầu xuẩn thú kia đã tới. Lục Lâm Thiên có chút ngạc nhiên, Tiểu Linh chính là nguyên cổ linh tinh thú, vốn đi theo Huyền Tuyết Ngưng, về sau lại lựa chọn Bắc Cung Vô Song chăm sóc. Trước khi vào bí cảnh phong gia, Lục Lâm Thiên có nghe Vô Song nhắc qua linh tinh thú đã đi tìm địa phương đột phá. Suốt hơn ngàn năm, đầu xuẩn thú kia ăn không ít thế giới tinh thạch khiến Lục Tiểu Bạch cùng Lưu Nhất Thủ vô cùng đau lòng. Bất quá đầu bổn thú cũng không tới nỗi ăn không trả tiền, nó còn phát hiện vài linh mạch thế giới, sản xuất không ít thế giới tinh thạch. Hơn nữa cũng giúp người phi linh môn đạt được không ít ưu đãi trong tu luyện, bởi vì phân của nó là nguyên cổ tịnh linh dịch, có chỗ tốt thật lớn trong đột phá niết bàn cảnh, chính là bảo vật tuyệt đối. Tiểu Linh không ngu ngốc. Vô Song bất đắc dĩ trừng mắt nhìn hắn, nói. Tiểu Linh đã vô lượng niết bàn thành công, cho nên mới tới mật địa tìm muội, chơi thân với tiểu nha đầu. Đầu xuẩn thú kia lại có thể vô lượng niết bàn. Lục Lâm Thiên ngạc nhiên, nhưng lập tức cảm thấy bình thường, bởi vì tâm cảnh của linh tinh thú cùng thiên phú thật không có người so sánh được. Bên trong một đại sảnh trong Mộc gia, 20 thanh niên nam nữ vây quanh, có người ngồi trên ghế tay cầm hoa quả quỳnh tương nhấm nháp. Ha ha, không nghĩ tới người thượng thanh thế giới thật chẳng ra gì, không chịu nổi một kích, phế vật mà thôi. Chúng ta thật đúng là đã xem trọng thượng thanh thế giới, khó trách mỗi lần bọn hắn đều cùng thái minh thế giới chúng ta hành động. Thượng thanh thế giới đều là phế vật, nhìn dáng vẻ hẳn là sắp xuống dốc. Ha ha, trong sảnh vang lên tiếng cười to. Sắc mặt ma tước lại âm trầm, tay cầm chén nhỏ tinh xảo, ánh mắt dao động lại không hề có chút cao hứng. Ba. Bỗng dưng trong mắt hắn chợt lóe hàn ý, bóp nát chén nhỏ. Mọi người chợt yên tĩnh trở lại, nhìn qua ma tước, thanh niên mặc cẩm bào hỏi. Ma tước đại ca, ngươi làm sao vậy? Ma tước ném mảnh vỡ xuống đất, ngẩng đầu nói. Không có việc gì. Một nữ tử có chút mỹ mạo đi tới bên cạnh ma tước, ánh mắt lóe ra dao động, nói. Ma tước đại ca, có phải là bởi vì chuyện của Mộc Tử Kỳ không? Theo ta xem, Mộc Tử Kỳ cũng bình thường mà thôi, không xứng với ma tước đại ca cần gì phải nghĩ trong lòng.
Người ta xem chúng, nếu ta không chiếm được, người khác cũng không thể có, huống chi ta còn chưa được tới, làm sao có thể tặng người. Khuôn mặt ma tước lộ vẻ âm trầm, hắn nghe tên của Lục Lâm Thiên cũng đã không vui, không nghĩ tới Mộc Tử Kỳ còn dính líu với Lục Lâm Thiên, hắn làm sao có thể nuốt xuống cơn tức này. Thanh niên mặc cẩm bào nói. Ma tước đại ca, bất quá ta cảm giác chúng ta đối phó Lục Lâm Thiên trong thượng thanh thế giới cũng không ổn thỏa, những người ở đây tự nhiên sẽ xen vào, đi vào trong thương khung chiến trường tiếp tục đối phó hắn cũng không trễ. Theo ta xem thượng thanh thế giới cũng không còn người, đối phó Lục Lâm Thiên mà thôi, cho dù ma tước đại ca giết Lục Lâm Thiên, phỏng chừng thượng thanh thế giới cũng không dám thế nào, thượng thanh thế giới không có ai, tới lúc đó sẽ yêu cầu thái minh thế giới, làm sao dám không khách khí với chúng ta. Một nam tử nói, thần sắc ngạo khí. Lần này ma tước đại ca có cơ hội tuyệt đối, người thượng thanh thế giới sao dám làm gì ma tước đại ca? Chư vị, các ngươi đã đi đánh trọng thương người của Lục Lâm Thiên. Vài thanh niên trẻ tuổi Mộc gia đi tới, nam tử đầu lĩnh nhíu mày hỏi, ánh mắt thâm trầm lướt quanh nhóm người ma gia. Người Mộc gia không biết lễ phép vậy sao, còn không biết thưa bẩm mới đi vào. Thanh niên mặc cẩm bào liếc mắt nói. Đây là thượng thanh thế giới, là Mộc gia, ta nghĩ nên lễ phép phải là ma gia đi. Nam tử đầu lĩnh đảo mắt nhìn qua, khuôn mặt càng thêm tối tăm. Ma tước đứng dậy, khoanh tay thản nhiên nhìn nam tử đầu lĩnh, há mồm nói. Mộc Khánh, hôm nay chúng ta hình như đánh bị thương vài người, chủ yếu tại thực lực bọn hắn quá thấp, có vấn đề gì sao? Ma tước, Lục Lâm Thiên ở bên ngoài chờ ngươi, chính các ngươi gây ra phiền phức thì chính mình giải quyết đi. Đừng tưởng rằng có thể đánh bại Phong Phách Nam thì cho rằng thượng thanh thế giới không người, có chút người các ngươi không thể trêu chọc. Nam tử đầu lĩnh nói xong, ánh mắt ý bảo, vài người xoay người bỏ đi. Lục Lâm Thiên không phải vắng mặt sao? Lục Lâm Thiên đã tới rồi sao? Người của ma gia nghe vậy, ánh mắt đều nhìn qua ma tước. Rốt cục đã tới, Lục Lâm Thiên. Khuôn mặt ma tước lộ nụ cười, hàn ý lóe ra. Ngươi nói cái gì? Ma tước đánh bị thương người của Lục Lâm Thiên. Mộc Tử Kỳ nhìn thiếu nữ trước mắt với vẻ ngạc nhiên, thần sắc ngưng trọng, Băng Nhu nghe vậy ánh mắt cũng ngưng lại. Tử Kỳ tỷ, hiện tại Lục Lâm Thiên đi cùng nhóm người Lôi Tiểu Thiên đều tới đây, hình như thế tới hung hung, nghe nói ma tước đánh bị thương nhóm người Khuất Đao Tuyệt, còn là Lăng Thanh Tuyệt bọn họ. Thiếu nữ bộ dáng thanh tú, khuôn mặt có chút bất an nói. Mộc Nguyên trưởng lão đang ở bên ngoài, tình huống cụ thể ta cũng không biết. Được, ta đã biết, ta lập tức đi qua. Mộc Tử Kỳ cau mày nói. Tử Kỳ tỷ, ta đi trước. Thiếu nữ gật đầu lập tức lui ra ngoài. Ánh mắt Băng Nhu khẽ động, nói. Như vậy Lục Lâm Thiên đã xuất quan, ma tước đánh bị thương nhóm người Lăng Thanh Tuyệt, chỉ sợ có quan hệ với ngươi. Mà họ đều là người của Lục Lâm Thiên, với tính cách của hắn, vừa mới xuất quan chỉ sợ sẽ không bỏ qua ma tước. Việc này nếu ở bên ngoài hẳn dễ dàng giải quyết. Nhưng ở trong mật địa, hơn nữa ma tước còn đại biểu thái minh thế giới, nếu xử lý không tốt chính là đại sự. Đều là ta không tốt, ta chỉ không muốn ma tước lại tới phiền ta, không nghĩ tới ma tước đi đánh bị thương người của hắn, hắn nhất định sẽ tưởng ta cố ý. Ánh mắt Mộc Tử Kỳ ngưng trọng, nhưng lại suy nghĩ tới vấn đề khác. Tử Kỳ biểu tỷ, ta đang lo lắng chuyện giữa thượng thanh thế giới cùng thái minh thế giới mà. Băng Nhu bất đắc dĩ nói. Không được. Ta phải đi xem, phải nói rõ ràng với ma tước. Mộc Tử Kỳ nói xong chạy ra khỏi phòng. Việc này chỉ sợ không dễ kết thúc. Băng Nhu thì thào, cũng theo sau. Lục lão đệ, lần này có lẽ là hiểu lầm, không bằng đi vào ngồi một chút được không? Trên quảng trường, một trung niên lộ vẻ bất đắc dĩ, chính là Mộc Nguyên trưởng lão. Việc này Mộc Nguyên cũng vừa mới biết, mấy ngày nay ma gia ngang ngược hoành hành, hắn cũng đã sớm chướng mắt. Nhưng ma gia cùng Mộc gia lại có kết giao, hơn nữa 2.000 năm trước phụ thân của ma tước đã cứu tiền nhiệm gia chủ, chính là phụ thân của Mộc Tử Kỳ, bởi vậy Mộc gia luôn có chút cảm ơn, luôn có giao tình với ma gia. Mặt khác, lần này ma gia tới thượng thanh thế giới, là vì quan hệ tới việc của hai thế giới, xem như đại biểu thái minh thế giới. Vì vậy với thái độ ngang ngược của ma gia, người Mộc gia cũng không nói gì. Nhưng bây giờ ma tước lại động tới người của Lục Lâm Thiên. Mộc Nguyên cũng không biết nên làm sao kết thúc, đừng nói thân phận của Lục Lâm Thiên, chỉ nói thân phận thánh chủ Tuyên Cổ Điện, lúc này hắn còn xưng hô là Lục lão đệ cũng xem như quá phận,
chỉ là vì nhờ giao tình trước kia mà thôi. Mộc Nguyên trưởng lão, việc này không có quan hệ gì với Mộc gia, ta sẽ không đi vào, Mộc Nguyên trưởng lão không cần khách khí, ta chỉ tới tìm ma tước mà thôi, nếu có chỗ đắc tội, xin Mộc Nguyên trưởng lão thứ lỗi. Lục lão đệ, đối với việc này Mộc gia thật sự xin lỗi, nói thế nào ma tước bọn họ cũng đang đặt chân trong Mộc gia, không thoát khỏi quan hệ với chúng ta cũng có trách nhiệm, xin tha lỗi. Mộc Nguyên áy náy nói. Siêu siêu. Hai thân ảnh xinh đẹp hạ xuống quảng trường, chính là Mộc Tử Kỳ cùng Băng Nhu. Mộc Tử Kỳ nhìn quanh lại dừng ở Lục Lâm Thiên, nói. Thực xin lỗi, chuyện này bởi vì ta dựng lên, Lăng Thanh Tuyệt bọn họ không sao chứ. Bọn họ không có chuyện gì lớn, nhưng thương thế cũng không nhẹ. Lục Lâm Thiên nhíu mày, hỏi. Tại sao lại nói chuyện này có quan hệ với ngươi? Tử Kỳ, xảy ra chuyện gì? Mộc Nguyên cùng người Mộc gia nghi hoặc nhìn Mộc Tử Kỳ. Thần sắc Mộc Tử Kỳ có chút xấu hổ, lại ngẩng đầu nói. Bởi vì ma tước mỗi ngày đều tới phiền ta, ta thật sự không có biện pháp cho nên nói với hắn ta là người của ngươi, ta nghĩ việc này là bởi vì ta cho nên ma tước mới đối phó Lăng Thanh Tuyệt bọn họ, thực xin lỗi. Nghe vậy nhóm người Lục Kinh Vân đều lướt nhìn Mộc Tử Kỳ cùng Lục Lâm Thiên, mà người Mộc gia cũng khó hiểu, không ai biết chuyện giữa Lục Lâm Thiên cùng Mộc Tử Kỳ là thật hay giả. Lục Lâm Thiên nói, chuyện lần này chỉ sợ không quan hệ gì lớn với ngươi, ngươi cũng không cần tự trách. Nói tới đây, Lục Lâm Thiên chợt nhìn nhóm người Mộc gia. Bọn hắn đã tới, nếu việc này không quan hệ với Mộc gia, vậy giao cho ta xử lý đi, Mộc gia cũng không cần nhúng tay, mượn địa phương này dùng một chút, đắc tội. Người Mộc gia nghe vậy quay đầu lại, nhìn thấy 20 nam nữ đang đi ra, chính là đám người ma tước. Ánh mắt Mộc Nguyên giật giật, phất tay, người Mộc gia lui sang một bên, việc này họ bị kẹp ở giữa cũng thật xấu hổ. Lời của Lục Lâm Thiên cũng là ý muốn của họ. Ta, Mộc Tử Kỳ còn định nói chuyện, Băng Nhu đã kéo tay nàng, nói. Để cho bọn họ xử lý đi. Không biết là ai tìm ma tước đại ca, hãy xưng tên ra đi. 20 thanh niên nam nữ đi ra, thần sắc ngạo khí không xem ai vào trong mắt, thanh niên mặc cẩm bào ngẩng đầu, đã sớm dừng lại trên nhóm người Lục Lâm Thiên. Hùng thúc, người nào xuất thủ? Lục Kinh Vân liếc mắt nhìn lướt qua, hỏi. Sau khi dùng đan dược chữa thương, sắc mặt Lục Thiếu Hùng đỡ hơn một chút, ngẩng đầu nói. Tất cả đều xuất thủ, những kẻ khác cũng không đáng sợ, nhưng người đứng giữa thực lực quá mạnh mẽ, kẻ làm chúng ta bị thương chính là hắn. Đã biết, Lục Kinh Vân khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Thanh niên mặc hoa phục nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt tuy không chút dao động nhưng làm cho người ta thật không thoải mái. Lôi Tiểu Thiên nhíu mày nói. Chính là những mặt hàng này dương oai diễu võ trong thượng thanh thế giới chúng ta sao, cũng chẳng có gì đặc biệt, bề ngoài còn không đẹp bằng Lục Linh Sư đệ cùng Lăng Phong, nhìn qua chẳng khác gì nữ nhân, ta mới nhìn đã cảm thấy không thoải mái rồi. Ta cũng thấy không thoải mái. Ánh mắt Lục Linh khẽ giật, tu vi nhất nguyên hóa hồng cảnh đỉnh phong hơn nữ yêu đại biến hóa trong thiên trụ giới khiến cho Lục Linh gặp mặt nhị nguyên hóa hồng cảnh cũng không để trong lòng. Các ngươi nói cái gì, có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Nghe vậy, một thanh niên đứng bên người ma tước liền nhìn qua Lôi Tiểu Thiên cùng Lục Linh, thần sắc âm trầm đầy vẻ cảnh cáo. Ui, còn nuôi chó cắn người, ha ha. Lôi Tiểu Thiên cùng Lục Linh nhìn nhau, lập tức cười to. Ha 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 ha. Nhóm người Mạc Kình Thiên đứng phía sau cũng cười vang, không hề đem người ma ra đặt vào trong mắt. Các ngươi nói ai là chó? Thanh niên chưa từng gặp được khinh miệt cùng cười nhạo như vậy, ánh mắt tức giận rơi lên người Lôi Tiểu Thiên cùng Lục Linh. Mạc Kình Thiên nhếch môi, nói. Nói ai là chó thì chó tự nhiên nhảy ra, cho nên nhảy ra đương nhiên là chó, hiện tại ngươi nhảy ra, còn muốn hỏi là ai sao? Ha ha! Mọi người không khỏi cười vang, kể cả người của Mộc gia cũng bật cười. Đồ khốn, dám trêu chọc đại gia ngươi! Thanh niên hét lớn một tiếng. Khí tức tuyên cổ cảnh cao giai bộc phát muốn lao tới. Cần gì cùng một đám tôm tép nhãi nhép đấu mồm mép. Ma tước phất tay áo, ngăn cản thanh niên, khoanh tay đứng thẳng nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Ngươi chính là chân lý Niết Bàn, lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ 5, Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên thản nhiên nói. Tới địa bàn của ta, gây tổn thương người của ta, còn có gì để nói hay không? Âm thanh rơi xuống, toàn trường đọng lại. Sắc mặt ma tước cũng động lại, ánh mắt thẳng tắp âm trầm,
Tựa hồ thái độ của Lục Lâm Thiên vượt ngoài suy đoán của hắn, thậm chí hắn cũng không nhìn thấu khí thức của Lục Lâm Thiên. Khóe môi ma tước hiện lên vẻ khinh miệt, mang theo dáng vẻ làm người khó chịu, nói. Chỉ là luận bàn mà thôi, không nghĩ tới đánh giá cao thực lực của bọn họ, làm họ bị thương, chỉ trách thực lực chính mình không cao minh, lại oán được ai. Nhị nguyên hóa hồng cảnh luận bàn cùng tuyên cổ cảnh, thực lực bọn họ đương nhiên không được, vậy tiếp tục luận bàn một hồi thế nào? Lục Lâm Thiên cười nhạt nói. Nghe vậy ma tước cười lạnh, nói. Thật sảng khoái, đang có ý đó. Nói tới đây, ma tước nhìn qua Mộc Tử Kỳ, cười ngạo nghễ lạnh lùng nói. Tử Kỳ, ta sẽ cho nàng tận mắt nhìn thấy người mà nàng nhìn chúng ngã dưới chân của ta, thượng thanh thế giới quá nhỏ, nàng hẳn nên ra ngoài nhiều một chút, tới lúc đó ánh mắt sẽ khác hẳn. Nghe hắn nói nhóm người Lôi Tiểu Thiên đưa mắt nhìn nhau, Lôi Tiểu Thiên cảm thán. Khẩu khí này ta nghe thật mệt hoảng, lòng tự tin không biết xấu hổ kia từ đâu mà có a. Đường Dần nói, có lẽ Thái Minh thế giới là một thế giới thần kỳ, cho nên có được lòng tự tin không biết xấu hổ như vậy đi. Bại tướng dưới tay cũng dám mở miệng, buồn cười. Lời nói của nhóm người Lôi Tiểu Thiên không tránh khỏi lỗ tai ma tước, hắn quay đầu khinh thường nói, nhìn lại Lục Lâm Thiên, ánh mắt âm trầm. Lục Lâm Thiên, nghe nói trước kia ngươi ở trước mặt ma gia thật cuồng vọng, vậy cùng nhau giải quyết đi, cho ta xem thử ngươi rốt cục có tiền vốn cuồng vọng trước mặt ma gia chúng ta hay không, ngươi cũng không tư cách nhúng chàm Tử Kỳ. Lục Lâm Thiên lãnh đạm nói. Chuyện trung minh thế giới ta vốn đã không có ý định truy cứu, nếu ngươi còn muốn nhắc tới, nhìn dáng vẻ ma gia các ngươi vẫn còn canh cánh trong lòng, lần này ngươi ở trong địa bàn của ta, động người của ta, thật sự làm cho ta không có lý do gì không truy cứu. Tạm dừng lại, ý cười của hắn biến thành khinh thường, làm người của Mộc gia cùng ma gia đều nhìn không được giật mình. Đáng tiếc ngươi còn chưa có tư cách để ta ra tay. Lục Lâm Thiên quay đầu nhìn Lục Kinh Vân, nói. Kinh Vân, con đi xử lý đi, chúng ta cùng Mộc gia đều là người một nhà, Mộc gia tiền bối cũng sẽ không trách con cản rỡ. Dạ. Lục Kinh Vân gật đầu, bước tới trước, ý tứ của phụ thân hắn đương nhiên hiểu được, muốn hắn không cần hạ thủ lưu tình, có chuyện gì cũng sẽ có người xử lý. Ma tước liếc mắt nhìn Lục Kinh Vân, lại nhìn Lục Lâm Thiên nói. Lục Lâm Thiên, ngươi có ý tứ gì? Bởi vì ngươi còn chưa có tư cách để cha ta ra tay. Thân hình Lục Kinh Vân cao ngất, vừa dứt lời trong đôi mắt thâm thúy hiện lên huyết sắc. Ngay lập tức quanh thân Lục Kinh Vân tràn ra hàn ý, làm mọi người xung quanh đều giật mình. Mộc Nguyên Ý bảo, người Mộc gia lập tức lui ra sau. Ánh mắt Mộc Tử Kỳ cùng Băng Nhu khẽ động, lập tức thối lui. Bọn họ đều biết Lục Kinh Vân, người này giống như cha hắn, bình thường tính khí ôn hòa, khuôn mặt luôn cười, một khi biến sắc mặt thậm chí còn không cho đối thủ cơ hội dập đầu nhận sai. Mà thực lực cùng danh khí của Lục Kinh Vân đối với mật địa mà nói, nếu không có Lục Lâm Thiên đè nặng, hắn đã trở thành nhân vật phong vân nhất. Nguyên lai ngươi là con của Lục Lâm Thiên. Tựa hồ cảm nhận được Lục Kinh Vân cũng không tầm thường, ma tước phung tay áo, làm người ma ra lui ra sau, ánh mắt âm trầm nhìn Lục Kinh Vân. Trong mắt ma tước mang theo vẻ cười lạnh quỷ dị, nói. Ngươi đã muốn thay cha ngươi thụ ngược, ta cũng tốn chút lực dạy dỗ tiểu bối tốt lắm. Lục Kinh Vân không để ý tới hắn, chỉ nói. Hùng thúc, là hàng này đánh bị thương ngươi sao? Không sai. Lục Thiếu Hùng gật gật đầu. Hùng thúc, ta sẽ giúp ngươi đòi lại món nợ này. Lục Kinh Vân nói. Cố làm ra vẻ, hạng người của Lục gia mỗi người càng cuồng vọng hơn người trước, vậy phải vì cuồng vọng của mình trả giá đắt. Đột nhiên một cỗ nguyên lực mộc hệ hùng hậu dị thường lập tức thổi quét. Lục Kinh Vân quay đầu nói. Nói nhiều như phụ nhân, khó trách người ta không nhìn chúng ngươi. Tiểu tử hung hăng càn quấy. Lời của Lục Kinh Vân giống như xé mở miệng vết thương trên người ma tước, ánh mắt hắn phát lạnh, khí thế khởi động, thân ảnh lướt ra, không nghĩ tới lại ra tay trước. Oanh! Nháy mắt hắn đã xuất hiện trước người Lục Kinh Vân, nguyên lực bao phủ thiên không, làm sinh cơ hoàn toàn biến mất, không gian đọng lại. Suy! Khí tức nhị nguyên hóa hồng cảnh bùng nổ. Ma tước không hề lưu thủ, thủ ấn ngưng kết, quyền ấn bao phủ Lục Mang Oanh ra. Oanh! Một quyền vừa ra, không gian run lên, nháy mắt làm vô số ánh mắt đều run rẩy. Đúng lúc này quanh thân Lục Kinh Vân hiện lên kim quang nhàn nhạt, tiêu sát khí sắc bén lan tràn. Tốc độ của ma tước cực nhanh, nháy mắt oanh thẳng lên đầu Lục Kinh Vân. Oanh!
Tiếng nổ tung trầm thấp vang vọng, không gian bị một quyền oanh thành mảnh nhỏ, năng lượng cường hãn nhất thời bắn ra, đầu của Lục Kinh Vân cũng tan thành vô số mảnh vụn tung tóe, nhưng không nhìn thấy có máu tươi. Là tàn ảnh, không tốt. Ánh mắt ma tước đại biến, chỉ chốc lát đồng tử chợt run lên, cảm giác được lãnh ý lan tràn, linh hồn run rẩy, quanh thân lập tức bố trí một đạo cương khí lục mang, hoảng sợ lao về phía trước tránh né. Suy, chỉ nháy mắt thời gian không gian áo nghĩa nhộn nhạo, thân hình Lục Kinh Vân xuất hiện sau lưng ma tước, kim quang thổi quét trời cao, quyền ấn ngưng tụ, khí tức nhị nguyên hóa hồng cảnh nháy mắt cuồng bạo tràn ra. Con kiến mà thôi, cũng dám châm cháo. Lời nói lãnh đạm từ trong miệng Lục Kinh Vân truyền tới, thân ảnh hắn nháy mắt xuất hiện, tiêu sát khí mạnh mẽ lan tràn, kim sắc quyền ấn rơi thẳng lên sau lưng ma tước. Ca ca, cương khí quanh thân ma tước bị quyền ấn nổ nát, lập tức oanh thẳng lên sau lưng ma tước. Oanh, âm thanh trầm đỡ upsilon, C truyền tới, kim mang bắn ra, tiêu sát khí sắc bén thổi quét trời cao, oanh kích ra khe không gian, hào quang tối đen chợt lóe liền biến mất. Phốc, cùng lúc đó thân hình ma tước văng về phía trước, miệng phun máu tươi, thân thể nện thẳng xuống quảng trường. Phanh phanh phanh, mặt đất nứt nẻ, quảng trường lay động kịch liệt. Từng luồng năng lượng phong bạo khủng bố nương theo tiêu sát khí thổi quét tứ tán. Suy lạp lạp, khi gió lốc khuếch tán đến phạm vi nhất định nháy mắt đột nhiên ngừng lại, lặng yên mai một, chỉ còn lưu lại ma tước nằm gục trên quảng trường cùng toàn bộ ánh mắt nghẹn họng nhìn chân chối. Im lặng, không gian im lặng tới mức tĩnh mịch, thậm chí còn có thể nghe được cả nhịp tim đập mạnh. Hô hô, một lát sau, không ngừng có tiếng hít thở vang lên. Cô cô. Không ít thân ảnh run rẩy, cổ họng phát ra tiếng nuốt nước bọt. Nhóm người Mạc Kình Thiên thậm chí là Mộc Nguyên đều ngây dại, không nói thành lời. Lục Kinh Vân chậm rãi sải bước, xuyên tới trước người ma tước, một cước đá lật người hắn. Thân hình ma tước uể oải, căn bản không thể nhúc nhích, khí tức suy nhược tới cực hạn, mơ hồ nhìn lên Lục Kinh Vân. Giờ phút này, ánh mắt ma tước như cho tàn cùng phức tạp, có sợ hãi, kinh hãi. Không thể tin hơn nữa là oán độc cùng tuyệt vọng, nhiều nhất chính là hối hận tuyệt vọng sâu sắc. Chỉ là con kiến, thật không biết ở đâu làm cho ngươi có tự tin, nhị nguyên hóa hồng cảnh, giờ này khắc này ta muốn ngươi chết còn dễ dàng hơn giết một con kiến. Lục Kinh Vân bá đạo cuồng ngạo nói, dứt lời nhấc chân hung hăng dẫm lên LNG ngực ma tước. Phốc, một cước hạ xuống, bộ dáng ma tước đã máu tươi đầm đìa thật thê thảm, miệng phun máu tươi, ánh mắt oán độc tuyệt vọng. Lưu cho ngươi một cái mạng chó, trở về nói cho người ma gia, không phải chó mèo gì cũng có thể tới trêu chọc Lục gia, nếu ma gia không phục có thể tìm tới cửa, nhưng chỉ sợ ma gia ngươi trả giá không nổi. Lục Kinh Vân nói xong, đi tới bên người Lục Lâm Thiên đang lẳng lặng đứng đó, khí thế vô hình làm toàn bộ ánh mắt run rẩy không chừng. Mộc Nguyên trưởng lão, đã đắc tội, cáo từ. Lục Lâm Thiên nhàn nhạt cười, lập tức nói. Chúng ta đi thôi. Siêu siêu. Nhóm người Lôi Tiểu Thiên lúc này mới hồi phục thần trí, lập tức thả người theo sau Lục Lâm Thiên. Một chiêu gây trọng thương ma tước a. Lục Kinh Vân cũng là nhị nguyên hóa hồng cảnh. Không ngờ Lục Kinh Vân cường hãn như vậy. Ma tước ngang ngược, không nghĩ tới chỉ một chiêu đã bị Lục Kinh Vân đánh bại, căn bản không cần Lục Lâm Thiên ra tay. Mãi tới khi thân ảnh nhóm người Lục Lâm Thiên đã hoàn toàn biến mất, mọi người mới hồi phục tinh thần xôn xao nghị luận. Ma tước đại ca. Người thế nào? Không tốt, ma tước bị Lục Kinh Vân phế rồi. Nguyên đan của ma tước bị oanh vỡ, từ nay về sau biến thành phế nhân. Đồng thời 20 thanh niên nam nữ vừa xông tới, tựa hồ ngoài ma gia còn có gia tộc khác, đi tới bên cạnh ma tước mới phát hiện lúc này hắn thậm chí không còn khí lực kêu rên, nguyên đan đã bị một quyền của Lục Kinh Vân oanh thành mảnh nhỏ. Một chiêu nổ nát nguyên đan của ma tước. Mộc Nguyên trưởng lão nghe vậy, ánh mắt hoảng sợ. Khuôn mặt nháy mắt ngưng trọng. Lục Kinh Vân thật ác độc, ma tước bị phế. Người của Mộc gia chấn kinh, nguyên đan bị oanh vỡ, ma tước biến thành phế nhân, chỉ sợ còn thảm hơn giết hắn, trêu chọc Lục Lâm Thiên, hậu quả như vậy có hối hận cũng không còn kịp rồi. Vào đêm, màn đêm bao phủ, tinh tú hiện lên, một vầng trăng sáng nhô cao, đem núi non chiếu rọi mông lung. Tiểu tử ngươi lại tới nhị nguyên hóa hồng cảnh, thật là quái vật. Không có cách nào khác chơi với Lục gia các ngươi. Trên đỉnh núi, hương rượu tận trời, phi thường náo nhiệt, Lôi Tiểu Thiên ôm vò rượu nhìn Lục Kinh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, hôm nay hắn thật sự bị đả kích,
vốn cho rằng mình ở Tuyên Cổ Điện đột phá nhất nguyên hóa hồng cảnh sau khi quay về Thượng Thanh thế giới danh vị bay lên không ít, nhưng hiện tại nhìn thấy Lục Kinh Vân thật không lời gì để nói. May mắn đột phá mà thôi. Lục Kinh Vân khẽ cười nói, bối nhi vẫn lẳng lặng đi theo bên cạnh. Uống ngon thật. Trên tảng đá, thực lực Lục Lộ tăng cao không ít, nhưng bộ dáng cũng không nhiều biến hóa, chỉ hơi cao hơn, lúc này đang ôm vỏ rượu lớn cỡ người nàng uống thả cửa. Hôm sau, trong mật địa thiên giới, tin tức Lục Kinh Vân chỉ dùng một chiêu đánh bại ma tước Thái Minh thế giới, chấn vỡ nguyên đan của hắn đã giống như cuồng phong thổi quét khắp cả mật địa. Tin tức này truyền ra làm mọi người thật chút giận, lại khiếp sợ thực lực của Lục Kinh Vân. Bên trong một đình viện phong cách cổ xưa, Băng Thiên, Phong Hành, Hoàng Phủ Minh Long nhìn vào Mộc Nguyên trưởng lão, Phong Hành nói. Mộc Nguyên, Lục Kinh Vân dùng một chiêu làm nổ nát nguyên đan của ma tước, người tận mắt nhìn thấy. Mộc Nguyên gật đầu, lúc này hồi tưởng lại ánh mắt vẫn rung động, nói. Ta tận mắt nhìn thấy, Lục Kinh Vân chỉ dùng một chiêu liền chấn vỡ nguyên đan của ma tước, thật dễ dàng vô cùng, ta nghĩ ngăn cản cũng không còn kịp nữa. Hô! Nghe vậy Băng Thiên cùng Phong Hành đều thở sâu một hơi. Phong Hành Thiên Chủ, Hoàng Phủ Minh Chủ, lần này nguyên đan của ma tước bị vỡ, việc này đã không thể cứu vãn, chỉ sợ cả ma gia cùng Thái Minh thế giới sẽ không bỏ qua, Thượng Thanh thế giới chúng ta. Thần sắc Mộc Nguyên lo lắng, lời còn chưa nói xong Phong Hành đã khoát tay, nói. Việc này ta sẽ xử lý, những người còn lại của Thái Minh thế giới đâu? Bọn hắn đã đem ma tước rời đi ngay trong đêm. Mộc Nguyên nói. Phong Hành ngẩng đầu, ánh mắt nổi lên dao động, nói. Cũng tốt, người về trước đi, lưu ý động tĩnh ma gia một chút. Dạ. Mộc Nguyên cung kính rời đi, nhưng ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc khó hiểu. Xem ra lần này Thái Minh thế giới nhất định là không đồng ý. Băng Thiên mỉm cười, bộ dáng cực kỳ trẻ tuổi, nhưng hắn lại là một trong những siêu cấp cường giả của băng gia hiện tại. Vai vế của hắn so với giới trẻ tuổi đã không biết cao hơn mấy cấp bậc. Phong Hành nghe vậy, mí mắt giật giật, lập tức ngẩng đầu hỏi. Ngươi thấy thế nào? Hoàng Phủ Minh Long lộ ý cười quỷ dị, nói. Đây chẳng phải là điều ngươi muốn sao, trong lòng ngươi đã sớm tính toán rồi đi. Ha ha! Nghe vậy Phong Hành cười cười, nói. Nhà đầu Phong Du Du đã xuất quan, đạt tới Tam Nguyên Hóa Hồng Cảnh. Tam Nguyên Hóa Hồng Cảnh. Thể chất khủng bố như vậy sao? Băng Thiên kinh ngạc không thôi. Tam Nguyên Hóa Hồng Cảnh, dựa theo kết quả mà xem, đây là chuyện như ván đã đóng thuyền. Hoàng Phủ Minh Long nói. Lần này yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, nhưng tuyệt đối có cơ hội, có thể so sánh được với họ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phong Hành khẽ cười. Với thực lực của Lục Kinh Vân thể hiện bây giờ mà xem, tuyệt đối có đủ lực tranh một lần. Ánh mắt Hoàng Phủ Minh Long híp lại, nói. Người đã sớm tính toán rồi, muốn đánh chủ ý luôn với Lục Kinh Vân đi. Khụ. Phong Hành xấu hổ cười nói. Đây cũng không phải đánh chủ ý, suy nghĩ cho Thượng Thanh thế giới mà thôi. Băng Thiên cười nói. Lục Kinh Vân đích thực có thực lực này, nếu có thể thành công, vậy lần này Thượng Thanh thế giới kiếm lớn. Còn có Lục Lâm Thiên, Phong Du Du, lại thêm Lục Kinh Vân, lần này sao, ha ha. Không biết nghĩ tới điều gì. Phong Hành đột nhiên cười vui vẻ. Hoàng Phủ Minh Long liếc Phong Hành, nói. Lão Hồ Ly, lần này chỉ sợ ngươi không biết làm sao nói với Thái Minh thế giới đi, cho nên khi nhóm hậu bối ma gia tới đây, ngươi căn bản không quản thúc bọn hắn. Không nghĩ tới người ma gia lại trêu chọc Lục gia, Lục Kinh Vân ra tay phế ma tước, chuyện bây giờ không thể quay đầu lại, tới lúc đó Thái Minh thế giới sẽ không bỏ qua, ngươi mượn cơ hội này giải quyết phiền toái, còn lấy được thanh danh tốt. Thật có chút bội phục ngươi. Cũng vậy thôi, ngươi dám nói ngươi không nghĩ vậy. Phong Hành nhíu mày, lập tức nghiêm túc nói. Lần này Thái Minh thế giới cho vài hậu bối tới đây, chỉ sợ cũng có ý tứ này, mấy năm nay bọn hắn luôn phong tỏa tin tức, nhưng ta suy đoán chỉ sợ trong Thái Minh thế giới nhất định xuất hiện người còn mạnh hơn ma tước, thậm chí là còn mạnh hơn rất nhiều. Bọn hắn phái ma tước một mặt là muốn thử xem thực lực đồng lứa thế nào, mặt khác cũng mặc kệ vẻ ngang ngược của ma tước. Chỉ sợ tâm tư cũng giống như chúng ta thôi. Hẳn là như thế đi, mấy lão hồ ly của Thái Minh thế giới lần này đã tính sai rồi, phái ra một kẻ thực lực không kém nhưng cũng không nên thân, không chịu nổi trọng dụng như vậy. Hoàng Phủ Minh Long nói. Tên ma tước xem như hoàn toàn phế bỏ,
nói thế nào hắn cũng đại biểu Thái Minh thế giới, hắn bị phế, chỉ sợ ma gia cùng Thái Minh thế giới sẽ không bỏ qua. Băng Thiên nhíu mày nói. Phong Hành mỉm cười, tựa hồ đã có định liệu trước. Ta sẽ để Mộc gia phái người tặng đồ vật cho ma gia, xem như an ủi một phen đi. Chỉ sợ cả Thái Minh thế giới sẽ không vì một ma tước mà chân chính trở mặt với chúng ta, nhưng sẽ nhân cơ hội xóa bỏ minh ước, như vậy sẽ hợp ý bọn hắn. Dừng lại một chút, ánh mắt Phong Hành cười cười, nói. Chỉ sợ ma tước bị phế, không ít gia tộc trong Thái Minh thế giới sẽ âm thầm cao hứng, về phần ma gia không phục, vậy phải xem ma gia có dũng khí đối kháng cả Tuyên Cổ Điện hay không, nếu chọc giận đám người Hậu Khánh Lâm, tới lúc đó cũng không phải việc nhỏ. Lại quên mất nhóm người Hậu Khánh Lâm, bọn họ cũng không dễ trêu chọc. Ánh mắt Băng Thiên khẽ động, nhìn Hoàng Phủ Minh Long nói. Hoàng Phủ đại ca, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không ngồi yên không lý tới đi. Ma gia dám động tới cửu sư đệ, không cần ta ra tay, tự nhiên sẽ có nhiều người tiêu diệt ma gia, tới lúc đó trừ phi ma gia có đầu rút cổ ở trong Thái Minh thế giới thì còn được. Hoàng Phủ Minh Long thản nhiên cười nói, không hề đem ma gia đặt trong lòng. Ba ngày sau, trong đình viện trên núi, mọi người tề tụ. Ánh mắt mọi người ngưng lại, khẩn trương nhìn Lục Lâm Thiên. Suy, Lục Lâm Thiên khép mắt, ngọc giản tin tức chớp động quang mang, lập tức mở đi, khi Lục Lâm Thiên mở mắt, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Lâm Thiên, ám đường truyền tin vô cùng khẩn cấp, có phải Phi Linh Môn xảy ra chuyện gì không? Độc Cô Cảnh Văn hỏi. Lục Lâm Thiên lắc đầu nói. Không phải Phi Linh Môn xảy ra sự cố, là do Tâm Đồng giao ngọc giản cho ám đường, Tâm Đồng gặp phải phiền toái. Lục Lâm Thiên lập tức thuật lại tình huống đại khái. Lúc trước sau khi Phi Linh Môn tiêu diệt Diệt Linh Minh, không bao lâu Lục Tâm Đồng cũng theo sư phụ đi Côn Vân thế giới, đi vào một địa phương tên là Tuyệt Linh Độc Cốc. Đi vào trong đó Lục Tâm Đồng gặp phải phiền toái, cũng không biết làm sao liên lạc được với ám đường Phi Linh Môn. Cuối cùng tin tức truyền tới trong tay mẫu thân Thái A là Âm Minh Dạ Xoa. Âm Minh Dạ Xoa biết là Lục Tâm Đồng truyền về, lập tức thông qua quan hệ đưa vào trong mật địa thiên giới. Nhưng có lẽ Lục Tâm Đồng không dám khẳng định Ngọc Giản có thể rơi vào trong tay Lục Lâm Thiên hay không, vì vậy cũng không nói rõ gặp phải phiền toái gì, chỉ nói mong Lục Lâm Thiên nhanh chóng đi tới Côn Vân thế giới Tuyệt Linh Độc Cốc giúp đỡ. Tâm Đồng có phiền toái. Ánh mắt Vân Hồng Lăng ngưng tụ, lập tức nói. Có cần thông chi Phi Linh Môn hay không? Dì Hồng Lăng, thông chi Phi Linh Môn cũng vô dụng, người nhiều càng chậm trễ thời gian, không có tác dụng gì quá lớn. Lục Kinh Vân nói xong, thần sắc ngưng trọng, hận không thể lập tức đi Côn Vân thế giới, nói. Cha, hiện tại chúng ta lập tức đi Côn Vân thế giới đi, con sợ sẽ tới chậm. Có ai biết về Tuyệt Linh Độc Cốc? Lục Lâm Thiên trầm tư hỏi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Tựa hồ chưa nghe nói qua sự tồn tại của Tuyệt Linh Độc Cốc. Nam Thúc nhìn thần sắc của mọi người, nói. Lâm Thiên, người cổ tộc trong mật địa hẳn là biết, hay là tìm người hỏi thăm xem, hiểu rõ ràng hãy đi Côn Vân thế giới, cũng không cần quá vội vàng mới tốt. Được. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Ta ra ngoài một chuyến, muộn một chút sẽ về. Dứt lời thân ảnh hắn biến mất trong đại điện. Lục Sư Huynh, người ở đây thì được rồi. Lục Lâm Thiên đi thẳng tới chỗ của Hoàng Phủ Minh Long, nói. Cửu sư đệ, chuyện gì vậy? Lục sư huynh, người có nghe nói về Tuyệt Linh Độc Cốc? Tuyệt Linh Độc Cốc? Hoàng Phủ Minh Long giật mình. Người hỏi độc cốc kia làm gì, chẳng lẽ người trêu chọc những độc vật kia sao? Nghe lời này Lục Lâm Thiên thở ra một hơi, nói. Không phải ta trêu chọc, mà là tam muội của ta gặp phiền toái trong Tuyệt Linh Độc Cốc. Gặp phiền toái trong Tuyệt Linh Độc Cốc, vậy việc này thật sự không nhỏ rồi. Hoàng Phủ Minh Long nghiêm túc hỏi. Tam muội của ngươi sao lại gặp phải phiền toái trong Tuyệt Linh Độc Cốc? Lục Lâm Thiên đem tình huống đại khái trong Ngọc Giản truyền tin kể lại một lần. Ngươi muốn nói Lục Tâm Đồng cùng sư phụ nàng đi vào Tuyệt Linh Độc Cốc. Nghe lời của Lục Lâm Thiên, Hoàng Phủ Minh Long nhướng mày. Hẳn là như thế. Lục Lâm Thiên gật đầu. Lục Tâm Đồng có nhắc qua trong Ngọc Giản, sư phụ của nàng mặc trường bào màu đen, âm thanh khàn khàn, dùng khăn đen che mặt, khí tức không cách nào nhìn thấu, nhưng hẳn là người có thực lực cực kỳ cường hãn. Gần đây ta không có lưu ý tình huống của Tuyệt Linh Độc Cốc, hiện tại hỏi thăm chỉ sợ không kịp rồi. Hoàng Phủ Minh Long nói, Tuyệt Linh Độc Cốc nằm trong Côn Vân thế giới, tuy rằng không phải cổ tộc,
nhưng trong 3.000 đại thế giới đều có danh khí nhất định, người bình thường sẽ không nguyện ý trêu chọc bọn hắn. Chỉ sợ cũng không có ai muốn trêu chọc tới những độc vật như vậy đi. Lục Lâm Thiên không kỳ quái, Tuyệt Linh Độc Cốc, nghe tên cũng biết có quan hệ với độc vật, Lục Tâm Đồng đi tới đó, Lục Lâm Thiên không cần hỏi cũng biết có quan hệ tới độc. Hoàng Phủ Minh Long gật đầu. Đúng vậy, không người nào nguyện ý trêu chọc người nào toàn thân đầy độc vật, trên đời này người tu luyện độc công cùng phụ trợ tu luyện độc công cộng lại cũng không bao nhiêu, Tuyệt Linh Độc Cốc là thánh địa dành cho họ, cũng là độc trung thánh địa, hội tụ không ít quái vật đầy chất độc khủng bố, kể cả nhân tộc, thú tộc, minh linh tộc, thiên sinh linh vật, tóm lại trong đó có đủ loại chủng tộc đều là độc vật. Tuyệt Linh Độc Cốc thật sự phong phú a. Lục Lâm Thiên cảm thán. Đó là đương nhiên, đám người trong Tuyệt Linh Độc Cốc, mặc dù thế lực không thể so sánh với Tuyên Cổ Điện, Phi Thiên Đại Đạo, Thiên Địa Các, nhưng bất kỳ cổ tộc nào cũng tuyệt đối không dám trêu chọc Tuyệt Linh Độc Cốc, cũng không có thế lực nào nguyện ý trêu chọc họ. Trong đó có không ít cường giả, thậm chí cả siêu cấp cường giả. Chẳng qua siêu cấp cường giả sẽ không lộ mặt, trừ phi là chuyện đại sự ngàn năm sau, tới lúc đó những cường giả đỉnh cấp mới ra mặt. Hoàng Phủ Minh Long nói. Như vậy thực lực Tuyệt Linh Độc Cốc thật sự rất mạnh. Lục Lâm Thiên nhíu mày, đối với hắn mà nói hiện tại Lục Tâm Đồng gặp phiền toái trong Tuyệt Linh Độc Cốc, thế lực của họ càng mạnh đối với hắn sẽ càng phiền toái. Hoàng Phủ Minh Long nói. Chủ yếu mà nói không người nào nguyện ý trêu chọc Tuyệt Linh Độc Cốc, thậm chí nếu không có đại sự gì ngay cả ta tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc những độc vật đáng ghét kia. Hơn nữa sư phụ của Lục Tâm Đồng là cường giả Tuyệt Linh Độc Cốc, cho nên theo ta phán định có 9 thành Tuyệt Linh Độc Cốc nhất định là có nội loạn, mà tam muội của ngươi vừa lúc bị liên lụy bên trong. Nội loạn. Lục Lâm Thiên nhíu mày nói. Đa tạ Lục Sư Huynh, ta muốn đi Tuyệt Linh Độc Cốc một chuyến. Một mình ngươi đi. Hoàng Phủ Minh Long nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt dao động. Phải, một mình ta đi nhanh một ít. Lục Lâm Thiên ngẫm nghĩ nói, nguyên bản hắn cũng muốn mang theo cường giả cùng đi, nhưng nghe lời của Lục Sư Huynh nhiều người càng không thuận tiện, không có ai không sợ hãi kịch độc. Mà hắn cũng không e ngại độc vật cho lắm, quan trọng nhất là một mình hắn đi sẽ nhanh hơn, không biết Lục Tâm Đồng gặp phải phiền toái gì, thời gian cực kỳ trọng yếu. Vậy chính ngươi cẩn thận một chút, độc công cũng không dễ chọc. Dù sao thực lực ngươi tới tam nguyên hóa hồng cảnh, không đúng, khí tức của ngươi. Lời còn chưa dứt, ánh mắt Hoàng Phủ Minh Long chợt lóe lên. Tứ nguyên hóa hồng cảnh, vừa đột phá trong bí cảnh phong ra không lâu. Lục Lâm Thiên cũng không che giấu, thản nhiên nói. Ta kháo. Ánh mắt Hoàng Phủ Minh Long run lên, khuôn mặt co rúm, rốt cục không nhịn được nói. Ngươi đúng là cấp mặt mũi cho sư phụ. Chẳng lẽ không muốn cho những sư huynh tỷ chúng ta sống sót sao? Lục Lâm Thiên nhún vai, nhàn nhạt cười nói. May mắn đột phá, cấp độ càng cao đột phá càng khó khăn, chỉ sợ lần sau không biết phải đợi tới khi nào. Trong lòng Lục Lâm Thiên hiểu rõ ràng, gần đây hắn liên tục đột phá cũng không phải gặp được đại cơ duyên. Khó khăn cái rắm. Hoàng Phủ Minh Long mắng một câu thô tục, nói. Ngươi không gặp hồng kiếp, còn có hỗn độn âm dương quyết. Hơn nữa có thiên phú, chỉ sợ không cần bao lâu nữa. Hy vọng vậy đi. Lục Lâm Thiên than nhẹ, gật đầu nói. Tin tức ngươi đi Tuyệt Linh Độc Cốc đừng tiết lộ ra ngoài, hiện tại nhiều người đều muốn tìm ngươi, thánh chủ Tuyên Cổ Điện, có gia có nghiệp có căn cơ đều không dám chọc giận ngươi, nhưng những kẻ không gia nghiệp không căn cơ sẽ không có gì băn khoăn. Hoàng Phủ Minh Long nghiêm túc nhắc nhở. Hiểu được. Lục Lâm Thiên gật đầu, nói. Cũng không phải ai muốn đều có thể động, đại giới chỉ sợ không mấy người trả nổi. Người đi Tuyệt Linh Độc Cốc cũng phải cẩn thận một chút, tứ nguyên hóa hồng cảnh, cũng có thể xông vào một lần. Hoàng Phủ Minh Long nói. Tuyệt Linh Độc Cốc. Trong mắt Lục Lâm Thiên hiện hàn quang, trầm giọng nói. Nếu tam muội xảy ra chuyện, mặc kệ Tuyệt Linh Độc Cốc là địa phương nào, ta cũng phải san thành bình địa, chó gà không tha. Mí mắt Hoàng Phủ Minh Linh khẽ giật, nói. Mau đi đi, Tuyệt Linh Độc Cốc nằm trong Côn Vân thế giới, người đi ra thế giới trùng động cũng không khó tìm. Lục Sư Huynh, vậy ta cáo từ trước. Lục Lâm Thiên gật đầu, lập tức lắc mình rời đi. Hoàng Phủ Minh Long khoanh tay đứng thẳng, nhíu mày nói. Với tính cách tiểu tử này, chỉ sợ tuyệt đối lật ngược Tuyệt Linh Độc Cốc, tốt xấu cũng là địa bàn của tên kia, nhất định phải thông chi lão gia hỏa kia mới được, đừng tới lúc đó gây ra chuyện lớn. Nói xong Hoàng Phủ Minh Long cũng biến mất tại chỗ.
thiên địa mênh mông, núi non trùng điệp, một màu xanh biếc. Hống, ngao, ô, bên trong dãy núi, tiếng thú giống liên tục vang lên. Trên một ngọn núi, từng thân ảnh uyển chuyển xinh đẹp đang đứng, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, hấp dẫn chúng sinh. Ở giữa chúng nữ có một thanh niên mặc kim bào, mái tóc vàng rực cuốn lên, mi tâm có vết ấn ký kim sắc, trong vẻ tôn quý lộ ra thần bí yêu mị, ngọc giản tin tức trong tay chợt tắt, hắn mở mắt, trong mắt lóe sáng khiến người nhìn thấy lại muốn thần phục. Một nữ tử khí chất cao quý thanh lệ lẳng lặng mà đứng, ánh mắt nhìn thanh niên mặc kim bào, lập tức nói với một đại hán áo đen trước mặt. Độc vị, người làm sao lấy được tin tức này trong tuyệt linh độc cốc mang đi ra? Hồi công chúa, là lục tâm đồng sư thúc đưa cho ta, nàng biết ta là người thần thú thế giới, cho nên muốn ta lập tức đi thông chi thần thú, vì che giấu ta đi ra, sư phụ cùng mấy sư tỷ đều rơi xuống. Trong mắt đại hán áo đen nổi lên bi thương. Thanh niên mà kim bào nghe vậy, hai tay siết chặt, trong mắt bắn ra hàn ý, khàn giọng nói. Bất kể là ai, dám động tâm đồng, lão tử đem hắn nghiền xương thành cho. Sáng sớm, ngọn gió trong trẻo rét lạnh, núi non mở mang mênh mông, xanh tươi tốt, ngọn núi cao vê upsilon tê trong mây, tựa như tiên cảnh. Siêu! Trong sơn mạch yên tĩnh, một đạo lôi quang lướt qua không trung nhanh như chớp, lập tức biến mất không thấy. Siêu siêu! Giữa không trung, vài thân ảnh đang bay nhanh, một đạo lôi quang nháy mắt rơi xuống trước mặt bọn họ, lôi quang thu liếm, một thanh y nhân hiện ra. Cẩn thận! Vài người ánh mắt cảnh giác nhìn thanh y nhân, đều có tu vi đại đạo cảnh, đi đầu là một nữ tử thanh tú, đã tới đại đạo cao giai đỉnh phong. Nhưng trên thân thể những người này lại có cỗ khí tức như có như không, đó chính là độc vụ giao độc, họ đều là người tu luyện độc công. Thanh y nhân chính là Lục Lâm Thiên, từ trong mật địa thiên giới hắn xuyên qua thế giới trùng động đi tới Côn Vân thế giới, Lục Kinh Vân, Vân Hồng Lăng đều muốn đi theo, nhưng cuối cùng Lục Lâm Thiên vẫn lưu họ ở lại mật địa, tuyệt linh độc cốc không bình thường, còn chưa hiểu rõ tình huống cụ thể, Lục Lâm Thiên không muốn mọi người mạo hiểm, một mình sẽ phương tiện hơn một ít. Ánh mắt Lục Lâm Thiên đảo qua mấy thanh niên nam nữ, hỏi. Các ngươi chính là đệ tử tuyệt linh độc cốc. Hồi tiền bối. Chúng ta chính là đệ tử tuyệt linh độc cốc. Nữ tử dẫn đầu tựa hồ cảm nhận được khí tức của Lục Lâm Thiên không tầm thường, ngữ khí cực kỳ cung kính, đôi mắt to đen nhánh. Tuyệt linh độc cốc ở địa phương nào, còn cách nơi đây xa lắm không? Lục Lâm Thiên khẽ nhướng mày, ánh mắt hờ hững hỏi, đôi mắt của nữ tử có chút giống Lục Tâm Đồng, bộ dáng cực kỳ thanh tú động lòng người, mà cả hai nữ tử đều tu luyện độc công, bởi vậy Lục Lâm Thiên cũng để mắt tới. Nghe được Lục Lâm Thiên hỏi thăm, vài thanh niên nam nữ đều có chút nghi hoặc, nhìn qua Lục Lâm Thiên, cũng không biết vì sao nhất thời giống như bị chạm điện bật lui ra sau, trên người thanh y nhân như có lôi điện, căn bản không thể nhìn thẳng, sắc mặt họ đại biến, vội vàng trốn tránh. Tiền bối, tuyệt linh độc cốc ở phía trước không xa, lướt qua mảnh núi non này nhìn thấy có một khu vực đặc biệt chính là phạm vi tuyệt linh độc cốc. Nữ tử thanh tú nhìn Lục Lâm Thiên. Cũng không hề cảm thấy bị điện giật giống như những người khác. Ân. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng động, rốt cục đã sắp tới tuyệt linh độc cốc, vì vậy hắn định rời đi. Tiền bối, người muốn đi tuyệt linh độc cốc phải không? Người hẳn là lần đầu tiên đi độc cốc, bên trong nơi nơi đều là kịch độc, có lẽ với thực lực của tiền bối không cần sợ, nhưng có chút khí độc vô sắc vô hình, đề phòng một chút tốt hơn, chúng ta chính là đệ tử thân truyền của tuyệt linh độc cốc, nơi này có một viên tịnh độc đan. Sau khi tiền bối dùng có thể giải quyết không ít phiền toái. Nữ tử thanh tú nói, trong tay hiện ra một viên đan dược màu trắng. Lục Lâm Thiên có ngạc nhiên muốn nhìn nữ tử, ống tay áo run lên, đã hút viên đan dược vào trong tay, lập tức hỏi. Ngươi tên là gì? Ánh mắt nữ tử cả kinh, nàng không hề có chút cảm giác thì viên đan dược đã biến mất, đúng như suy đoán của nàng, tu vi của người này sâu không lường được, thực lực tuyệt đối khủng bố, vì vậy liền trả lời. Hồi tiền bối, ta gọi là vô nữ. Ân, ta nhớ kỹ. Lục Lâm Thiên dứt lời, thân ảnh chợt lóe đã biến mất, sắc mặt nhóm người kinh biến, ngay tiếp theo thân ảnh Lục Lâm Thiên đã tới xa xa, chợt lóe cũng không còn bóng dáng. Sư tỷ, tốc độ người này thật nhanh. Một thanh niên kinh ngạc nói. Tốc độ cực nhanh, thực lực hẳn cực kỳ cường hãn. Một nữ tử khiếp sợ nói. Vô nữ lên tiếng. Thực lực vị tiền bối kia rất mạnh. Thậm chí còn mạnh hơn lão tổ, lần trước ta nhìn thấy lão tổ trong truyền thuyết,
thậm chí không tới nỗi không nhìn thấu khí tức. Bộ dáng vị tiền bối này còn rất trẻ tuổi. Một thanh niên lên tiếng. Thân là tu luyện giả, không thể nhìn bộ dáng mà phán đoán, tuy rằng thời gian dài đằng đẵng các vị cường giả cũng sẽ già đi, nhưng muốn dùng thủ đoạn giữ tuổi trẻ cũng sẽ không khó khăn. Một hồng y nữ tử nói, khuôn mặt thanh lệ liếc mắt nhìn sau lưng, nói. Sư phụ nói là đi tìm sư bá, sao còn chưa đuổi theo chúng ta? Sắc mặt thanh niên vừa nói chuyện cũng có chút nghi hoặc, nói. Chẳng lẽ sư phụ không tìm được sư bá hay sao, không phải nói mỗi lần sư phụ đều gặp mặt sư bá ở nơi này, sau đó cùng đi tới độc cốc sao? Chúng ta không cần lo lắng, với tu vi của sư phụ, chúng ta đều là người tuyệt linh độc cốc, trong côn vân thế giới cũng không có ai dám tùy tiện trêu chọc, chỉ sợ sư phụ cùng sư bá đang truy theo chúng ta. Vu nữ nhíu mày nói, trong lòng nàng cũng lo lắng. Siêu! Ngay khi vu nữ vừa dứt lời, một thân ảnh từ phía sau lao tới nhanh như chớp, giọng nữ có chút già nua quát. Vu nữ, chạy mau, mau chạy về tuyệt linh độc cốc, mau. Là sư phụ làm sao vậy? Mấy thanh niên nam nữ quay đầu lại, vừa nghe được tiếng hô đều ngây dại, trong nháy mắt liền nhìn thấy sư phụ của họ, là một lão phụ nhân áo trắng sắc mặt tái nhợt, toàn thân loang lổ vết máu đang vội vàng lao tới, một màn này làm sắc mặt bọn họ đại biến. Còn ngây ra đó làm gì? Không muốn chết chạy mau, mau chạy về tuyệt linh độc cốc, mau. Lão phụ lớn tiếng nói, khuôn mặt 50 tuổi lúc này nhìn càng già nua, theo dấu vết mà xem hẳn vừa trải qua cuộc đại chiến kịch liệt. Trốn, nhanh chạy về tuyệt linh độc cốc, các ngươi nhanh lên người của ta chạy nhanh hơn các ngươi. Vu nữ phục hồi lại tinh thần, lập tức lên tiếng nhắc nhở. Cô, cùng một thời gian, quanh thân vu nữ tản ra hào quang nóng cháy. Sau đó hóa thành một con chim khổng lồ màu xanh, như phượng hoàng lại như chu tước, chẳng qua toàn thân là màu xanh, chỉ có khí tức nóng cháy dao động, nhưng xung quanh tràn ra không gian áo nghĩa, lại có chút giống chu tước nhất tộc. Hiu! Mọi người lập tức nhảy lên lưng vu nữ, lão phụ cũng nhảy lên lưng nàng. Hô lạp lạp! Vu nữ vỗ cánh, không gian áo nghĩa dao động nháy mắt lướt về phía trước. Sư phụ, đã xảy ra chuyện gì, sư bá lão nhân ra đâu? Vu nữ vội hỏi. Sư bá cùng vài vị sư huynh sư muội của ngươi đã chết, sau khi ta đuổi tới cũng đã không kịp, sư bá ngươi thúc giục bí pháp vây khốn những người đó, ta mới có thể thoát thân. Lão phụ nói xong, trong mắt tràn ngập tức giận, cực kỳ bi thương. Sư phụ, ai dám động tới tuyệt linh độc cốc chúng ta? Một thanh niên sợ hãi nói. Người ám minh động, trong bọn họ có một tuyên cổ cảnh cường giả. Chỉ sợ dù sư bá ngươi dùng tính mạng thi triển bí pháp cũng không ngăn cản được bọn hắn quá lâu. Phụ nữ, mau dùng tốc độ nhanh nhất chạy về tuyệt linh độc cốc. Chỉ cần về tới độc cốc sẽ an toàn, bọn hắn tuyệt đối không dám đi tuyệt linh độc cốc. Thần sắc lão phụ ngưng trọng, ánh mắt bi thống trầm giọng nói. Ám minh động dám động tới người tuyệt linh độc cốc, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho bọn hắn. Hô lạp lạp, phụ nữ dùng tốc độ nhanh nhất lướt tới. Mặc dù tu vi chỉ là đại đạo cảnh cao giai, nhưng tốc độ không kém gì niết bàn cảnh. Siêu! Thân ảnh Lục Lâm Thiên rơi xuống một mảnh núi non trùng điệp phía trước, trong dãy núi xanh vô biên vô hạn mơ hồ truyền ra dao động đặc thù, cẩn thận nhìn lại, trong phiến không gian trước mặt tản ra sương khói màu trắng nồng đậm, loại sương khói kia vô sắc vô vị, nhìn qua chẳng khác gì sương mù. Độc chướng khí! Độc chướng khí bao trùm vô biên vô hạn. Toàn bộ bầu trời đều lan tràn loại chướng khí độc này, bên dưới khu rừng tựa hồ càng thêm nồng đậm, hết thảy thực vật khu vực này cũng có chút khác hẳn, giống như đã thói quen với độc chướng khí kia. Chân mày khẽ động, Lục Lâm Thiên lẩm bẩm. Đây đã là phạm vi của tuyệt linh độc cốc đi. Siêu siêu. Ngay lúc Lục Lâm Thiên định bước vào khu rừng, không gian phía trước nổi lên tiếng xé gió liên tục, mười mấy thân ảnh bay về Upsilon Tê ra, ánh mắt rơi lên người Lục Lâm Thiên. Mười mấy thân ảnh lướt ngang qua đầu Lục Lâm Thiên, cũng không để ý tới hắn. Cự trưởng lão, tiểu tử kia hình như không phải người tuyệt linh độc cốc chúng ta đi, vì sao lại xuất hiện nơi này, có cần hỏi hắn hay không? Đừng trông gà hóa quốc, sự tình đã nằm trong sự khống chế của chúng ta, đám người Lục Tâm Đồng đã như nỏ mạnh hết đà, nhảy nhót không được bao lâu. Cũng phải, sự tình đã có định tính, bọn hắn đã tới đường cùng, giải thích một ít tiểu tạp ngư không biết điều là được rồi. Không nghĩ tới người ám minh động lại thất bại, phỏng chừng độc cầm bọn họ đang chạy về tuyệt linh độc cốc, vì không muốn cành mẹ đẻ cành con,
chúng ta tới phía trước chặn đường, giải quyết sạch sẽ, những người này chỉ biết ủng hộ đám người kia. Tâm đồng. Lời nói của đám người vừa rồi không thoát khỏi lỗ tai Lục Lâm Thiên, vừa nghe ba chữ Lục Tâm Đồng, ánh mắt Lục Lâm Thiên run lên, thân ảnh chợt lóe nháy mắt biến mất tại chỗ. Độc Cầm, người trốn không thoát, không bằng đầu hàng, ta thả ngươi một con đường sống. Vu nữ cấp tốc lướt qua trời cao, nhóm người lão phụ sắc mặt ngưng trọng, sau lưng có tiếng hét lớn xuyên thấu không gian truyền tới, từ rất xa có thể nhìn thấy không ít thân ảnh xuất hiện nơi viễn không. Trên dãy núi mười mấy thân ảnh bay về Upsilon T qua, phía trước một đầu yêu thú khổng lồ vỗ cánh bay tới. Người tới chính là Độc Cầm hộ pháp. Mười mấy thân ảnh dừng lại giữa không trung, ánh mắt ám động, đi đầu là một lão nhân, mặc trường bào đen như mực, hơi có vẻ lão thái. Là cự trưởng lão, chúng ta được cứu rồi. Lão phụ vừa nhìn thấy nhóm người, ánh mắt mừng rỡ lớn tiếng nói. Cự trưởng lão, tặc tử ám minh động muốn truy sát chúng ta. Sư tỷ của ta đã bất hạnh bị hại. Hô! Lão phụ vừa dứt lời, bản thể vu nữ xoay quanh giữa không trung, từng thân ảnh lướt xuống, vu nữ hóa thành hình người, sắc mặt vui mừng, nhìn thấy người tuyệt linh độc cốc bọn họ xem như được cứu. Hoàn hảo các ngươi đều ở đây, không có việc gì là được rồi. Cự trưởng lão nhìn thấy lão phụ, ánh mắt khẽ biến, khuôn mặt lộ vẻ mỉm cười. Chúng ta không sao. Nhưng sư tỷ cùng đệ tử đều bị tặc tử ám minh động hãm hại. Lão phụ ánh mắt bi thương, lập tức nói. Đúng rồi cự trưởng lão, tại sao các ngươi tới đây? Kiệt kiệt, các ngươi trốn không thoát. Âm thanh âm trầm hạ xuống, mười thân ảnh từ phía sau rơi xuống, từng đạo khí thức lan tỏa, có vài tu vi niết bàn cảnh, một ít đại đạo cảnh cao giai, đi đầu là một lão giả sắc mặt âm trầm, khí thức âm hàn, cũng đã tới tuyên cổ cảnh. Cự trưởng lão. Chính là bọn hắn hại chết Độc Minh hộ pháp, cự trưởng lão báo thù cho đệ tử bổn cốc a. Độc Cầm nhìn thấy cường giả ám minh động liền hô. Ta sẽ, yên tâm, một tên cũng trốn không thoát. Cự trưởng lão nói, ngay lúc này một bàn tay khô héo đen thui vươn ra, khí tức ầm ầm dao động, hóa thành năng lượng lốc xoáy, năm ngón tay xoay tròn, một đạo chảo ấn như lệ quỷ rơi vào trong thân thể gần trong gang tấc của Độc Cầm, xuyên thủng qua đồi ngực, trong chốc lát đã phá hủy phòng ngự. Chộp lấy trái tim còn đỏ tươi của lão phụ. Cự trưởng lão, ngươi. Sắc mặt lão phụ đại biến, tựa hồ hiểu được điều gì, đồng tử co rút lại lớn tiếng hô. Các ngươi là đồng bọn, là các ngươi cấu kết ám minh động, vu nữ chạy mau, mau. Chết đi. Trong mắt cự trưởng lão chợt lóe sát ý, bóp nát trái tim, thân hình lão phụ nổ tung, hồn anh cùng linh hồn phân thân bỏ chạy. Trốn không thoát đâu. Cự trưởng lão cười lạnh một tiếng. Linh khí hắc sắc viên cầu lướt ra, bộc phát quang mang chói mắt, khí tức áp chế linh hồn, chỉ một thoáng đã thu hồn anh cùng linh hồn phân thân của lão phụ vào trong hắc cầu, mọi chuyện chỉ phát sinh trong chớp mắt. Sư phụ. Sắc mặt nhóm người vu nữ đại biến, ánh mắt ngây dại nhìn sư phụ tử vong ngay trước mắt. Sư tỷ, làm sao bây giờ? Liều mạng, chết cũng phải kéo một tên đệm lưng. Vu nữ nghiến răng quát, ở trước mặt cường giả, ngay cả sư phụ cũng không chạy thoát. Với thực lực của họ càng không có cơ hội chạy trốn, chỉ có thể liều mạng mà thôi. Kiệt kiệt, cự trưởng lão, các ngươi tới rất nhanh. Tiếng cười âm khặc truyền ra, nhóm người ám minh động đã vây quanh nhóm người vu nữ, thần sắc thản nhiên không hề xem họ vào trong mắt. Phác trưởng lão, các ngươi lại thất bại. Cự trưởng lão thu hồi linh khí hắc cầu, lạnh lùng nói. Không nghĩ tới độc công của độc phụ kia khó chơi như vậy, ám minh động chúng ta còn chết vài người. Lão giả âm trầm nói, nếu không phải trước đó đã có giải dược độc công, chỉ sợ lần này hắn sẽ gặp phiền toái, nói. Ta có vài người bị lây nhiễm độc khí, cho ta mấy viên giải dược. Thứ này có thể giải được đại bộ phận độc khí, độc của họ cũng chỉ bình thường, sau khi dùng điều tức một chút thì được rồi. Cự trưởng lão nói xong, trong tay ném ra một bình ngọc, lập tức nhìn nhóm người vu nữ, nói. Giao mấy tiểu tử này cho các ngươi giải quyết. Chúng ta trở về còn có chuyện trọng yếu cần làm. Không thành vấn đề. Lão giả tiếp nhận bình ngọc, âm trầm cười nói. Không bao lâu nữa chúng ta chính là người một nhà. Nói tới đây ánh mắt hắn nhìn qua nhóm nữ tử vu nữ, tiếc hận nói. Cũng xinh đẹp lắm, đáng tiếc toàn thân là độc, thật sự là uổng phí, nếu không còn có thể lưu các ngươi một mạng. Đừng cành mẹ đẻ cành con, hiện tại chính là thời điểm mấu chốt. Cự trưởng lão nói xong định lắc mình rời đi.
nói cho ta biết, Lục Tâm Đồng hiện tại thế nào? Một thanh y nhân vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh cự trưởng lão, lãnh đạm nhìn hắn, khiến toàn thân cự trưởng lão run lên. Lục Tâm Đồng, ngươi là ai? Ba chữ Lục Tâm Đồng làm ánh mắt cự trưởng lão đại biến, thân ảnh thối lui hai bước, ánh mắt ngưng trọng nhìn Lục Lâm Thiên, thanh y nhân này mới xuất hiện bên ngoài Tuyệt Linh Độc Cốc, không nhìn thấu khí tức, nhưng càng quan sát càng thâm sâu khó lường. Là vị tiền bối kia. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên, sắc mặt phu nữ kinh hãi, lập tức lộ vẻ vui mừng, phu nữ lớn tiếng hô. Tiền bối, cứu chúng ta, những người này cấu kết với nhau làm việc xấu muốn giết chúng ta. Lục Lâm Thiên nhìn qua, cũng không hề do dự nói. Lại đây đi, ai dám động tới các ngươi, sẽ chết. Đa tạ tiền bối. Sắc mặt phu nữ mừng rỡ, đôi mắt ý bảo sư đệ muội phía sau, nhất thời muốn lướt qua người ám minh động đi tới chỗ Lục Lâm Thiên. Muốn chết. Nhóm người ám minh động sắc mặt trầm xuống, hàn ý chợt lóe, nguyên lực khởi động muốn ra tay. Ta nói rồi, ai dám động tới bọn họ sẽ chết. Âm thanh lạnh lùng truyền ra, năm đại hàn ám minh động vừa khởi động khí tức đột nhiên run lên, thân thể như bị chúng công kích, tử kim điện mang chợt lóe, thân hình lập tức nổ tung. Oanh oanh oanh, tiếng nổ tung trầm thấp vang lên, thân thể nhóm đại hán nổ tung, máu tươi phun tung tóe, thần hồn câu diệt. Sắc mặt mọi người hoảng sợ đại biến, trong mấy đại hán có hai là niết bàn cảnh, nhưng bị đánh chết mà không ai thấy được rõ ràng. Nhóm người vu nữ khiếp sợ. Thân ảnh cấp tốc lao tới bên người Lục Lâm Thiên. Mọi người hết hồn, ánh mắt Lục Lâm Thiên lại nhìn qua cự trưởng lão, lãnh đạm nói. Hỏi ngươi một lần cuối cùng, tốt nhất thành thật nói cho ta biết, hiện tại Lục Tâm Đồng thế nào, người đang ở đâu? Hừ, dám trêu chọc người Tuyệt Linh Độc Cốc, tiểu tử ngươi tới lộn chỗ. Người ám minh động ngươi cũng dám giết, hôm nay lão phu phải đem ngươi nghiền xương thành tro. Biến cố bất thình lình làm cho cự trưởng lão cùng lão giả âm trầm nhìn nhau, cơ hồ cùng một thời gian khí tức độc vụ nóng cháy cùng khí tức thủy hệ âm hàn đồng thời khởi động, nguyên lực cuồn cuộn trào ra, đều là khí tức tuyên cổ cảnh sơ giai. Oanh long! Hai người hét lớn một tiếng, thân ảnh nháy mắt lao về hướng Lục Lâm Thiên. Tiền bối cẩn thận! Vu nữ biến sắc hô to. Cũng tốt, đỡ cho ta phiền toái. Không gian run lên, tầm mắt mọi người mơ hồ. Mọi người còn chưa nhìn thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra, chỉ thấy thân ảnh cự trưởng lão cùng lão giả vừa xông tới bên cạnh thanh y nhân, chẳng biết tại sao không gian đều vặn vẹo. Cự trưởng lão cùng lão giả bị uy thế khủng bố định trụ không thể nhúc nhích, thân hình dại ra giữa không trung. Muốn chết! Lục Lâm Thiên thản nhiên nói, song trưởng run lên, hai tay chảo xuống, chảo ấn lập tức rơi lên thiên linh cái hai người, hấp lực trào ra bắt đầu cắn nuốt. A! À. Chỉ nháy mắt ngắn ngủi, hai tuyên cổ cảnh đồng thời kêu rên thảm thiết, ngũ quan vặn vẹo, khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt kinh hãi tới cực hạn, tựa hồ đang gặp phải tra tấn vô cùng khủng bố, tiếng kêu thảm như lệ quỷ khiến người dựng đứng tóc gáy. Không tốt, là siêu cấp cường giả, trưởng lão không phải là đối thủ, chạy mau a. Người của Tuyệt Linh Độc Cốc cùng ám minh động nhìn thấy thế, trong mắt lộ vẻ sợ hãi, điên cuồng bỏ chạy, căn bản không dám dây dưa. Hiu hiu. Nhưng hơn 20 thân ảnh vừa lao đi, trên không trung bỗng dưng lướt ra hơn 20 đạo kim sắc hỏa diễm, như tia chớp kim sắc xuyên vào thân thể hơn 20 người. Phanh phanh phanh, hơn 20 thân ảnh nổ tung, kim sắc hỏa diễm chợt lóe liền biến mất, như khói hoa rực rỡ lóa mắt, ẩn chứa khí khủng bố hủy diệt, khí tức làm nhóm người vu nữ run rẩy. Suy lạp lạp, cùng một thời gian, hư không bị xé ra khe không gian, mười mấy thân ảnh lướt ra. Đi đầu là thanh niên mặc kim bào, mái tóc vàng cuốn lên, mi tâm có ấn ký kim sắc, trong tôn quý lộ xem ra yêu mị thần bí. Sau lưng kim bào nam tử còn có vài nữ tử tuyệt sắc khí chất cao quý, ngoài ra còn vài đại hán dáng vóc thô lỗ. Uy áp thật mạnh, ánh mắt phụ nữ run lên, giống như có uy áp đến từ linh hồn cùng huyết mạch, làm cho nàng không thể phản kháng. Là thú tộc, huyết mạch thật mạnh. Thần sắc phụ nữ kinh ngạc. Nhóm người kia mang khí tức thú tộc, bản thể huyết mạch của nàng vốn đã rất mạnh, nhưng ở trước mặt những người này, đặc biệt là kim bào nam tử cùng một hồng y nữ tử có mái tóc đỏ như thác nước, khí tức của hai người làm linh hồn nàng run rẩy. Thanh niên mặc kim bào hạ xuống, khí tức cuồn cuộn lan tràn, lẳng lặng đi tới cạnh thanh y nhân chờ đợi. Nhóm người vu nữ không dám nói lời nào, thân hình run rẩy gắt gao tránh sau lưng thanh y nhân.
nhưng vu nữ vẫn đề phòng đứng trước người Lục Lâm Thiên, tựa hồ như muốn hộ pháp cho hắn, điều này làm thanh niên Mạc Kim Bảo lộ vẻ nghi hoặc. Suy lạp lạp, chỉ một lát ngắn ngủi, Lục Lâm Thiên đã cắn nuốt hai tuyên cổ cảnh sơ giai thành thây khô, ngọn lửa chợt lóe, đem thây khô hóa thành cho tàn tiêu tán, vừa mở mắt, tinh quang lóe ra. Lão đại, thanh niên Mạc Kim Bảo bước tới, dang rộng hai tay ôm trầm thanh y nhân. Là người quen của tiền bối sao? Vu nữ run lên, thực lực thanh niên Mạc Kim Bảo cực kỳ cường hãn khủng bố, trong số những người này còn có đại hán áo đen làm nàng cảm thấy có chút quen mắt, tựa hồ từng gặp qua trong Tuyệt Linh Độc Cốc. Lục Lâm Thiên ôm Kim Bảo nam tử chính là Tiểu Long, mà người đi cùng hắn là Chu Thần Hy, Hổ Y, còn có Huyền Doanh cùng Đại Tẩu Long Yên Công Chúa, mặt khác còn có Tĩnh Thần Công Chúa cùng cường giả thần thú thế giới. Lúc này Chu Thần Hy, Hổ Y, Long Yên cùng Huyền Doanh đã đạt tới nhất nguyên hóa hồng cảnh, còn là vô lượng niết bàn. Khí tức Tĩnh Thần Công Chúa không kém bao nhiêu, nhưng cũng tới vô thượng niết bàn, chỉ kém một chút mà thôi. Còn có chút can đảm, người có quan hệ thế nào với Thanh Loan nhất tộc? Mấy tuyệt mỹ nữ tử nhìn vu nữ, hồng y nữ tử thản nhiên hỏi. Sắc mặt vu nữ đại biến, không nghĩ tới hồng y nữ tử liếc mắt liền xem thấu nàng, cung kính nói. Tiền bối, trên người của ta có huyết mạch của Thanh Loan bộ tộc, mẹ ta chính là chi nhánh của Thanh Loan bộ tộc, nhưng huyết mạch đã rất nhạt, cho nên đã sớm không ở trong tộc, hơn nữa cha ta chính là Thanh Vân Yêu Bằng nhất tộc, cho nên huyết mạch cũng rất nhạt, vì vậy địa vị trong hai tộc không cao, không biết bởi vì sao từ nhỏ trên người ta đã có kịch độc, cho nên có chút thiên phú, về sau gia nhập vào Tuyệt Linh Độc Cốc. Lục Lâm Thiên buông Tiểu Long, hỏi. Ngươi cũng thu được ngọc giản của Tâm Đồng sao? Nhận được, cho nên lập tức chạy tới đây, hiện tại Tâm Đồng thế nào? Tiểu Long lộ vẻ lo lắng hỏi. Lục Lâm Thiên nói. Tuyệt Linh Độc Cốc nội loạn, Tâm Đồng bị bao vây ở một địa phương tên Thiên Độc Đảo, tin tức cụ thể còn chưa biết. Dứt lời ánh mắt hắn cũng ngưng trọng, vừa rồi thi triển hỗn độn âm dương quyết cắn nuốt hai người, cũng thi triển siêu linh thuật xem linh hồn của họ, cho nên mới biết tin tức trong Tuyệt Linh Độc Cốc. Tin tức lấy được cũng không lạc quan. Nhưng đối với Lục Lâm Thiên mà nói tin tốt lành duy nhất chính là Lục Tâm Đồng bị vây khốn trên Thiên Độc Đảo, tin tức này xem như đã rất may, cũng làm cho hắn thầm thở ra một hơi. Nhưng Lục Lâm Thiên cũng đọc được tin, tựa hồ có một nhóm cường giả đang vây sát Thiên Độc Đảo. Chu Thần Hy nghe xong lời của vu nữ, ánh mắt khẽ động, nói. Không cần gọi ta tiền bối, ta cũng không lớn hơn ngươi vài tuổi, ngươi có quan hệ gì với lão đại? Lão đại! Vu nữ sừng sốt, chợt phục hồi lại tinh thần, tựa hồ biết là nhắc tới thanh y nhân, đang định trả lời thì Lục Lâm Thiên đã đi qua, liếc mắt nhìn vu nữ khẽ cười, lại nhìn Chu Thần Hy nói. Nhà đầu này mới gặp được ta, là người Tuyệt Linh Độc Cốc, sợ ta trúng độc đã tặng Tịnh Độc Đan cho ta. Lão đại, Tâm Đồng thế nào? Chu Thần Hy hỏi. Tạm thời còn chưa rõ lắm, trước mắt hình như chưa nguy hiểm tính mạng, nhưng tình huống cũng không lạc quan. Lục Lâm Thiên nói xong đi tới trước mặt Long Yên công chúa hành lễ, nói. Bái kiến đại tẩu. Không cần đa lễ. Long Yên công chúa gật đầu, nói. Chúng ta đã có tin tức của đại ca ngươi. Có tin tức của đại ca. Ánh mắt Lục Lâm Thiên vui vẻ, cuối cùng xem như có việc vui. Lão đại, lúc chúng ta đi Côn Vân thế giới, Dương Quá đại ca vừa phái người đưa tới tin tức, hắn nói đã có tin tức của chúng ta, mà hắn đang ở thiên địa các. Tựa hồ có chuyện trọng yếu cần làm, nói là đi tìm khí linh chấn thiên, lúc nào xong việc sẽ tới tìm chúng ta. Hắn dặn chúng ta không cần lo lắng, nếu lần này hắn tới trễ, nhiều lắm là có thể gặp lại trong thương khung chiến trường. Tiểu Long đi tới nói. Thật tốt quá, rốt cục có tin tức của đại ca. Vẻ mặt Lục Lâm Thiên vui mừng, nhưng cũng âm thầm nghi hoặc, tìm kiếm khí linh chấn thiên, điều này làm hắn khó hiểu. Nhưng nói thế nào cũng nhận được tin tức của đại ca bình an là rất tốt. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ, có cần san bằng Tuyệt Linh Độc Cốc hay không, dám động Tâm Đồng, vậy phải trả giá thật nhiều. Tiểu Long nói, san bằng Tuyệt Linh Độc Cốc, những người này là ai? Nhóm người vu nữ nghe vậy sắc mặt kinh biến, nghe khẩu khí của những người này, tựa hồ hoàn toàn không đem Tuyệt Linh Độc Cốc xem vào trong mắt. Ánh mắt vu nữ cũng kinh ngạc. Nàng có thể cảm giác được bất kỳ người nào cũng là cường giả đỉnh cấp, thực lực sâu không lường được. Chúng ta đi Thiên Độc Đảo trước đi, Tâm Đồng còn bị vây trong Thiên Độc Đảo, việc này không nên chậm trễ, lập tức xuất phát.
Lục Lâm Thiên nói xong, quay đầu hỏi vu nữ. Ngươi là đệ tử Tuyệt Linh Độc Cốc, nhưng trong độc cốc xuất hiện nội loạn, ngươi có biết gì không? Tiền bối, ta biết một ít, đoán chừng là có quan hệ tới cốc chủ cùng quyền cốc chủ, sư phụ cùng sư bá của ta luôn ủng hộ cốc chủ, mà cự trưởng lão luôn ủng hộ quyền cốc chủ, chỉ sợ hiện tại quyền cốc chủ đã phát động biến cố trong cốc. Vu nữ gật đầu, sư phụ sư bá bị giết, cự trưởng lão cấu kết ám minh động hạ sát thủ với các nàng, trong chuyện này nàng cũng hiểu không ít. Ngươi có biết đường đi thiên độc đảo? Lục Lâm Thiên hỏi. Tuy hắn từ trong linh hồn trí nhớ của cự trưởng lão tìm hiểu vị trí thiên độc đảo, nhưng con đường cụ thể cũng không rõ lắm, nếu chậm rãi mà tìm thì cực kỳ không ổn, hiện tại không có nhiều thời gian. Vu nữ gật đầu, ánh mắt ngưng lại, ngẩng đầu lo lắng nói. Hồi tiền bối, ta biết thiên độc đảo, ta từng đi qua, ngay trong Tuyệt Linh độc cốc, nhưng người ngoài rất khó tiến vào trong độc cốc, đặc biệt là lúc này, ta suy đoán quyền cốc chủ đã phong tỏa toàn bộ lối ra vào, mà người ngoài cùng người ủng hộ cốc chủ càng khó thể đi vào. Việc này ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi biết đường đi là được rồi, xem ngươi còn có chút quan hệ với lão đại, tới lúc đó theo ta đi thần thú thế giới một chuyến, trên người ngươi có thanh loan huyết mạch, ta giúp ngươi thức tỉnh. Như vậy có thể khôi phục thiên phú thanh loan của ngươi, tới lúc đó ta giúp ngươi một chút, sau này ở trong thanh loan nhất mạch, huyết mạch của ngươi đủ đứng trong cấp độ cao nhất. Chu Thần Hy cười nói. Nghe vậy vu nữ vừa kinh ngạc lẫn khiếp sợ nhìn Chu Thần Hy, kinh hãi nói. Ngươi là tiền bối thanh loan bộ tộc. Thanh loan bộ tộc có chút quan hệ với ta, nhưng ta không phải, tộc trưởng thanh loan vừa mới rời khỏi chỗ của ta, sau này đừng gọi ta tiền bối. Gọi ta Thần Hy tỷ là được rồi. Chu Thần Hy mỉm cười, mái tóc đỏ như lửa, trang phục lửa đỏ, dung nhan tuyệt mỹ, đường cong là lướt chí mạng, nhìn qua quả thật hoàn mỹ, vô cùng hấp dẫn nam nhân, làm mấy thanh niên đứng sau lưng vu nữ không dám nhìn thẳng. Tộc trưởng Thanh Loan bộ tộc tới Vân An. Ánh mắt vu nữ ngây dại, tộc trưởng Thanh Loan bộ tộc A, đó chính là siêu cấp cường giả trong truyền thuyết. Nghe nói siêu cấp cường giả cổ tộc nhìn thấy tộc trưởng Thanh Loan bộ tộc cũng phải nể tình, không ngờ còn phải đi Vân An Hồng Y nữ tử trước mặt, vu nữ cũng biết điều đó đại biểu cho chuyện gì. Nếu là người khác nói như vậy, vu nữ sẽ không tin tưởng, nhưng những người trước mắt đều là người bất phàm. Huống chi Hồng Y nữ tử có được lực uy áp thật lớn, vừa liếc mắt liền nhìn ra thân phận của nàng, vu nữ cũng phải tin tưởng chỉ sợ nàng không hề nói dối, cũng không cần phải nói dối. Một màn càng thêm rung động đã xảy ra, mấy thanh niên nam nữ thậm chí là cường giả thần thú thế giới đều nghẹn họng nhìn chân chối. Suy suy, dưới ánh mắt ngây dại hoảng sợ của mọi người, thân hình Lục Lâm Thiên mấp máy, khuôn mặt co rút dao động, khung xương phát sinh biến hóa, chỉ trong nháy mắt đã biến thành bộ dáng cự trưởng lão, thậm chí khí tức giống nhau như đúc, phong vận không hề sơ hở. Hắn lấy ra giới chỉ của cự trưởng lão, đổi lại trường bào mà cự trưởng lão thường mặc, giống nhau như đúc. Không chê vào đâu được. Vu nữ, như vậy hẳn là có thể đi vào Tuyệt Linh độc cốc chứ? Lục Lâm Thiên nói, vì không muốn phát sinh chuyện, trước tiên phải tìm được Lục Tâm Đồng là chủ yếu. Trong lòng Lục Lâm Thiên ngẫm nghĩ, quyết định dùng tam thần quyết lẻn vào độc cốc, dùng thân phận cự trưởng lão hẳn càng thêm nhanh chóng hơn. Tiền bối, ngươi. Nhóm người vu nữ đều chấn kinh, ngay cả âm thanh cũng giống như đúc, không hề sơ hở, chuyện này hết thảy vừa phát sinh trước mắt bọn họ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn thật không dám tưởng tượng trên đời này còn có thần hồ kỳ kỹ như vậy, tận mắt chứng kiến còn không dám tin. Từ giờ trở đi, nhớ rõ gọi ta là cự trưởng lão, chúng ta đi thôi. Lục Lâm Thiên dứt lời, trong tay tản ra hào quang dịu dàng bao vây nhóm thanh niên nam nữ, phá không rời đi. Siêu siêu, từng thân ảnh hóa thành lưu quang, nháy mắt bay lên không biến mất giữa không trung. Lục Lâm Thiên một đường bay nhanh. Mãi tới thiên độc đảo, thần sắc ngưng trọng. Từ trong trí nhớ linh hồn của cự trưởng lão, Lục Lâm Thiên biết được đại bộ phận tình huống, đại khái có điều hiểu biết về tình hình hiện tại của Tuyệt Linh độc cốc. Bên trong độc cốc cường giả đông đảo, còn có cường giả hóa hồng cảnh. Nghe đồn có không ít lục nguyên hóa hồng cảnh, thất nguyên hóa hồng cảnh đều đang bế quan, cho dù là người của độc cốc cũng rất khó thống kê có bao nhiêu cường giả đang bế quan. Mà những cường giả đỉnh cấp kia cũng không quá mức để ý tục sự, đối với bất kỳ đại gia tộc hay thế lực lớn nào cũng đều là như thế. Trong Tuyệt Linh độc cốc, do một vị cốc chủ cùng không ít trưởng lão quản lý, mỗi đời cốc chủ trưởng quản độc cốc 10 vạn năm. Mà 2 vạn năm trước tiền nhiệm cốc chủ đột nhiên mất tích,
cuối cùng Độc Cốc lựa chọn một vị quyền cốc chủ. Ai biết không bao lâu trước đây, trước khi thời hạn lựa chọn cốc chủ sắp hết, tiền nhiệm cốc chủ mất tích đột nhiên trở về, còn mang theo một đệ tử. Việc lựa chọn tân cốc chủ, có hai loại tình huống, một là cốc chủ lựa chọn truyền ngôi, mặt khác là do trưởng lão đoàn chọn lựa. Mà cốc chủ mất tích trở về, có người vui mừng có người sầu, tựa hồ đã làm rối loạn an bài của quyền cốc chủ. Quyền cốc chủ nắm giữ tuyệt linh độc cốc cũng đã 2 vạn năm, chèn ép người cũ, bồi dưỡng vây cánh, đã hoàn toàn thủ tiêu đội hình ngày trước của nguyên cốc chủ, đang định bồi dưỡng người của mình kế nhiệm cốc chủ. Lúc này cốc chủ mất tích lại trở về, đây không thể nghi ngờ là làm cho quyền cốc chủ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, tự nhiên sẽ không nguyện ý, bởi vậy bí quá hóa liều, quyết định khơi dậy nội loạn, lừa dối lẫn giấu giếm thế lực trưởng lão hộ pháp trung lập, đem thế lực còn sót lại của nguyên cốc chủ một lưới bắt hết. Từ trong linh hồn trí nhớ của cựu trưởng lão tìm kiếm tin tức, Lục Lâm Thiên biết được nguyên cốc chủ chính là vị sư phụ thần bí của Lục Tâm Đồng, tên là Diệt Hồn Độc Cơ, mà lần này mang Lục Tâm Đồng trở về là vì thay chức trưởng môn, bởi vậy Lục Tâm Đồng cũng bị đối phó. Bất quá hình như trên người Lục Tâm Đồng cất giấu bí mật gì thật lớn, hơn nữa còn lo lắng bị trưởng lão trung lập chú ý, đám người quyền cốc chủ cũng có băn khoăn, tựa hồ vẫn còn đang an bài gì đó. Bởi vậy cho tới bây giờ mặc dù vẫn một mực đối phó Lục Tâm Đồng, không dám gây lớn chuyện. Hơn nữa tựa hồ đám người Lục Tâm Đồng cũng có chỗ dựa vào, vẫn luôn luôn kiên trì được tới hiện tại. Dọc theo đường đi Lục Lâm Thiên cũng hỏi thăm một vài vấn đề, tình huống cũng giống như trong trí nhớ của cựu trưởng lão, đại bộ phận nhân thủ trong độc cốc hiện giờ là người của quyền cốc chủ Diệt Hồn Yêu Cơ, còn có một bộ phận thế lực trung lập, cuối cùng mới là nhóm người của lão cốc chủ Diệt Hồn Độc Cơ. Bao năm nay Diệt Hồn Độc Cơ mất tích, thế lực cũng bị thanh trừ mượn sức không còn bao nhiêu, hơn nữa những siêu cấp cường giả cũng không quan tâm chuyện trong cốc, Diệt Hồn Yêu Cơ cũng sẽ không đem chuyện nội loạn truyền vào trong tai những siêu cấp cường giả kia, bởi vậy lần này đám người Lục Tâm Đồng giữ nhiều lành ít. Cuối cùng đám người Diệt Hồn Yêu Cơ cũng đã rảnh tay, phái ra cường giả chuẩn bị thu thập tàn cuộc, đồng thời bắt đầu bồi dưỡng tân cốc chủ thượng vị. Siêu siêu. Đám người Lục Lâm Thiên một đường xuyên qua độc trướng sơn mạch, độc trướng đối với mọi người mà nói cũng không gây ảnh hưởng được gì. Đặc biệt đối với nhóm người Tiểu Long, độc tố hoàn toàn không hề có chút ảnh hưởng. Hiện tại Lục Lâm Thiên dùng bộ dáng của cựu trưởng lão, tự nhiên có thể dễ dàng đi vào trong tuyệt linh độc cốc, sau đó theo vu nữ dẫn đường đi thẳng tới thiên độc đảo. Hải vực mênh mông vô bờ, không trung là một tầng sương mù màu đen, tràn ngập hương vị gai mũi khó ngửi. Phạm vi hải vực độc khí mãnh liệt, mặt nước màu đen thật kỳ lạ, thỉnh thoảng có yêu thú kịch độc gây sóng gió trong hải vực, phảng phất như nơi này là thiên đường của chúng nó, người thường không dám đi vào khu vực của những độc vật này. Bên trong trung ương hải vực có một mảnh hải đảo kéo dài qua biển khơi, tựa như đầu cự thú khổng lồ xoay quanh mặt biển, trấn thủ một mảnh độc khí mênh mông nơi này. Chẳng qua lúc này một mảnh hải đảo kia rõ ràng bị cương khí độc khí bao vây. Một trận pháp viễn cổ cực lớn đem cả khu vực kia hoàn toàn bao phủ. Chẳng qua khắp bốn phía hải vực lại rậm rạp trôi nổi mấy ngàn thân ảnh, toàn thân lan tràn độc khí cuồn cuộn, đem cả hải vực đều phong tỏa, để phòng có người đào thoát. Nhưng nhìn dáng vẻ tựa hồ những người này dừng lại nơi đây đã lâu, còn chưa tấn công vào trong trận. Bên trong đại trận, có mười mấy thân ảnh đứng trên tảng đá cao ngất, ánh mắt ngưng trọng nhìn ra ngoài. Nhưng từ trong ánh mắt của họ mà xem, làm cho họ ngưng trọng cũng không phải đội hình mấy ngàn người, mà là nhóm trung niên nam nữ còn có vài lão giả khoảng mười mấy người đứng phía trước, đó mới là cường giả chân chính. Nếu không mấy ngàn người kia cũng không cách nào ngăn cản họ đào thoát, cũng bởi vì có nhóm cường giả canh giữ cho nên họ mới bị bức bách dừng lại trong đại trận phòng ngự này. Mấy ngày qua bọn họ đã liên tục tháo chạy, đây đã là nơi tử thủ cuối cùng. Trong hơn 10 người, một trung niên phụ nhân áo tơ trắng, mái tóc tím bới cao, cắm một cây châm bằng gỗ, ánh mắt cực kỳ thâm thúy, nhìn tuyệt sắc nữ tử trước mắt, nói. Thiếu cốc chủ, hai vị tuyệt linh song độc vừa tới, nếu bọn hắn động thủ chỉ sợ thiên cổ độc linh trận cũng không còn kiên trì được bao lâu. Tuyệt sắc nữ tử váy dài phấp phới, dung nhan tuyệt mỹ, đôi mắt to đen nhánh làm người nhìn vào như muốn hãm sâu trong đó, không phải Lục Tâm Đồng thì còn có ai. Chẳng qua lúc này trong đôi mắt thâm thúy của Lục Tâm Đồng lại ẩn chứa hàn ý băng xương. Giống như la sát, nhìn hai thân ảnh thương lão mơ hồ xa xa, môi son khẽ mở, trong mắt lóe ra lệ quang, nói. Tặc tử đại nghịch, bất kể như thế nào ta đều phải báo thù cho sư phụ, nếu không ta thật xin lỗi ân tình của sư phụ, không.
không mặt mũi nào sống trên đời này. Một vị lão giả già nua đứng bên cạnh Lục Tâm Đồng, âm thanh khàn khàn trầm giọng nói. Không nghĩ tới cốc chủ bị gian nhân làm hại đại nạn không chết, lần này quay về trong cốc lại bị người thân làm hại, mắt ta bị mù cho nên mới tin độc phụ kia nhiều năm như vậy, nếu không phải lần này cốc chủ trở về, chỉ sợ ta đã vĩnh viễn bị che đậy. Lục Tâm Đồng nói, hử, trưởng lão không cần tự trách, nhưng mà lần này chỉ sợ làm liên lụy tới chư vị trưởng lão hộ pháp, bọn hắn người đông thế mạnh, chúng ta chắp cánh khó tránh khỏi, tới lúc đó. Lục Tâm Đồng thoáng tạm dừng, nhìn mấy trưởng lão cùng hộ pháp bên người, còn có mấy trăm đệ tử tuyệt linh độc cốc, người đơn thế yếu, căn bản không thể đối kháng với đối phương, lúc này đã không còn đường lui, kết cục có thể nghĩ. Đường cùng thì chúng ta liều mạng với bọn hắn, liều cá chết lưới rách. Một trung niên đại hán cả giận nói, ánh mắt oán hận, trầm giọng nói. Chỉ tiếc những trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão khác vẫn chưa hay biết gì, nếu chúng ta có thể đem tin tức thuận lợi đưa ra ngoài thì được rồi. Chúng ta cũng đã thử qua, tin tức mang tới những nơi kia đều bị ngăn chặn lại, diệt hồn yêu cơ đã phái nhiều nhân mã đặc biệt chờ đợi bên ngoài những chỗ các vị kia bế quan, người của chúng ta căn bản không thể tới gần. Trung niên phụ nhân áo trắng cảm thán, trầm giọng nói. Cũng may mắn là như thế, khiến bọn hắn nhất thời không rảnh tay, nếu không chúng ta cũng không kiên trì được lâu như vậy, chỉ sợ hiện tại bọn hắn đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, ngày mai cũng là ngày lựa chọn tân cốc chủ, nếu thiếu cốc chủ còn không xuất hiện, hết thảy đã trở thành xác định. Chúng ta tứ cố vô thân, kiên trì lâu như vậy cũng đã kiệt lực rồi. Hử, trưởng lão thở dài, thần sắc có chút tĩnh mịch, nói. Không nghĩ tới tuyệt linh độc cốc lại phát sinh loại chuyện này. Những năm gần đây các vị thái thượng trưởng lão cũng chưa từng xuất hiện qua, chẳng lẽ trời vong tuyệt linh độc cốc hay sao? Liều mạng thôi, chẳng qua cá chết lưới rách. Phải chết cũng kéo theo đệm lưng. Liều mạng cùng đám vương bát đản, giết một tên hòa vốn, giết hai tên là lời. Từng tiếng nghị luận trầm thấp truyền ra, toàn bộ ánh mắt đều ngưng trọng tới cực hạn, ngược lại không còn sợ hãi, trong mắt hàn ý ngập trời. Không biết hai ngọc giản tin tức khác có đưa tới nơi được hay không? Nếu đưa tới được, cho dù chỉ là một trong hai, chúng ta cũng sẽ có cơ hội. Lục Tâm Đồng thì thào nói. Phụ nhân áo trắng nói. Thiếu cốc chủ, chẳng lẽ chúng ta còn viện binh sao, cho dù là có, chỉ sợ cũng không vào được, không nói tới người bình thường không dám xông vào tuyệt linh độc cốc. Với sự hiểu biết của ta về diệt hồn yêu cơ, chỉ sợ dù chúng ta có người bên ngoài cũng sẽ bị thanh trừ sạch sẽ. Lục Tâm Đồng nghe vậy, trong mắt lóe tinh quang, nói. Người khác khó có thể tiến vào, nhưng trong họ có bất kỳ ai muốn đi vào cũng không ai làm gì được, chỉ là... Oanh Long! Lời của Lục Tâm Đồng còn chưa dứt, hải vực bên ngoài ầm ầm run lên, vài ngàn thân ảnh bắt đầu tiếp cận trên bầu trời đại trận. Thiếu cốc chủ, tuyệt linh song độc đã muốn phá trận. Sắc mặt phụ nhân áo trắng thoáng trầm xuống. Liều mạng! Mấy trăm người cùng động, ánh mắt đỏ bừng, tới thời điểm này cũng chỉ có thể liều lĩnh. Mấy ngàn người vỡ áp xuống, trong mười mấy thân ảnh đi trước có hai thân ảnh nhảy ra, một cao một thấp, một béo một gầy. Cao lại béo, thân hình khôi ngô như tháp sắt, thấp lại gầy, cơ hồ giống như chu nho, hai người đứng chung một chỗ, cực kỳ buồn cười. Nhưng những ai nhìn thấy hai người này cũng không dám cười, thậm chí linh hồn run rẩy, không dám tới gần. Tuyệt linh song độc, tính tình độc ác, không xem là danh chấn 3.000 đại thế giới. Nhưng trong những cường giả độc đạo cũng thanh danh hiển hách. Thực lực hai người rất mạnh, đã tới tam nguyên hóa hồng cảnh. Hai người liên thủ, uy lực càng mạnh, hơn nữa còn có độc công, nghe nói ngũ nguyên hóa hồng cảnh bình thường cũng không dám dễ dàng trêu chọc bọn hắn. Ha ha ha, tận lực chống đỡ lâu như vậy, đã sớm nỏ mạnh hết đà, Lục Tâm Đồng, Hử Sư Mưu, thế nào, các ngươi có đầu hàng không? Âm thanh người lùn cười to truyền ra. Nhìn như chu nho nhưng âm thanh như chuông, trầm thấp hùng hậu, song âm cuồn cuộn, chấn động cả vầng cương khí đại trận ầm ầm rung động, đủ thấy thực lực cực mạnh. Tuyệt linh song độc, hai người nối giáo cho giặc, bây giờ quay đầu còn kịp, nếu chờ thái thượng trưởng lão đi ra, các ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Hử, trưởng lão lớn tiếng quát. Hử Sư Mưu, các ngươi hồ đồ ngu xuẩn, chết chưa hết tội, các thái thượng trưởng lão sao lại quản bọn ngươi? Người cao béo lớn tiếng nói. Âm thanh hết sức thanh thúy, tựa như giọng nữ, vô cùng chói tai. Lục Tâm Đồng, giao ra bổn cốc chi bảo cùng tuyệt học, tân cốc chủ chắc chắn tha cho ngươi một mạng, thế nào?
Tín vật cùng tuyệt học trưởng môn bổn cốc chỉ có cốc chủ mới có thể tu luyện, ai có vạn độc ấn phù cùng tuyệt linh độc quyết chính là cốc chủ. Sư phụ đã đem vị trí cốc chủ truyền cho ta, ta có vạn độc ấn phù cùng tuyệt linh độc quyết, thì là cốc chủ, đám phản đồ các ngươi dám bội phản bổn cốc, hậu quả chính các ngươi rõ ràng, tới lúc đó sẽ bị vạn độc đốt người, vạn độc phệ hồn, muốn sống không được, vĩnh viễn bị trấn áp dưới tuyệt linh độc cốc. Khuôn mặt Lục Tâm Đồng băng xương, khí thế thượng vị giả thổi quét, tiếng quát cuồn cuộn truyền ra. Vừa nghe âm thanh, mấy ngàn người bên ngoài đều thoáng dao động, thậm chí sắc mặt tuyệt linh song độc cũng âm thầm khẽ biến. Hắc hắc, Lục Tâm Đồng, ngươi nỏ mạnh hết đà, còn muốn phô trương thanh thế hay sao, ai biết ngươi dùng thủ đoạn gì lấy được vạn độc ấn phù cùng tuyệt linh độc quyết, chưa từng gặp qua trưởng lão đoàn nhận định cuối cùng, ngươi còn chưa phải cốc chủ, huống chi ngươi không có tư cách trở thành cốc chủ. Âm thanh tên lùn vang vọng, tựa hồ sợ Lục Tâm Đồng làm dao động lòng quân, quát. Cho ngươi một lần cơ hội cuối cùng, giao ra vạn độc ấn phù cùng tuyệt linh độc quyết đầu hàng, nếu không chết không có chỗ chôn. Ta sao có thể đầu hàng phản tặc, bọn ngươi phản cốc, một ngày nào đó ta chắc chắn đem bọn ngươi thần hồn câu diệt. Lục Tâm Đồng nghiến răng quát lớn. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, nghĩ tới thiên cổ độc linh trận còn có thể bảo vệ các ngươi hay sao? Tuyệt linh song độc cùng nhảy ra, từng luồng dao động khủng bố thổi quét, hai cỗ lực lượng vỡ áp, hải vực ầm ầm bốc lên sóng lớn, va chạm lên màn hào quang phía trên. Phá cho ta! Chỉ nháy mắt lão giả Chu Nho quát to, độc vụ lan tràn, khí tức gió dục mây vần, thân ảnh lao tới trên màn hào quang, một đạo thổ hoàng sắc quyền ấn bao trùm độc khí dâng lên, cự lực chút xuống, trong giây lát oanh kích lên màn hào quang. Oanh long long! Hào quang cuồn cuộn lan tràn tới viễn không, hải đảo như đất rung núi chuyển, vô số sóng lớn dâng tận trời. Chỉ là đại trận vẫn không nứt vỡ, vừa nhìn liền biết không phải vật phàm. Nỏ mạnh hết đà, ta đã sớm biết phương pháp phá trận, làm sao đối kháng ta. Âm thanh chói tai truyền ra, thân ảnh lão giả khôi ngô lập tức xuất hiện trên bầu trời đại trận, trong mắt hiện ra hàn ý, năng lượng khủng bố tuôn tràn, ngưng tụ thành một mảnh năng lượng không gian cuồn cuộn. Nương theo sau độc vụ bạo tuôn, lập tức ngưng tụ thành một thanh trường thương năng lượng. Trường thương hiện lên, phong vân biến sắc, trong nháy mắt xuyên thủng không gian, hung hăng đánh lên đại trận vừa bị oanh hơi nứt nẻ. Oanh long! Trường thương năng lượng đánh xuống, dẫn theo lực lượng huyền ảo, hào quang đại trận run rẩy lên, lập tức nứt nẻ, cuối cùng ầm ầm nứt vụn, từng tiếng sấm sét nổ vang khắp cả trời cao. Năng lượng gợn sóng theo độc vụ khuếch tán thổi quét. Đem sóng biển xung quanh kích lên thành trăm trượng sóng lớn. Phanh phanh phanh. Trong nhất thời vô số thủy lôi nổ vang, cả hải vực đều rung động, độc khí ngập trời phóng lên cao. Thiên cổ độc linh trận đã phá, các ngươi không còn chỗ dựa vào, lên trời không cửa xuống đất không đường, ha ha ha. Tên Chu Nho cất tiếng cười to, ánh mắt nhìn Lục Tâm Đồng, hử trưởng lão cùng phụ nhân áo trắng, cười lạnh không ngớt. Tuyệt linh song độc. Khuôn mặt nhóm người Lục Tâm Đồng ngưng trọng, thực lực hai người kia quá mạnh mẽ, ba người liên thủ cũng không nắm chắc. Hử trưởng lão, người cùng anh trưởng lão liên thủ đối phó địa độc, ta đối phó thiên độc, những đệ tử khác cẩn thận ứng phó, liều mạng. Lục Tâm Đồng lập tức nói. Giết! Mấy ngàn thân ảnh áp không tràn tới, khí thế bất phàm. Thiếu cốc chủ, một mình ngươi đối phó thiên độc chỉ sợ không ổn, ngươi chạy mau, chúng ta liều chết bám trụ bọn hắn. Sau này báo thù cho mọi người. Mỹ phụ áo trắng tên anh trưởng lão nói, ngoại trừ tuyệt linh song độc còn có ba tu vi hóa hồng cảnh, không ít tuyên cổ cảnh cùng niết bàn cảnh. Anh trưởng lão, chỉ sợ thời điểm này không cách nào rời khỏi tuyệt linh độc cốc, mọi người cận kề cái chết đi theo sư phụ, đi theo ta sao có thể bỏ qua mọi người, anh trưởng lão không cần nhiều lời, muốn giết ta chỉ sợ cũng không dễ dàng. Lục Tâm Đồng trầm giọng nói, tâm ý đã quyết. Các ngươi thương lượng xong chưa, tính toán chết như thế nào sao? Âm thanh chói tai âm dương quái khí truyền ra, khiến người vô cùng khó chịu. Muốn đối phó ta, chỉ sợ ngươi trả giá không nổi, tặc tử phản cốc, sớm muộn gì sẽ thần hồn câu diệt, chết không toàn thây. Lục Tâm Đồng tràn ngập hàn ý quát. Hừ, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, giết ngươi, chẳng phải lấy được vạn độc ấn phù cùng tuyệt linh độc quyết. Ánh mắt tên khôi ngô phát lạnh. Khí tức dao động quay đầu nói với tên Chu Nho. Ta đối phó Lục Tâm Đồng, mặt khác giao cho ngươi, tốc chiến tốc thắng. Được. Tên Chu Nho khẽ gật đầu, nguyên lực khởi động hình thành hai đạo trảo ấn.
Hiu hiu. Hai đạo chảo ấn vặn vẹo không gian, thoáng chốc thân ảnh Chu Nho lướt động lao thẳng về hướng Hử trưởng lão cùng anh trưởng lão. Liều mạng. Hai vị trưởng lão trầm xuống, tu vi nhị nguyên hóa hồng cảnh đỉnh phong cùng nhất nguyên hóa hồng cảnh đỉnh phong bạo tuôn, nghênh chiến. Oanh oanh. Chỉ nháy mắt ba người đã giao thủ cùng nhau, âm bạo nổ tung như sấm sét, mang theo cuồng phong kình bạo thổi quét, độc vụ ngập trời tản khắp không trung. Suy lạp lạp. Chỉ mới một chiêu hai vị trưởng lão đã bị đẩy lui, anh trưởng lão miệng phun máu tươi. Liều mạng. Tử chiến. Hai vị trưởng lão không hề khiếp ý, dù sao không còn đường lui, liều mạng lao tới trước. Đi. Muốn chết. Tên Chu Nho lại ngưng kết thủ ấn, nhất thời va chạm tới. Tên Khôi Ngô đồng thời lao thẳng về hướng Lục Tâm Đồng. Ngươi còn chưa có thực lực kia. Nguyên lực cuồn cuộn tràn ra, thời không như loạn dao động, tu vi nhất nguyên hóa hồng cảnh hoàn toàn bộc phát. Giết a! Tốc chiến tốc thắng, mau chóng giải quyết. Ngoài hải đảo, mấy ngàn người lao thẳng về hướng mấy trăm người còn lại. Oanh long long! Liều mạng! Mấy trăm người hét lớn, mắt lộ hàn ý hung quang, liều mạng một trận tử chiến, một đám toàn lực ra tay. Khí thế có chút không kém tuôn trào. Oanh oanh oanh. Đặng đặng. Phốc. Chỉ nháy mắt ngắn ngủi, đội hình mấy trăm người rõ ràng không đủ lực, có người bị đánh bay, sắc mặt trắng bệch, thực lực yếu một chút phun cả máu tươi, có người bị đẩy lui, vô luận trên nhân số hay thực lực cũng không cách nào đối kháng. Suy. Giờ phút này Lục Tâm Đồng cũng đã giao thủ với tên Khôi Ngô, thân ảnh tốc độ nhanh vô cùng, liên tiếp đánh mấy chiêu đều tách ra, không đối kháng. Gì? Đối mặt với công kích của Lục Tâm Đồng, tên Khôi Ngô ngày càng kỳ quái, nữ tử này rõ ràng tu vi nhất nguyên hóa hồng cảnh, nhưng thực lực lại cao hơn hẳn bình thường. Vô lượng niết bàn, đích thật không kém, nhưng thực lực cấp độ quá yếu. Tên Khôi Ngô cũng không lưu thủ, khí tức tam nguyên hóa hồng cảnh bộc phát, trường thương năng lượng ngưng tụ, nháy mắt xuyên thủng không gian đi tới trước người Lục Tâm Đồng. Suy, thân ảnh Lục Tâm Đồng chợt lóe, một đạo thanh sắc hồ quang khởi động. Vòng qua không gian hình thành độ cung quỷ dị, hung hăng quấn quanh trường thương năng lượng. Hừ! Trong cổ họng Lục Tâm Đồng truyền ra tiếng hừ đau đớn, trường thương năng lượng ẩn chứa lực đạo quá mức cường hãn, khiến nàng nhận thiệt thòi, nhưng cũng kịp thời hất văng trường thương ra khỏi thân thể. Có chút bổn sự, nhưng tu vi còn chưa đủ. Chỉ nháy mắt tên Khôi Ngô đã đi tới phía sau Lục Tâm Đồng, trường thương năng lượng hiện lên, lúc này Lục Tâm Đồng muốn thối lui cũng không còn kịp nữa. Con kiến như ngươi sao có thể động tới nàng, nếu nàng thiếu một sợi tóc, ta giết cửu tộc của ngươi. Đúng ngay lúc này một âm thanh trầm thấp lạnh lùng vang lên, một thân ảnh nháy mắt rơi xuống sau lưng Lục Tâm Đồng, xuất hiện vô thanh vô tức, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy trường thương năng lượng, khiến trường thương không thể đi tới được dù nửa tấc. Sắc mặt tên Khôi Ngô đại biến, thực lực đối phương cường hãn quá mức tưởng tượng, loại thực lực này quá kinh khủng. Sau khi tận mắt chứng kiến thân ảnh kia, ánh mắt hắn càng thêm kỳ quái. Vừa nghe âm thanh trầm thấp kia, thân hình Lục Tâm Đồng run lên, âm thanh kia quá mức quen thuộc, thân thể mềm mạp cấp tốc nhìn lại, trong mắt xuất hiện một thân ảnh xa lạ, nhưng âm thanh lại vô cùng quen thuộc, chính là cự trưởng lão của Tuyệt Linh Độc Cốc. Điều này làm cho Lục Tâm Đồng nghi hoặc, dựa theo đạo lý mà nói cự trưởng lão là người của Tuyệt Linh Song Độc, vì sao lại giúp nàng? Huống chi thực lực cự trưởng lão cũng không phải đối thủ của thiên độc. Tâm Đồng, ta cùng lão đại tới đúng lúc chứ? Cơ hồ cùng một thời gian, một thanh niên mặc kim bào nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh Lục Tâm Đồng. Tiểu Long. Nhìn thấy Tiểu Long xuất hiện, âm thanh Lục Tâm Đồng khẽ run, sắc mặt vui mừng lại nhìn qua cự trưởng lão, nàng đã biết người đó là ai. Cự Khuê, ngươi làm. Khuôn mặt thiên độc nghi hoặc, lớn tiếng quát chói tai. Nhưng lời còn chưa dứt đã nhìn thấy cự trưởng lão đột nhiên mấp máy, lập tức hóa thành một nam tử khuôn mặt cương nghị, ánh mắt thâm thúy băng hàn. Cùng lúc này trường thương năng lượng đã bị nam tử cắn nuốt biến mất, lực công kích khủng bố đã làm trường thương biến mất vô ảnh vô tung. Dám động tới tam muội của ta, người đã chán sống rồi. Âm thanh lãnh đạm truyền ra, lòng bàn tay Lục Lâm Thiên run lên, kim mang trưởng ấn mang theo khí thế hủy diệt đánh thẳng lên LNG ngực của tên Khôi Ngô. Giờ phút này cả không gian đều đóng lại, thiên độc không cách nào tránh thoát, hết thảy đều đã mất đi khống chế, ánh mắt hắn trào ra sợ hãi, từ tận sâu trong linh hồn dâng tràn khí tức tử vong. Oanh long! Kim mang trưởng ấn hạ xuống, tiêu sát khí sắc bén khiến thân hình thiên độc run rẩy kịch liệt, ầm ầm nổ tung.
suy lạp lạp. Thân hình thiên độc hóa thành huyết phụ, nương theo sau dư âm kình khí xé mở khe không gian tối đen, mà lúc này thiên độc cũng đã thần hồn câu diệt. Phanh phanh. Năng lượng âm bạo trầm thấp vang lên, Hử trưởng lão cùng anh trưởng lão bị hung hăng chấn khai, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, anh trưởng lão bị nện xuống bên dưới, lực đánh thật lớn chấn động cả không gian như đất rung núi chuyển. Đại ca! Lão giả Chu Nho hét lớn một tiếng, trợn mắt nhìn thiên độc bị một chiêu đánh chết, thần hồn câu diệt, thực lực đối phương mạnh mẽ làm linh hồn hắn run rẩy bất an, không nghĩ tới đám người Lục Tâm Đồng còn có cường giả như vậy tương trợ. Siêu! Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, địa độc cũng không quản tới anh trưởng lão cùng Hử trưởng lão, đại ca chỉ bị một chiêu đã đánh chết, nếu hắn lưu lại hậu quả có thể nghĩ, vì vậy không dám dừng lại, thân ảnh chợt lóe định bỏ trốn. Còn muốn trốn, vừa rồi không phải thật hung hăng càn quấy sao, chết cho Tiểu Long ra. Thân ảnh Tiểu Long đã đi tới trước người địa độc, nháy mắt dao động khủng bố bộc phát, khí tức kinh khủng tràn ra, một đạo quyền ấn bao phủ kim sắc hỏa diễm lướt ra. Thực lực cường hãn như thế, mạng ta xong rồi. Địa độc không kịp phản ứng, quyền ấn hỏa diễm đã rơi lên người của hắn. Phanh! Không gian nổ tung, âm bạo như hãn lôi như sấm sét giữa trời quang, một quyền oanh ra không gian động sâu, kim sắc hỏa diễm nóng cháy cùng năng lượng kinh khí ngập trời hóa thành hình cung thổi quét, sau đó mai một không còn nhìn thấy. Địa độc lập tức hóa thành mảnh nhỏ cùng máu tươi phun tung tóe, thần hồn câu diệt, thậm chí không còn chút cho tàn. Suy lạp lạp, không gian dao động, mười mấy thân ảnh nháy mắt rơi xuống. Tâm Đồng, người không sao chứ? Tâm Đồng, chúng ta tới rồi. Mấy nữ tử tuyệt mỹ xuất hiện, từng thân ảnh xinh đẹp mềm mại, tựa như trích tiên. Thần Hy, Hổ Y, Huyền Doanh, Long Yên Đại Tẩu, Tĩnh Thần Công Chúa. Đôi mắt Lục Tâm Đồng nổi lên dao động, có chút thả lỏng, rốt cục người nàng chờ đợi cũng đã tới. Có họ ở đây dù trời sập xuống nàng cũng không chút e ngại. Cả bầu trời lúc này hoàn toàn yên lặng, từ khi hai siêu cấp cường giả tuyệt linh song độc bị miểu sát, đối với mấy ngàn người đang hỗn chiến mà nói làm sao còn lực đối kháng, một đám người ngây dại giữa không trung, rung động khó thể nhúc nhích. Một tên cũng không để lại, giết không tha. Tiểu Long trôi nổi giữa không trung, kim bào run lên, hướng mấy cường giả hóa hồng cảnh của thần thú thế giới quát. Dạ. Nhóm cường giả gật đầu, nháy mắt trầm xuống, nguyên lực bạo tuôn, nhanh chóng ngưng tụ thành một mảnh năng lượng không gian trên bầu trời. Giết! Mấy cường giả hóa hồng cảnh bay ra, khí tức khởi động, hải vực biến sắc, mơ hồ mang theo tiếng sấm sét rền vang, khí tức khủng bố phóng thích, giơ tay nhấc chân như xé rách thiên địa, lập tức hướng mấy ngàn người hung hăng ập tới, đội hình giữa đôi bên rất dễ phân biệt rõ ràng. Chạy mau! Trong đội ngũ mấy ngàn người còn có vài hóa hồng cảnh cũng không còn quan tâm được người khác, phân tán bỏ chạy. Một tên cũng đừng mong chạy trốn. Thân ảnh Lục Lâm Thiên hiện giữa không trung, ba tu vi hóa hồng cảnh bị đọng lại giữa hư không, một đạo trưởng ấn khổng lồ ngưng kết, hướng ba người vỗ xuống. Oanh oanh oanh! Không gian chụp vỡ, năng lượng gợn sóng thổi quét, đánh vỡ thân thể ba người thành cho tàn, không chịu nổi một kích. Phanh phanh phanh! Cùng lúc đó cường giả thần thú thế giới bộc phát công kích, như gió cuốn mây tan đem cả tảng lớn không gian nổ nát, không ít đệ tử tuyệt linh độc cốc bị cuốn vào bên trong, trước mặt thực lực tuyệt đối, tác dụng độc công biến thành vô ích. Dám động tới Tâm Đồng, các ngươi không biết chữ chết viết như thế nào. Tiểu Long hét lớn một tiếng, trường bào run lên, quyền ấn oanh ra, một mảnh tuyên cổ cảnh tu vi nổ nát không trở lại chút cho tàn. Hử trưởng lão cùng anh trưởng lão bị trọng thương đi tới bên cạnh Lục Tâm Đồng. Nhìn nhóm cường giả khủng bố vừa xuất hiện, đặc biệt là nam tử khuôn mặt cương nghị cùng thanh niên mặc kim bào, trong lòng run rẩy không ngớt. Giết, viện binh của chúng ta đã tới. Giết, đám tặc tử phản cốc chết không đáng tiếc, giết. Mấy trăm người đi theo Lục Tâm Đồng giờ phút này không khỏi sôi trào, bộc phát ra khí tức khủng bố oanh kích tới. Trái lại đội ngũ mấy ngàn người hiện tại không còn chút dũng khí đối kháng. Thiếu cốc chủ tha mạng a. Thiếu cốc chủ tha mạng. Thiếu cốc chủ, chúng ta sai lầm rồi, tha chúng ta một mạng. Từng thân ảnh nhất thời buông tha chống cự, vội vàng đầu hàng. Mỗi người quỳ rạp dưới đất, không còn ai dám động thủ, thậm chí cũng không dám trốn. Trưởng lão hóa hồng cảnh cũng trốn không thoát, bọn hắn thế nào có thể nghĩ. Mấy cường giả thần thú thế giới thấy vậy cũng tạm thời dừng tay, ánh mắt mấy trăm người đều nhìn qua Lục Tâm Đồng. Thiếu cốc chủ.
dù sao đều là đệ tử Tuyệt Linh Độc Cốc, huống chi chúng ta đang cần dùng người. Anh trưởng lão tựa hồ muốn cầu tình cho hơn phân nửa phản đồ còn lại, dù sao đều là đệ tử Tuyệt Linh Độc Cốc, có chút không đành lòng. Thiếu cốc chủ, chúng ta biết sai rồi. Thiếu cốc chủ tha mạng, sau này chúng ta sẽ không phản bội, vĩnh viễn đi theo thiếu cốc chủ. Lục Tâm Đồng nhìn mấy ngàn phản đồ, mày khẽ động, không tự chủ được nhìn qua nam tử giữa không trung, nói. Ca ca. Nguyên lai là ca ca của thiếu cốc chủ, không biết những vị cường giả khủng bố này ở đâu tới, thật không tầm thường. Nghe vậy Hử trưởng lão cùng anh trưởng lão rung động nhủ thầm. Lục Lâm Thiên nhìn Lục Tâm Đồng, nói. Tâm Đồng, muội là thiếu cốc chủ Tuyệt Linh Độc Cốc, muội cảm thấy nên làm thế nào thì làm thế đó, hết thảy có ca ca cùng Tiểu Long ở đây, buông tay đi làm là được rồi. Dạ. Lục Tâm Đồng nghe vậy ánh mắt khẽ động, gật đầu. Khi ánh mắt nhìn qua nhóm đệ tử đầu hàng, trong mắt bắn ra hàn ý, như la sát ma nữ, trầm giọng nói. Một lần bất trung trăm lần bất dung, người phản cốc đại nghịch bất đạo, giết không tha. Tiếng quát lạnh lùng rơi xuống, làm sắc mặt Hử trưởng lão cùng anh trưởng lão khẽ động, mà nhóm người đầu hàng càng đại biến, biết đây chính là tuyên bố tử vong của bọn họ. Chạy mau, mau. Lập tức có người vội vàng bỏ chạy. Một khi đã như vậy, đều đi chết đi. Lục Lâm Thiên lãnh đạm nói, từ trong thiên địa xung quanh thẩm thấu ra kim mang chói mắt, kim mang rạng rỡ lan tràn, tiêu sát khí vô cùng vô tận bộc phát. Oanh long long, tiếng sấm vang vọng, phong vân biến sắc, hải vực nổi lên sóng to gió lớn. Oanh long long, xung quanh nhất thời vỡ ra vô số cái khe, từng đạo kim mang từ trong khe hở bắn ra. Hiu hiu, kim mang như tia chớp xuyên vào mấy ngàn thân thể, tàn sát bừa bãi khắp cả thiên địa. Oanh long long, uy áp khủng bố, vô số cự lãng dựng thẳng lên bầu trời, sóng biển gào thét. Thực lực thật khủng khiếp. Nhóm cường giả thần thú thế giới cũng khiếp sợ kêu thầm. Suy lạp lạp, những nơi kim mang đi qua, đều có người bị tru diệt trong đó. Kim mang xuyên thủng không gian, làm những thân hình hóa thành cho tàn, thần hồn câu diệt. Sát khí thật khủng khiếp. Giơ tay nhấc chân làm người thần hồn câu diệt. Sát khí thao thiên làm mọi người có mặt đều run như cầy sấy. Hô! Thoáng chốc kim mang đều biến mất, Lục Lâm Thiên thu liếm khí tức rơi xuống trước mặt Lục Tâm Đồng. Lục Lâm Thiên đưa qua vài viên đan dược, nói. Chuyện thế nào ta đã biết, có ta cùng Tiểu Long ở đây, sẽ không có vấn đề gì nữa. Không sai, ta cùng Lão Đại đã tới đây, muốn san bằng Tuyệt Linh Độc Cốc cũng không có vấn đề. Tiểu Long mỉm cười vỗ vai Lục Tâm Đồng. Vẫn như ngày trước khi còn ở trong thế giới linh vũ. Lục Tâm Đồng cầm đan dược bỏ vào miệng, nhìn hai người, nói. Ca ca, Tiểu Long, nhìn thấy hai người là được rồi, muội còn nghĩ hai người không kịp đuổi tới, sư phụ cũng đã bị gian nhân làm hại, trong 3000 đại thế giới muội cũng chỉ có thể tìm hai người hỗ trợ. Nhà đầu ngốc, chúng ta là người một nhà, ai dám động tới tam muội của ta cùng đại ca, Tiểu Long chắc chắn giúp muội chút giận. Trong thiên địa này bất cứ người nào cũng không thể động muội mảy may. Lục Lâm Thiên vuốt vuốt mái tóc dài tán loạn trên vai Lục Tâm Đồng, sát khí ngập trời vừa rồi cũng vô ảnh vô tung biến mất. Đại ca thiếu cốc chủ là người phương nào, sao chưa từng nghe nói qua? Toàn bộ đệ tử Tuyệt Linh Độc Cốc nhìn nam tử cương nghị trước mắt, người này đúng là sát tinh, là sát thần tuyệt đối. Mà lúc này nhìn hắn thật thản nhiên ôn hòa, người như vậy là khó trêu chọc nhất. Bọn họ chưa từng nghe nói qua thiếu cốc chủ còn có chỗ dựa vững chắc như vậy. Tâm Đồng, nói cho ngươi nghe một tin tốt lành, Dương Quá đại ca đã có tin tức, hiện tại hắn đang ở thiên địa khác, nhưng tạm thời có việc, tới lúc đó sẽ tới tìm chúng ta. Tiểu Long nói. Nghe vậy Lục Tâm Đồng vui mừng nói. Có tin tức của đại ca sao, vậy cũng tốt, đại ca không có việc gì là được rồi. Thiếu cốc chủ còn có đại ca ở thiên địa khác. Hử trưởng lão cùng anh trưởng lão nghe vậy, ánh mắt nhìn nhau khiếp sợ, họ có nghe nói qua về thiên địa khác, đó chính là thế lực khủng bố, không kém hơn tuyên cổ điện chút nào. Tới thời điểm này bọn họ mới biết, thiếu cốc chủ cũng không phải vô thân vô cố, sau lưng còn có thế lực tuyệt đối khủng bố. Vào đêm, núi non mênh mông, trăng sáng treo cao, ánh trăng như nước, mơ hồ phiêu đãng một tầng sương mù màu đen. Trong bầu trời đêm, một mảnh ánh trăng bao phủ xuống dãy kiến trúc liên miên trong núi, chiếu rọi ra từng kiến trúc khổng lồ, ánh trăng thổi qua sương mù màu đen, lưu lại những dấu vết loang lổ trong sơn mạch. Miểu Minh ca ca,
tu vi của ngươi tựa hồ lại tiến một bước. Tu vi Thanh Man muội cũng tiến bộ không ít, một thân độc công người thường không dám đỡ upsilon.ng vào. Vậy sao Miểu Minh ca còn dám đỡ upsilon.ng tới? Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, ta có thể vì muội bỏ qua tính mạng. Hi hi, Miểu Minh ca xấu lắm. Không xấu, sao có thể yêu thương Thanh Man muội? Bên trong một đình viện mơ hồ truyền ra tiếng cười dâm uế, chỉ thấy một lão giả trên 50 đang cùng một nữ tử thanh xuân trêu đùa trên giường, ca ca muội muội quấn quýt, chỉ sợ làm người nghe được không ngừng nôn mửa suốt 3 ngày. Khí tức lão giả âm hàn, nhưng trong mắt bắn ra tinh quang, thân mặc áo đen, ánh mắt cười dâm đãng, chính là một tên sắc lang. Nữ tử cực kỳ xinh đẹp mỹ mạo, đôi mắt hoa đào có thể vạch lòng người. Nữ tử khoảng 25-26, phong tình vạn trùng, làm lão giả mê mệt, hai tay không ngừng xoa nắng thân thể nàng, nữ tử ỡm ờ, dục cự còn nghênh. Miểu Minh ca, tới đi. Lão giả làm sao còn nhìn được nữa, vội vàng cởi quy upsilon ẩn áo nghênh thương ra trận, thúc ngựa chạy trồm, làm cho nữ tử nhất thời kêu rên. Sau một lát hai người mới tách ra, bàn tay lão giả lưu luyến không rời vuốt ve thân thể nữ tử. Miểu Minh ca, tại sao tuyệt linh song độc vẫn chưa về? Không phải sẽ xảy ra sự tình gì đi. Nữ tử nằm trên giường, khuôn mặt đã khôi phục lại bình thường, ánh mắt có chút lo lắng nói. Yên tâm đi, Lục Tâm Đồng cũng không còn khả năng lật nổi sóng to, có tuyệt linh song độc ra tay, nỏ mạnh hết đà cũng không thể tiếp tục đối kháng. Ngày mai muội cứ đợi ngồi lên vị trí cốc chủ đi, tới lúc đó ám minh động cùng tuyệt linh độc cốc hợp lại, sau này thế lực đương nhiên cao hơn một tầng. Lão giả nói. Nữ tử nghe vậy. Tựa hồ đã yên tâm một ít, cười lạnh nói. Đoán chừng là tuyệt linh song độc chậm trễ đi, đám người Lục Tâm Đồng cũng không lật nổi sóng to, nếu không phải lúc sư phụ đánh chết lão gia hỏa kia đã bị thương nặng, bên chúng ta cũng chết vài cường giả, nhất thời nhân thủ không đủ, còn muốn trông chừng những người khác, chỉ sợ đám người Lục Tâm Đồng cũng không nhảy nhót được lâu như vậy, nhưng hiện tại rốt cục đã giải quyết, bắt đầu từ ngày mai tuyệt linh độc cốc thuộc về muội. Vậy ca ca phải nói tiếng chúc mừng muội trước. Từ ngày mai ta cần xưng hô muội là Thanh Man cốc chủ mới tốt, ha ha. Lão giả cười nói, hai tay không ngừng vuốt ve bộ ngực của nữ tử. Ca ca đừng chê cười muội, huynh đường đường là động chủ ám minh động, nếu lần này không có ám minh động hỗ trợ, sư phụ giải quyết lão gia hỏa kia, chuyện của chúng ta cũng sẽ không thuận lợi như vậy, đều là nhờ ca ca hỗ trợ giải quyết dư nghiệt của lão gia hỏa kia. Nữ tử cười nói, lão giả nghe vậy hung hăng bóp nhẹ bộ ngực của nữ tử. Cười dâm uế nói. Thanh Man muội khách khí, sau này chúng ta là người một nhà, ám minh động của ta cũng là của muội, huống chi trên người muội có một vật khiến ta thật lưu luyến, hận không thể thời khắc làm bạn. Ca ca, người thật hư hỏng. Vậy tiếp tục hư hỏng hơn một ít. Trong màn đêm, bên trong một đình viện nằm trong dãy núi, Lục Lâm Thiên, Tiểu Long, Lục Tâm Đồng cùng nhóm người Chu Thần Hy đều có mặt. Mọi người nghe Lục Tâm Đồng thuật lại mọi sự tình kể từ khi rời khỏi Phi Linh Môn quay về Tuyệt Linh Độc Cốc. Nguyên lai lúc trước sư phụ Lục Tâm Đồng là diệt hồn độc cơ hơn 2 vạn năm trước mất tích, chính là vì có một lần đi ra ngoài đã bị một đám cường giả xa lạ vây công, sau một trận ác chiến cuối cùng bị trọng thương cơ hồ hẳn phải mất mạng. Nhưng dưới cơ duyên xảo hợp diệt hồn độc cơ đào thoát một kiếp, may mắn lưu tia sinh cơ, nhưng lâm vào khốn cảnh không thể thoát khốn rời đi. Bởi vì diệt hồn độc cơ hoài nghi mình bị vây công có quan hệ với tuyệt linh độc cốc, khi thực lực còn chưa khôi phục cũng không dám quay về, một mình càng không thể chữa thương, bị nhốt trong khốn cảnh thiếu thốn tài nguyên, thương thế rất nặng, rất khó khôi phục. Dưới sự trùng hợp Lục Tâm Đồng gặp được diệt hồn độc cơ, còn tu luyện độc công cho nên bái làm môn hạ. Được Lục Tâm Đồng trợ giúp, thực lực diệt hồn độc cơ chậm rãi khôi phục, nhưng vẫn chưa tới thời kỳ toàn thịnh. Bởi vì sau đó không lâu là ngày lựa chọn tân cốc chủ, thực lực đã khôi phục không ít cho nên diệt hồn độc cơ muốn quay về tìm kiếm nội gián đánh lén mình, vì vậy cùng Lục Tâm Đồng quay về tuyệt linh độc cốc. Diệt hồn độc cơ đột nhiên trở về làm tuyệt linh độc cốc náo động, nhất thời chia thành 3 đội ngũ, một là muốn duy trì quyền cốc chủ diệt hồn yêu cơ, một là ủng hộ lão cốc chủ, nhưng cỗ thế lực này cũng không lớn. Cỗ thế lực thứ 3 do không ít trưởng lão cùng hộ pháp tạo thành. Nhưng cỗ thế lực này luôn duy trì trung lập. Ở trong tuyệt linh độc cốc, thực lực Lục Tâm Đồng tiến bộ không ít, mà diệt hồn độc cơ cũng một mực thầm điều tra nội gián ngày trước. Sau một thời gian dò xét, diệt hồn độc cơ rốt cục tra được manh mối,
phát hiện là sư muội diệt hồn yêu cơ, lập tức đem vạn độc ấn phủ cùng tuyệt linh độc quyết giao cho Lục Tâm Đồng, còn căn dặn không được để bại lộ hay giao cho bất luận kẻ nào. Ấn phủ trưởng môn là tín vật của cốc chủ, nghe đồn có quan hệ tới một chuyện đại sự hoặc là bảo vật gì đó của tuyệt linh độc cốc. Nhưng các đời cốc chủ lại không biết bí mật này, chỉ dùng làm ấn phủ trưởng môn mà thôi. Hai vạn năm trước khi diệt hồn độc cơ rời khỏi cốc cũng là vì điều tra chuyện liên quan tới ấn phủ vạn độc. Về phần tuyệt linh độc quyết cũng chỉ truyền lại cho cốc chủ kế nhiệm, mà Lục Tâm Đồng cũng đã sớm tu luyện tuyệt linh độc quyết. Sau khi diệt hồn độc cơ đem vạn độc ấn phủ giao cho Lục Tâm Đồng, căn dặn nàng rời khỏi độc cốc đi ra 3.000 đại thế giới tìm kiếm một vị tên là vạn độc chí tôn tuyệt linh độc cốc tiền bối. Còn dặn nàng phải nói với vị vạn độc chí tôn, nói tuyệt linh độc cốc đã bị thế lực bên ngoài thẩm thấu, chỉ sợ hiện tại cả độc cốc đã không còn như ngày trước. Nhưng Lục Tâm Đồng còn chưa kịp rời khỏi, đã bị người diệt hồn yêu cơ ngăn trở. Mà diệt hồn độc cơ bị mấy cường giả vây công, mặc dù liều mạng đánh chết mấy tên, đánh trọng thương diệt hồn yêu cơ, nhưng cuối cùng vẫn bị rơi xuống. Lục Tâm Đồng tận mắt nhìn thấy sư phụ chết trước mắt của mình, sự tình phía sau Lục Lâm Thiên cũng đã biết. Bởi vậy lúc này Lục Lâm Thiên chợt nhướng mày, nói. Nhìn dáng vẻ diệt hồn yêu cơ đã sớm mưu đồ từ lâu, tuyệt linh độc cốc bị thế lực bên ngoài thẩm thấu, hẳn là ám minh động đi. Bọn hắn nhất định muốn tiêu diệt toàn bộ thế lực của sư phụ để ngày mai có thể ngồi vào vị trí cốc chủ. Ám minh động là cỗ thế lực rất mạnh trong Côn Vân thế giới, mặc dù không thể so sánh với cổ tộc, nhưng trong Côn Vân thế giới cũng là thế lực nhất lưu, trong động cường giả đông đảo, không thể khinh thường. Nếu tuyệt linh độc cốc không có nội ứng, ám minh động tuyệt đối không dám trêu chọc. Thần sắc Lục Tâm Đồng ảm đạm thần thương, trong mắt hiện lên vẻ bi thống lẫn kiên nghị, nói. Bất kể thế nào mối thù của sư phụ muội phải báo, lần này nếu không phải sư phụ một lòng muốn che chở muội rời đi, chỉ sợ đã có cơ hội đào thoát, nếu không phải muội, sư phụ sẽ không chết. Lục Lâm Thiên thở dài, mặc dù Lục Tâm Đồng ở chung với diệt hồn độc cơ chưa bao lâu, nhưng cũng biết quan hệ sư đồ rất tốt, nhìn ra được bà ta thật sự thương yêu tam muội của mình. Lục Tâm Đồng tổng cộng có hai vị sư phụ, lúc trước Đông lão bất hạnh rơi xuống, bây giờ diệt hồn độc cơ lại tử vong, giờ phút này Lục Lâm Thiên hiểu rõ tâm tình của Lục Tâm Đồng, biết nàng cực kỳ đau lòng bi thương, nếu không báo thù cho sư phụ, trong lòng nàng sẽ không tha thứ cho mình. Tâm Đồng, hiện tại mọi người đã trốn thoát, tại sao chúng ta không đi tìm các trưởng lão trung lập? Đem những gì ngươi biết nói cho bọn hắn, tới lúc đó tự nhiên có thể đối phó diệt hồn yêu cơ. Hổ Y nói. Lục Tâm Đồng nghe vậy, lộ xem ra cười khổ, Huyền Doanh đã nói. Hổ Y muội, sự tình không đơn giản như vậy, chỉ sợ tới lúc đó đối phương chết không thừa nhận, nhất thời cũng khó điều tra rõ ràng. Cho dù là những trưởng lão kia sẽ điều tra, chỉ sợ trong đoạn thời gian đó Tâm Đồng càng gặp phải nguy hiểm lớn hơn nữa. Thậm chí còn lưu thời gian cho diệt hồn yêu cơ chuẩn bị, tới lúc đó chỉ sợ cả những trưởng lão trung lập cũng bị rửa sạch, mà khi đó không còn ai làm gì được đám người diệt hồn yêu cơ. Lục Tâm Đồng gật đầu, nói. Huyền Doanh tỷ nói rất đúng, nhưng chỉ đúng một phần, còn một phần khác. Khẽ than dài, sắc mặt Lục Tâm Đồng hơi trầm xuống, nói. Thứ hai, tuyệt linh độc cốc luôn lấy thực lực phi tôn, người mạnh là vương. Lúc trước sư phụ muội ngồi lên vị trí cốc chủ, cũng bởi vì đánh bại người trong độc cốc, cũng đánh bại diệt hồn yêu cơ cho nên mới ngồi lên vị trí cốc chủ. Rồi sau đó sư phụ bị gian nhân làm hại, bị trọng thương, bởi vậy trong hai vạn năm vô luận thực lực hay thế lực cũng yếu hơn diệt hồn yêu cơ, cho nên hiện tại trong tuyệt linh độc cốc có không ít trưởng lão cùng hộ pháp cũng biết sự tranh đoạt giữa sư phụ muội cùng diệt hồn yêu cơ, nhưng vẫn giữ thái độ trung lập. Nếu lần này muội thuận lợi ngồi lên vị trí cốc chủ, thế lực kia đương nhiên sẽ thần phục, nhưng nếu bị diệt hồn yêu cơ ngồi lên vị trí cốc chủ, thế lực kia đương nhiên cũng sẽ nhờ vả bà ta. Người mạnh là vương, có đôi khi sự thật cũng không quá trọng yếu, được làm vua thua làm giặc, từ xưa tới nay luôn như thế, thực lực mới là quyết định hết thảy tồn tại. Lục Lâm Thiên than nhỏ, cũng đã thay bộ thanh y của mình, nhìn Lục Tâm Đồng, hỏi. Tâm Đồng, vậy hiện tại muội có tính toán gì không? Ngày mai chính là ngày lựa chọn tân cốc chủ, dựa theo quy củ tuyệt linh độc cốc, nếu muội không xuất hiện, cho dù là không có vạn độc ấn phủ cùng tuyệt linh độc quyết, người diệt hồn yêu cơ cũng sẽ dễ dàng trở thành tân cốc chủ, tới lúc đó muội cũng phải vô điều kiện giao ra tuyệt linh độc quyết cùng vạn độc ấn phủ, cho nên muội phải đi. Lục Tâm Đồng nhíu mày, nói. Ít nhất,
muội không cho phép bọn hắn tiếp tục phát triển an toàn. Lục Lâm Thiên nhìn Lục Tâm Đồng, ánh mắt khẽ động, trầm mặc một lúc hỏi. Tâm Đồng, thực lực của diệt hồn yêu cơ như thế nào? Lục Tâm Đồng nhìn hắn, nói. Trước khi sư phụ muội bị trọng thương đã là ngũ nguyên hóa hồng cảnh, vẫn chưa thể khôi phục tới cấp độ toàn thịnh. Lúc trước khi sư phụ bị thương nặng, đã bị độc công cắn lại, dung nhan tuyệt mỹ đều bị hủy, thậm chí còn chưa khôi phục được thủ đoạn bình thường, sư phụ luôn phải dùng khăn đen che mặt. Mà thực lực diệt hồn yêu cơ muội có nghe sư phụ nói qua, hình như đã tới lục nguyên hóa hồng cảnh, cho nên lần này sư phụ mới gặp phải độc thủ. Lục nguyên hóa hồng cảnh sao? Trong mắt Lục Lâm Thiên chợt lóe lên, nói. Tâm Đồng, ngày mai dựa theo lời muội nói mà làm đi, có ta ở đây, cho dù muội có phá thiên ca ca cũng giúp muội chống đỡ. Tâm Đồng, còn có ta đây, tu vi lục nguyên hóa hồng cảnh mà thôi, cũng không có gì đặc biệt. Tiểu Long nghiêng đầu, nhìn qua Lục Lâm Thiên, nói. Lão đại, ta nhận được tin tức nói người đã đi tuyên cổ điện, trở thành điện chủ thánh lôi điện cùng thánh chủ tuyên cổ điện, thật không? Lục Lâm Thiên gật gật đầu, cười nói. Tin tức của ngươi rất linh thông. Ta chỉ mới biết không lâu, là thần thú thế giới lấy được tin tức. Tiểu Long khẽ cười nói. Tâm Đồng, ngươi nghe được rồi đi, hiện tại lão đại đã là thánh chủ tuyên cổ điện, tùy tiện mà làm, ngày mai hết thảy còn có chúng ta. Ân. Lục Tâm Đồng gật đầu đáp. Chúc mừng ca ca, thánh chủ tuyên cổ điện, thật sự không tầm thường. Lục Lâm Thiên khẽ cười, nói. Ngày mai có tính toán gì không, nói thử xem. Lục Tâm Đồng khẽ cắn răng, lập tức nói. Chỉ sợ không bao lâu nữa bọn hắn cũng sẽ biết đoàn người tuyệt linh song độc đã chết. Muội nghĩ ngày mai lấy lại vị trí cốc chủ của muội, không vì vị trí cốc chủ, chỉ vì báo thù cho sư phụ, làm cho kế hoạch của bọn hắn thất bại. Quyết định thì đi làm đi, ngày mai có ta đi với muội. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Còn có ta đây, hết thảy cũng không lật nổi trời. Tiểu Long tiếp lời. Một đêm chậm rãi trôi qua, phía đông dần dần sáng lên. Bình thường tuyệt linh độc cốc cũng không quá yên lặng, nhưng cũng không náo nhiệt, nhưng gần đây có vẻ náo nhiệt hơn không ít. Bên trong một dãy núi có một quảng trường khổng lồ, bốn phía xây dựng thật nhiều đại điện. Độc khí tràn ngập, trên quảng trường hội tụ không ít thân ảnh, nhân số lên tới 3-4 vạn, có thêm thú tộc, nhân tộc, thậm chí cả minh linh tộc. Bọn họ đều là người tu luyện độc công. Người càng ngày càng nhiều, rốt cục có gần 20 thân ảnh vây quanh một nữ tử xinh đẹp đi ra, bộ dáng 25-26 tuổi, mỹ mạo yêu mị, đôi mắt hoa đào như có thể vạch lòng người. Nữ tử đang chào hỏi các cường giả hộ pháp cùng những vị thường ra ngoài ít quay về trong cốc, váy dài xanh nhạt phong tình vạn trùng, khiến người thỉnh thoảng phải ghé mắt. Lần này tiên tử nhất định có thể trở thành cốc chủ. Tới lúc đó hậu bối còn phải thỉnh chư vị hộ pháp chấp sự ủng hộ nhiều hơn. Chúc mừng tiên tử. Hoàng trưởng lão khách khí, có hoàng trưởng lão là phúc phần của tuyệt linh độc cốc. Thực lực tiên tử tựa hồ lại có tiến bộ, độc công khẳng định tiến thêm một tầng. Không phải nói lão cốc chủ truyền vị cho Lục Tâm Đồng sao, nghe nói Lục Tâm Đồng độc công cường hãn, còn là vô lượng niết bàn, hẳn là có cơ hội trở thành tân cốc chủ a. Việc này chúng ta cũng không biết, tình huống hiện tại trong độc cốc ngươi hẳn cũng biết một ít, lúc này không giống ngày xưa đâu. Ông, khi mặt trời lên cao, trên quảng trường truyền ra tiếng chuông, mọi âm thanh dừng lại, ánh mắt nhìn vào đại điện trên quảng trường. Suy, mười mấy thân ảnh xuất hiện, hiện thân trước dãy ghế phía trước. Đi đầu là một mỹ phụ hơn 40, phong vận do tồn, khí chất không tầm thường, mắt bắn tinh quang, váy dài màu đen có không ít lấm tấm huyết sắc, màu sắc làm cho người có tu vi thấp nhìn thấy lại cảm giác thần hồn run rẩy. Bên cạnh mỹ phụ còn có vài lão giả cùng mấy lão ẩu, thực lực cường hãn, khí tức dao động làm không gian khẽ run, chỉ có cường giả mới có thể cảm giác. Nhìn thấy nhóm người mỹ phụ đi ra, toàn bộ đệ tử tuyệt linh độc cốc trên quảng trường đồng thời cung kính hành lễ. Bái kiến cốc chủ, bái kiến chư vị trưởng lão. Đều miễn lễ. Mỹ phụ phất tay ý bảo, sau đó ngồi xuống ghế. Mọi người xung quanh lúc này mới ngồi xuống, có không ít người có tư cách ngồi xuống. Sắc mặt lại âm thầm khẽ biến, thần sắc khẽ động. Ngoại trừ các trưởng lão bên cạnh cốc chủ, còn có mấy người là ai a? Hình như là người ám minh động, nghe nói là mời đến xem lễ. Tuyệt linh độc cốc chúng ta từ khi nào có quan hệ với ám minh động tốt như vậy?
Giờ phút này nữ tử mỹ mạo sau vài lần lắc mình đã đi tới sau lưng mỹ phụ áo đen cung kính đứng thẳng, trong mơ hồ ánh mắt liếc qua lão giả khí tức âm hàn, thân mặc áo đen vừa ngồi xuống. Gì, sao không nhìn thấy cốc chủ cùng Lục Tâm Đồng? Nghe nói lão cốc chủ muốn truyền vị cho Lục Tâm Đồng mà. Đã tới giờ này sao Lục Tâm Đồng còn chưa tới, nếu không tới, dựa theo quy củ Tuyệt Linh Độc Cốc tới lúc đó sẽ đánh mất cơ hội trở thành cốc chủ. Có một ít đệ tử Tuyệt Lôi Độc Cốc thấp giọng nghị luận, mà không ít trưởng lão hộ pháp cũng đưa mắt nhìn nhau, thần sắc khẽ động. Thời gian đã đến, có thể bắt đầu rồi. Mỹ phụ áo đen vẻ mặt hờ hững, nhìn Hoàng Sam lão giả bên cạnh nói. Người chưa tới, dựa theo quy củ Tuyệt Linh Độc Cốc, đánh mất tư cách, dựa theo quy củ Độc Cốc mà làm đi. Buổi lễ long trọng nhậm chức cốc chủ 10 vạn năm một lần của Tuyệt Linh Độc Cốc hiện tại bắt đầu. Hoàng Sam lão giả nghe vậy liền tiến lên, âm thanh vang vọng trên không trung. Về quy củ chọn lựa tân cốc chủ ta cũng không muốn nói nhiều, mọi người đều biết quy củ Tuyệt Linh Độc Cốc, ngoại trừ được cốc chủ chỉ định tiếp nhận vị trí cốc chủ, cũng có thể do toàn bộ trưởng lão cùng thân truyền đệ tử của cốc chủ tranh đoạt. Bởi vì lần này cốc chủ có một số việc, cho nên hết thảy thủ tục do quyền cốc chủ giải quyết, bởi vậy quyền cốc chủ cũng có quyền lựa chọn người kế nhiệm, đó là chỉ định thân truyền đệ tử của quyền cốc chủ Thanh Man tiên tử kế thừa. Không biết có người nào có ý kiến hay không? Ánh mắt Hoàng Sam lão giả hữu ý vô ý dừng lại trên người nhóm trưởng lão. Có không ít trưởng lão Tuyệt Linh Độc Cốc đưa mắt nhìn nhau, tựa hồ đang tìm hiểu điều gì, sau đó rơi lên người nữ tử xinh đẹp, ánh mắt khẽ than, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm lời gì. Ánh mắt nữ tử đảo qua mọi người, nhận ra thần sắc của họ, khuôn mặt mơ hồ lộ ra ý cười. Hoàng Sam lão giả nhìn qua mỹ phụ áo đen thấy bà ta thầm gật đầu. Lập tức nói, nếu không có ai phản đối, như vậy Thanh Man tiên tử trở thành cốc chủ là thực chí danh quy, cho nên ta tuyên bố, từ giờ trở đi, Thanh Man tiên tử. Siêu siêu. Đúng lúc này, mỹ phụ áo đen chợt ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào viễn không, không ít ánh mắt của các trưởng lão cũng cảm giác được gì đó, đồng loạt nhìn theo. Bao biện lừa dối, thật sự là buồn cười, lựa chọn cốc chủ kế nhiệm từ khi nào thì tới lượt các ngươi nói chuyện. Cùng lúc đó, khi Hoàng Sam lão giả nói xong, một âm thanh cuồn cuộn truyền ra, quanh quẩn trên bầu trời quảng trường. Siêu siêu. Mọi người ngẩng đầu, âm thanh xé gió vang vọng giữa không trung. Trong ánh mắt kinh ngạc của bọn họ, gần 20 đạo lưu quang bay tới, chợt lóe liền rơi xuống trên quảng trường. Lưu quang thu liếm, mọi người lập tức hiện thân. Là Lục Tâm Đồng. Còn có Hử trưởng lão cùng anh trưởng lão. Thật nhiều nữ tử tuyệt sắc a. Hình như không phải đệ tử Tuyệt Linh Độc Cốc chúng ta. Suy lạp lạp, từng thân ảnh hạ xuống, sau lưng còn có vài trăm thân ảnh cấp tốc lướt tới, chỉ vài lần chớp động đã xuất hiện trên bầu trời quảng trường, chính là nhóm người vu nữ cùng đệ tử Tuyệt Linh Độc Cốc luôn đi theo Lục Tâm Đồng. Đẹp quá! Lão giả âm hàn nhìn thấy Lục Tâm Đồng, Chu Thần Hy, Huyền Doanh, Hổ Y cùng Long Yên công chúa, ánh mắt rung động, nữ tử tuyệt mỹ như vậy. Ngay cả vẻ đẹp dung tục của Thanh Man làm sao có thể đánh đồng với các nàng. Vừa nhìn thấy nhóm người Lục Tâm Đồng, sắc mặt mỹ phụ áo đen cùng không ít trưởng lão lẫn Thanh Man đều biến hóa, mơ hồ nhìn nhau, nổi lên dao động. Thật là to gan, không có vạn độc ấn phù, không tu luyện Tuyệt Linh Độc Quyết, là có thể ở đây lựa chọn tân cốc chủ, khinh thường quy củ Tuyệt Linh Độc Cốc, chẳng lẽ các ngươi muốn tạo phản hay sao? Lục Tâm Đồng bước tới trước mặt Hoàng Sam lão giả, âm thanh lạnh lùng truyền ra. Bỗng dưng vung tay tát thẳng lên mặt Hoàng Sam lão giả tu vi tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong phía trước. 3. Khuôn mặt Hoàng Sam lão giả nhất thời hiện lên dấu tay đỏ bừng. Phốc. Hoàng Sam lão giả phun máu tươi, bị Lục Tâm Đồng tát tai thậm chí phun máu lẫn vài cái răng. Một màn bất thình lình làm cả quảng trường yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều nhìn Lục Tâm Đồng. Nhưng lúc này ánh mắt mỹ phụ áo đen cùng vài lão ẩu lão giả đều nhìn Lục Lâm Thiên cùng Tiểu Long. Thần sắc thầm nghi hoặc. Lục Tâm Đồng, người dám tát ta. Hoàng Sam lão giả ôm khuôn mặt rát bỏng, ánh mắt có chút ngây dại, tựa hồ còn chưa hồi phục thần trí, khuôn mặt đột nhiên sưng phồng lên, biến thành một mảnh tối đen, nháy mắt lan tràn khắp cả khuôn mặt lộ ra gân xanh, toàn thân lập tức sưng phù tối tăm. Dám đối với ta bất kính, đáng chết. Lục Tâm Đồng thản nhiên nói, hàn ý hiện lên, không tiếp tục ra tay nhưng Hoàng Sam lão giả đã kêu lên thảm thiết. A, thân hình gầy gò của Hoàng Sam lão giả sưng phù trướng lớn, ngứa ngáy không chịu nổi, 10 ngón tay cào lên da mặt đầm đìa vết máu màu đen,
trong mắt lộ vẻ sợ hãi, loại kịch độc như vậy dù là hắn cũng không thể đối kháng, quát to. Cốc chủ cứu! Hoàng Sam lão giả đang định cầu cứu, nhưng lời còn chưa dứt thân hình đã bành trướng, lập tức nổ tung. Oanh! Trong khoảnh khắc lão giả đã biến thành một bãi thịt máu màu đen văng tung tóe trên quảng trường, thần hồn câu diệt, thậm chí linh hồn cũng bị kịch độc tiêu hủy. Hô! Ánh mắt mọi người run lên, không ai ngờ Lục Tâm Đồng lại hạ sát thủ, độc công nghe rợn cả người. Lục Tâm Đồng, người thật to gan, trong buổi lễ long trọng đánh chết nhị hộ pháp, người có biết tội của ngươi không? Thanh Man liếc nhìn mỹ phụ áo đen, nhất thời quát lớn. Vạn độc ấn phù ở đây, ta chính là thiếu cốc chủ, người thừa kế tuyệt linh độc cốc, nhị hộ pháp dám bất kính với ta, mọi người đều chứng kiến, tại sao ta không thể giết hắn, Thanh Man, chẳng lẽ ngươi cũng dám bất kính với ta sao? Lời của Lục Tâm Đồng vừa dứt, bàn tay run lên, trong tay hiện ra một khối ấn phù trong suốt trong sáng tản ra lưu quang bí văn cỡ lòng bàn tay, nhìn qua giống như ngọc tỷ xoay quanh trong tay nàng. Vạn độc ấn phù. Ánh mắt mọi người nhìn chăm chú vào trên ấn phù, đệ tử tuyệt linh độc cốc đương nhiên nhận thức được nó, đó là ấn phù trưởng môn, có vạn độc ấn phù đại biểu cho cốc chủ. Bái kiến thiếu cốc chủ. Không ít đệ tử tuyệt linh độc cốc hành lễ, vạn độc ấn phù đối với họ mà nói có ý nghĩa phi phàm. Đông đảo những người đang ngồi thấy vậy nhất thời âm thầm biến sắc. Miễn lễ. Vạn độc ấn phù lóe ra lưu quang, ý bảo mọi người trên quảng trường miễn lễ. Lập tức đưa mắt nhìn Thanh Man, thản nhiên nói. Thanh Man, nhìn thấy vạn độc ấn phù, vì sao ngươi không hành lễ? Việc này, ánh mắt Thanh Man run lên, nếu lúc này nàng hành lễ, chính là nhận thua với Lục Tâm Đồng. Lục Tâm Đồng, ngươi có vạn độc ấn phù, nhưng rốt cục làm sao ngươi lấy được còn phải chờ đợi xác nhận, nếu là sư phụ ngươi đưa cho ngươi, có chứng cớ hay không? Ngay lúc Thanh Man còn đang khó xử, mỹ phụ áo đen nhìn Lục Tâm Đồng. Âm thanh thanh thúy truyền ra, nhưng lại làm linh hồn người khác thật khó chịu. Vật này là do sư phụ ta lưu lại, còn cần chứng cứ gì? Lục Tâm Đồng nhìn mỹ phụ, trong mắt tràn ngập hàn ý. Đây là do cốc chủ lưu cho thiếu cốc chủ hy vọng thiếu cốc chủ trở thành cốc chủ tuyệt linh độc cốc, ta có thể làm chứng. Ta cũng có thể làm chứng. Hử trưởng lão cùng anh trưởng lão đồng thời nói. Các ngươi làm chứng cũng không thể nói được điều gì. Dù sao đại bộ phận trưởng lão cùng hộ pháp đều không biết rõ tình hình, chỉ có vài người các ngươi làm chứng, khó tránh không thỏa đáng. Mỹ phụ áo đen nhìn lướt qua anh trưởng lão cùng hử trưởng lão, cũng không để trong lòng. Lục Tâm Đồng ngẩng đầu, nhìn thẳng Mỹ phụ áo đen, nói. Chẳng lẽ còn cần sư phụ ta tới làm chứng sao? Tâm Đồng sư điệt, nếu có sư phụ ngươi tới làm chứng, vậy càng tốt hơn. Thần sắc Mỹ phụ âm trầm, khuôn mặt thoáng co rúm lại. Trong mắt Lục Tâm Đồng hiện lên hàn ý, trầm giọng nói. Sư phụ ta đi đâu, trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng, bằng không ngươi đi tìm lão nhân ra thế nào, ta nghĩ sư phụ rất muốn nhìn thấy ngươi. Lục Tâm Đồng cũng biết dù cho mình nói sư phụ là bị diệt hồn yêu cơ giết chết cũng không có tác dụng gì lớn. Thậm chí thế lực trung lập nếu biết được sư phụ nàng đã chết, sẽ đổi hướng, chính bởi vì sư phụ tồn tại cho nên họ mới lựa chọn trung lập. Trong mắt mỹ phụ áo đen hiện tia hàn ý, nàng cũng không thể nói sư tỷ diệt hồn độc cơ đã bị mình tự tay đánh chết, loại chuyện này đương nhiên không cách nào nói ra. Lục Tâm Đồng, ngươi nói vạn độc ấn phù là do sư phụ ngươi giao cho ngươi, lúc này sư phụ ngươi đi vắng, chúng ta cũng không thể xác nhận ngươi làm sao lấy được vạn độc ấn phù. Diệt hồn yêu cơ lập tức nói. Vậy không bằng cứ như vậy đi, sư thúc bảo quản vạn độc ấn phù cho ngươi, chờ khi gặp sư phụ ngươi xác nhận. Buổi lễ long trọng hôm nay cũng không thể chậm trễ, tiếp tục lựa chọn tân cốc chủ, nếu vạn độc ấn phù thật là của ngươi, tới lúc đó để cho ngươi trở thành cốc chủ thế nào? Đây rõ ràng là muốn cướp đoạt đi. Cốc chủ chân chính đi đâu vậy, sao ngày quan trọng mà cũng không xuất hiện? Chuyện này hình như không đúng a. Không ít người nghi hoặc xôn xao, đối với đại bộ phận đệ tử tuyệt linh độc cốc từ ngoài chạy về dự lễ mà nói, cũng không biết nhiều về tình huống trong cốc. Bởi vì diện tích độc cốc rất lớn, chia làm nhiều khu vực, dù là chuyện xảy ra trong cốc một khi bị phong tỏa tin tức những người khác cũng không biết gì, huống chi đám người diệt hồn yêu cơ đã chuẩn bị kỹ càng, phái ra rất nhiều người phong tỏa tin tức. Thật là vô sỉ, đúng như lời Tâm Đồng đã nói, trong độc cốc người mạnh là vua, chỉ có thực lực mới là đạo lý cứng rắn. Đôi mắt Tiểu Long nhíu lại, dáng vẻ tôn quý lại tăng thêm vẻ thần bí cùng yêu mị,
lúc này cũng làm cho không ít ánh mắt rình rập tới. Lục Lâm Thiên khoanh tay đứng thẳng, khuôn mặt lãnh đạm, ánh mắt đảo qua những người đang ngồi, tu vi hóa hồng cảnh thật không ít, đều là tu luyện độc công, bất kỳ là ai ở bên ngoài đều hung danh hiển hách. Cuối cùng ánh mắt Lục Lâm Thiên đảo qua trên người mỹ phụ áo đen cùng hắc y lão giả, đó chính là diệt hồn yêu cơ cùng động chủ ám minh động miểu minh hồng tôn. Lục Lâm Thiên cảm giác được khí tức của diệt hồn yêu cơ, đã đạt tới lục nguyên hóa hồng cảnh. Thực lực miểu minh cũng không kém, đã đạt tới ngũ nguyên hóa hồng cảnh. Ngay lúc Lục Lâm Thiên đang đánh giá mọi người, từng ánh mắt trên quảng trường cũng rơi lên Lục Tâm Đồng. Lục Tâm Đồng nhìn qua diệt hồn yêu cơ, nói. Muốn vạn độc ấn phù không cần phiền toái như vậy. Dứt lời, Lục Tâm Đồng quay đầu nhìn qua Thanh Man, nói. Hôm nay là buổi lễ long trọng lựa chọn tân cốc chủ, Thanh Man, chỉ cần ngươi có thể thắng ta, vạn độc ấn phù cùng tuyệt linh độc quyết đều là của ngươi, từ nay về sau ta rời khỏi tuyệt linh độc cốc, như thế nào? Hô! Nghe vậy không ít người đều dao động, ánh mắt những người đang ngồi cũng thay đổi. Thanh Man nghe được lời của Lục Tâm Đồng, ánh mắt khẽ động, nhìn qua diệt hồn yêu cơ. Sắc mặt diệt hồn yêu cơ thoáng trầm xuống, nói. Thanh Man, ngươi lại đây. Dạ, sư phụ. Thân ảnh Thanh Man chợt lóe đi tới trước người diệt hồn yêu cơ. Diệt hồn yêu cơ đứng dậy, vỗ nhẹ lên hai vai Thanh Man, nói. Ta nhớ được mấy năm nay ngươi chưa từng luận bàn qua với vị sư muội này, hiện tại vừa lúc có cơ hội, nếu sư muội ngươi muốn tỉ thí với ngươi một phen, ngươi hãy đi thử xem thực lực của sư muội ngươi đi. Đệ tử lĩnh mệnh, vậy cùng sư muội luận bàn một phen. Chẳng biết tại sao trên mặt Thanh Man lộ vẻ vui mừng, chợt lóe đi tới trên quảng trường, nói. Hảo sư muội của ta, chúng ta luận bàn một phen đi. Cũng tốt. Lục Tâm Đồng quay đầu nhìn Lục Lâm Thiên bọn họ, nói. Ca ca, Tiểu Long, Đại Tẩu, các ngươi ngồi chờ một chút, có một số việc muội muốn tự mình giải quyết. Người đâu, chuẩn bị chỗ ngồi. Hử trưởng lão lập tức phân phó mấy trăm đệ tử tuyệt linh độc cốc đứng phía sau mình. Siêu siêu. Nhất thời có thân ảnh lướt ra, vào đại điện lấy ra không ít ghế ngồi đặt lên vị trí phía trên, ngang hàng với nhóm người diệt hồn yêu cơ. Càn rỡ. Cũng không phải là ai đều ngồi được ở đây. Một lão giả âm trầm ngồi bên cạnh diệt hồn yêu cơ nói. Lưu Độc, vài vị này đều là thiếu cốc chủ mời tới tuyệt linh độc cốc xem lễ, vì sao không thể ngồi? Anh trưởng lão trầm giọng nói. Nếu là ca ca của Lục Tâm Đồng sư điệt, còn tới xem lễ, tự nhiên phải tận tình chiêu đãi. Ánh mắt diệt hồn yêu cơ thỉnh thoảng dừng lại trên người Lục Lâm Thiên cùng Tiểu Long, phất tay ý bảo. Tâm Đồng. Cẩn thận. Lục Lâm Thiên cũng không để ý tranh chấp, ánh mắt khẽ động, đi tới trước mặt Lục Tâm Đồng ôm nàng nói nhỏ. Hết thảy có ca ca ở đây, yên tâm đi. Đa tạ ca ca. Lục Tâm Đồng ngẩng đầu, ánh mắt ý bảo, thân ảnh chợt lóe đi lên quảng trường, nhẹ nhàng dừng trước người Thanh Man. Lão đại, chúng ta ngồi một lát, tuyệt linh độc cốc không có gì là ghê gớm cả, cũng không có mấy người vừa mắt ha. Tiểu Long nhìn lướt qua những trưởng lão của tuyệt linh độc cốc. Sải bước đi tới bên ghế ngồi xuống. Lời của Tiểu Long không hề che giấu, làm ánh mắt những người đang ngồi đều dao động. Long Yên, Chu Thần Hy, Hổ Y, Tĩnh Thần cùng cường giả thần thú thế giới còn có Hử trưởng lão, anh trưởng lão ngồi xuống ghế, chỉ riêng Vu Nữ cùng các đệ tử vẫn đứng trên quảng trường. Ánh mắt Miểu Minh lại không nhìn Thanh Man, chỉ liên tục lướt qua thân thể của đám người Chu Thần Hy. Hảo sư muội, ta luôn muốn biết thực lực của ngươi. Hy vọng hôm nay ngươi đừng làm ta thất vọng. Thanh Man nhìn Lục Tâm Đồng, lời vừa rơi xuống từng luồng khí tức cường hãn đã bắt đầu lan tràn, nương theo sau độc khí cuồn cuộn thẩm thấu không gian. Lục Tâm Đồng thản nhiên nói. Chỉ sợ nhất định sẽ làm ngươi thất vọng, có bao nhiêu thực lực thì toàn lực ra tay đi. Sư muội thật có tự tin, bất quá tựa hồ có chút khờ dại, muốn thắng ta, chỉ sợ sư muội còn cần tu luyện thêm một đoạn thời gian. Thân hình xinh đẹp của Thanh Man khẽ động, trong âm thanh mơ hồ lộ ra ngạo khí, tựa hồ cho rằng mình đã tuyệt đối thắng lợi, khí tức nhất nguyên hóa hồng cảnh tới gần hậu kỳ hoàn toàn phóng thích, không gian quanh quảng trường tự dưng run lên. Đối với lời nói của Thanh Man, Lục Tâm Đồng cũng không để ý, khí tức mênh mông lập tức tràn ra, khí tức nhất nguyên hóa hồng cảnh phóng lên cao. Khí tức ngưng thật tinh thuần, có cường giả mơ hồ quan sát, tự nhiên phân biệt được khí tức trên người Lục Tâm Đồng thiếu một loại mạnh mẽ. Nhưng lại rất dày trọng cùng tinh thuần, như không thể lay động,
phẩm chất khí tức tuyệt đối cao hơn Thanh Man. Hừ, nhìn thấy khí tức trên người Lục Tâm Đồng, sắc mặt Thanh Man thoáng trầm xuống, khuôn mặt hiện lên hàn ý, hừ lạnh một tiếng, độc vụ bắt đầu khởi động, khí tức nháy mắt tăng lên tới đỉnh, xung quanh gió dục mây vần, trong mơ hồ thiên địa biến sắc, làm lòng người run run. Hảo sư muội, ta sẽ không khách khí, tiếp chiêu đi. Thanh Man ngưng kết thủ ấn, một đạo thanh quang giải lụa hướng Lục Tâm Đồng bắn tới, nương theo sau khí tức kịch độc lan tràn, nháy mắt xuyên thủng không gian, xuất hiện trước người Lục Tâm Đồng. Ra tay gọn gàng, xảo quyệt ngoan độc. Suy lạp lạp, thanh quang giải lụa xuyên thủng không gian, thân ảnh Lục Tâm Đồng nổi lên thời không dao động thật quỷ dị, thân hình lập tức tránh thoát. Suy, một đạo thanh quang từ trong tay Lục Tâm Đồng mang theo dao động khiến tim đập nhanh bắn mạnh về hướng Thanh Man. Vừa tránh né vừa phản công liền mạch lưu loát, nhanh như thiểm điện, không thể nắm bắt. Thật nhanh. Tốc độ của Lục Tâm Đồng làm Thanh Man kinh hãi, thân ảnh chợt lóe, xuyên qua không gian, tránh được một kích đánh tới, vài đạo thanh sắc độc vụ giống như linh xà bao vây về hướng Lục Tâm Đồng. Suy lạp lạp. Vài đạo thanh sắc độc vụ quấn quýt như hình với bóng, giống như có được linh trí, kịch độc chỉ sợ đủ làm hóa hồng cảnh bị lây nhiễm một chút cũng sẽ gặp phải hậu quả nghiêm trọng. Hiu hiu. Lục Tâm Đồng có chút e ngại, thân hình cấp tốc thối lui, đồng thời ngón tay gấp khúc thành chảo, vặn vẹo không gian nhất thời đem thanh sắc độc vụ vây khốn bên trong chảo ấn của mình. Răng rác. Thanh sắc hồ quang chớp động, nhất thời thiêu hủy thanh sắc độc vụ thành hư vô, độc khí không còn bao nhiêu tác dụng, Lục Tâm Đồng vung tay, độc vụ lập tức bao phủ Thanh Man. Hừ. Thanh Man hừ lạnh một tiếng, đôi môi đỏ tươi mở ra, lực lượng hấp xả tuôn tràn. Đem độc vụ hấp vào trong bụng, không hề có chút sợ hãi. Đồng thời quanh thân Thanh Man tràn ra nguyên lực, một đạo trưởng ấn lóe sáng, hét lớn một tiếng. Độc linh hồn ấn. Lục Tâm Đồng ngưng kết thủ ấn, khẽ cười lạnh, thanh sắc hồ quang trưởng ấn nương theo sau linh hồn uy áp xuất hiện, va chạm cùng trưởng ấn của Thanh Man. Suy lạp lạp. Năng lượng va chạm, như bị xé rách, thanh sắc hồ quang như khói hoa tán phát khắp bầu trời. Đặng đặng. Năng lượng tán loạn, thân ảnh Lục Tâm Đồng thoáng lui ra sau vài bước, sau đó dừng ổn giữa không trung. Suy lạp. Thanh Man bị đánh bay ra ngoài, khóe môi trào máu tươi, một chiêu giao thủ nàng đã bị tổn thất nặng dưới tay Lục Tâm Đồng. Suy. Thân hình Lục Tâm Đồng xuyên qua không gian đi tới trước người Thanh Man, thủ ấn nhanh chóng ngưng kết, nguyên lực cùng linh hồn lực như hồng thủy trào ra, độc vụ bao trùm khắp bầu trời. Thiên độc hồn quyết. Quang mang chói mắt. Khe không gian liên tục hiện ra. Ô ô ô, chỉ nháy mắt tiếng thú minh vang vọng, mấy đạo thú ảnh kịch độc tối đen hiện lên, quang mang chói mắt nở rộ, hội tụ thành một đạo thú ảnh dữ tợn. Chỉ bằng ngươi còn muốn nhúng chàm vị trí cốc chủ tuyệt linh độc cốc, ngươi còn chưa đủ tư cách, ta là đại thừa niết bàn vô lượng niết bàn, ngươi ở trước mặt ta lại tính thứ gì? Lục Tâm Đồng quát lạnh một tiếng, bàn tay run lên, nhanh chóng đẩy ra. Ô, trong tích tắc. Thú ảnh dữ tợn run lên, thú minh truyền ra, cả không gian đột nhiên vặn vẹo kịch liệt, lao thẳng về hướng Thanh Man. Tê tê. Thanh Man vừa ổn định thân hình, ánh mắt ngưng trọng, năng lượng cuồng bạo dao động, thanh sắc lưu quang khởi động, chỉ nháy mắt thân hình hóa thành một đầu cự mãng thanh sắc như cự long. Toàn thân cự mãng tràn ngập độc vụ, không gian run rẩy vặn vẹo, ầm ầm nứt vụn. Tĩnh thần công chúa chợt nói. Nguyên lai là Thanh Man yêu độc mãng. Huyết mạch xem như không kém. Răng rắc. Thú ảnh va chạm cùng bản thể độc mãng của Thanh Man, năng lượng đỡ upsilon.ng chạm, hai cỗ năng lượng dây dưa ăn mòn, cả phiến không gian nổ tung, âm thanh thổi quét cả bầu trời quảng trường. Oanh long long. Năng lượng khủng bố dập nát, như khói hoa nở rộ, không gian lập tức bị áp bạo. Hô lạp lạp. Kinh khí năng lượng khuếch tán trên không trung, tạo thành từng trận gợn sóng cuồn cuộn không cả bầu trời. Tê tê, một âm thanh kêu thảm đau đớn truyền ra, bản thể Thanh Man bị đẩy lui, lớp phải nổ tung không ít, huyết vụ không ngừng tuôn xuống. Thực lực thật mạnh, không ít người kinh ngạc, không nghĩ tới Thanh Man hoàn toàn không phải đối thủ của Lục Tâm Đồng. Ánh mắt đám người diệt hồn yêu cơ cũng hiện lên vẻ ngưng trọng, âm thầm lóe ra. Tê tê, bản thể Thanh Man xoay quanh trên bầu trời, thân hình khổng lồ đầm đìa máu tươi, khí tức uể oải. Đôi mắt hung hãn gắt gao nhìn chằm chằm Lục Tâm Đồng. Lục Tâm Đồng, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng ta hay sao, đi chết đi. Thanh Man hét lớn một tiếng,
thân hình đột nhiên bộc phát cỗ khí tức khác thường, đồng thời khí tức tăng vọt, tiếp theo sau há mồm phun ra huyết sắc quang trụ. Suy lạp lạp, huyết sắc quang trụ lướt ra, không trung run lên, vật thể huyết sắc phiếm đen, làm cho người ta có cảm giác yêu dị, độc vụ cuồn cuộn bao trùm, khí tức khiến linh hồn run rẩy giáng xuống. Cùng lúc đó không ít ánh mắt nhìn qua Diệt Hồn Yêu Cơ, tựa hồ huyết sắc quang trụ có quan hệ thật lớn với bà ta. Ánh mắt Diệt Hồn Yêu Cơ nổi lên vẻ cười lạnh. Lực lượng này không phải của Thanh Man Yêu Độc Mãng, đầu độc mãng kia dùng ngoại lực. Sắc mặt Tĩnh Thần công chúa đại biến, kêu lên. Đồ hỗn trướng, chán sống rồi sao? Sắc mặt Tiểu Long chợt trầm xuống, vừa định lao ra. Không sao, xem trước đi. Lục Lâm Thiên ngăn cản Tiểu Long, ánh mắt không chút lo lắng, khóe môi hiện lên ý cười. Suy lạp lạp, huyết sắc quang trụ xuyên qua không gian đi tới trước mặt Lục Tâm Đồng, năng lượng khủng bố cùng độc khí tràn ngập lan tràn, khiến cả thiên địa năng lượng như có chút rối loạn. Ánh mắt Lục Tâm Đồng lạnh thấu xương, giọng nói tràn đầy khí phách. Sớm biết ngươi sẽ giở trò, lại dám vận dụng thực lực bên ngoài, chỉ tiếc, ngươi còn chưa đủ. Từ trong ấn đường Lục Tâm Đồng bắn ra lưu quang, một thanh tiểu chùy màu trắng nhỏ chừng nửa thước đã hiện ra trong tay. Trong nháy mắt hư không run lên, mọi người đều cảm giác được không gian bị kềm hãm, năng lượng hủy diệt lặng yên thẩm thấu khắp không gian. Đi! Lục Tâm Đồng phất tay, từ trong tiểu chùy bắn ra một đạo quang trụ như lôi đình, nương theo lực lượng hủy diệt gào thét, làm không gian biến thành lốc xoáy hư không cực lớn. Suy lạp! Một đạo năng lượng lôi đình đánh thẳng lên huyết sắc quang trụ kia. Mọi người hết hồn, ngay sau đó quang mang chói mắt tán phát. Hô lạp lạp! Huyết sắc quang trụ chỉ rằng co trong nháy mắt, lập tức dễ dàng hóa thành hư vô, năng lượng lôi đình xuyên thẳng vào trong ấn đường Thanh Man. Ngay sau đó ánh mắt Thanh Man tràn xem ra sợ hãi, đôi mắt vô thần nhắm chặt, từ sâu trong óc như có vật gì nháy mắt nổ tung. Ngay tiếp theo bản thể Thanh Man lập tức bị tạc vỡ, tiếng nổ tung trầm thấp dựng lên, thú thể nứt vụn thành từng khúc, máu tươi khuynh sái như huyết vũ. Oanh long long! Không gian rung động không ngớt, sức bật khủng bố nháy mắt thổi quét tứ tán. Toàn bộ những người trên quảng trường đều vội vàng bố trí cương khí phòng ngự ngăn cản máu tươi văng tới, ánh mắt đều lộ vẻ kinh hãi. Thực lực như vậy thật quá mức khủng bố, linh khí tiểu trùy lại cường hãn như thế, một chiêu đã đánh chết người có tu vi tăng vọt tới tam nguyên hóa hồng cảnh như Thanh Man hiện tại. Bá! Ánh mắt những người đang ngồi đều run lên, mà Diệt Hồn Yêu Cơ cùng quay phát đầu nhìn qua Lục Lâm Thiên, tựa hồ cảm nhận được điều gì đó. Thần sắc Lục Lâm Thiên lạnh lùng, không thèm nói lời nào. Vừa rồi hắn đã truyền lực lượng vào thôi hồn diệt phách trùy, để tiểu trùy tự mình ra tay. Thân là thông linh bảo khí, thôi hồn diệt phách trùy vốn đã có linh trí, đương nhiên tự mình hành động cũng không có vấn đề gì. Vì vậy cũng giống như chính Lục Tâm Đồng thúc giục tiểu trùy, trên thực tế đây là công kích của Lục Lâm Thiên. Mà Thanh Man sử dụng lực lượng của Diệt Hồn Yêu Cơ, vừa rồi giao phong chẳng khác gì là Lục Lâm Thiên giao phong với Diệt Hồn Yêu Cơ. Bởi vì Lục Lâm Thiên chuẩn bị ngoan độc hơn, vì thế Thanh Man bị thôi hồn diệt phách trùy đánh chết thần hồn câu diệt. Hắc hắc, ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Tiểu Long thấy thế hắc hắc cười to, mới biết được không ngờ lão đại đã sớm có chuẩn bị, hắn tự nhiên đã nhìn ra vừa rồi ra tay chính là lão đại, thực lực Lục Tâm Đồng còn chưa đạt tới một bước này. Năng lượng gợn sóng cuồng bạo điên cuồng nhộn nhạo như thực chất, sau khi kình khí tiêu tán. Ánh mắt mọi người trên quảng trường đều ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Lục Tâm Đồng. Thanh Man tiên tử lại bị giết, thần hồn câu diệt. Đó là thông linh bảo khí, trong tay Lục Tâm Đồng có thông linh bảo khí. Lục Tâm Đồng vừa vận dụng lực lượng rất quái lạ, tựa hồ cũng không phải thực lực của bản thân nàng a. Ánh mắt Diệt Hồn Yêu Cơ rung động, liếc qua Miểu Minh Hồng Tôn, trong mắt chợt lóe hàn ý. Nữ oa thật ác độc, giữa đồng môn luận bàn lại lòng dạ độc ác. Giết Thanh Man muội của ta không thể tha cho ngươi. Thân ảnh Miểu Minh lao ra, nhanh như chớp đánh về hướng Lục Tâm Đồng. Thân ảnh Miểu Minh vừa lao tới, năng lượng âm hàn khủng bố cực độ dâng lên, nhất thời hung hăng bạo lướt về hướng Lục Tâm Đồng. Oanh! Năng lượng âm hàn lướt ra, uy áp tràn ngập, làm không gian biến thành vặn vẹo. Nhưng đúng ngay lúc này năng lượng quanh thân Tiểu Long chợt dao động, trong tích tắc thân ảnh đã biến mất khỏi chỗ ngồi. Suy! Khi thân ảnh Tiểu Long lại xuất hiện, thân hình đã hiện thân trước người Lục Tâm Đồng, nhìn chằm chằm năng lượng quét tới, quanh thân tràn ra dao động, kim bào phần phật,
năm ngón tay nắm chặt thành quyền, kim sắc hỏa diễm nhất thời dựng lên. Dám động nàng, lão cẩu ngươi chán sống rồi. Một đạo quyền ấn đánh ra, quyền ấn nháy mắt đánh lên năng lượng âm hàn của Miểu Minh. Oanh! Hai bên va chạm, tiếng nổ trầm thấp, kinh khí liên tục khuếch tán, khí tức nóng cháy ngập trời đem hết thảy năng lượng âm hàn phá hủy thành hư vô, trong khoảnh khắc thân ảnh Miểu Minh cũng bị đẩy lui. Đặng! Mà thân hình Tiểu Long cũng chỉ hơi lảo đảo lui ra sau một bước nhỏ đã ổn định lại thân thể. Người này cũng là tam nguyên hóa hồng cảnh a. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ động, khóe môi lộ ý cười. Miểu Minh bị một chiêu đẩy lui, dưới kim sắc hỏa diễm, linh hồn hắn run rẩy, nhiệt độ khủng bố khiến cho hắn cảm giác được vô cùng kinh khủng, như có thể phá hủy linh hồn của hắn, thật vất vả mới có thể ngăn cản hóa giải. Tam nguyên hóa hồng cảnh, sao lại mạnh như vậy? Miểu Minh ổn định thân hình, ánh mắt kinh hãi, sắc mặt biến thành âm lãnh, nguyên lực âm hàn dâng lên, động tới thiên địa năng lượng, khí tức ngũ nguyên hóa hồng cảnh khủng bố chen chúc lao ra. Sau thoáng tạm dừng ngắn ngủi, Miểu Minh lại lao thẳng về hướng Tiểu Long, ngưng tụ một đạo chảo ấn hướng Tiểu Long oanh tới. Oanh! Vừa mới đặt chân ngũ nguyên hóa hồng cảnh mà thôi, ngươi chán sống rồi. Ánh mắt Tiểu Long hiện lên vẻ khinh thường, hoàng mang chợt lóe, hóa thành một đầu hoàng kim cự long thật lớn. Oanh Long! Hoàng kim cự long xuyên qua trời cao, long lân tràn ngập kim sắc hỏa diễm, khí tức gào thét, giờ phút này toàn bộ thú tộc trên quảng trường đều bị uy áp, không cách nào ngăn cản. Thú tộc thật mạnh, đây là huyết mạch gì? Thân hình nhóm lão ẩu cùng lão giả đang ngồi không khỏi run lên, uy áp khủng bố khiến nhân tộc cũng phải rung động, uy thế thật khủng bố. Ngao! Long ngâm rít gào, hóa thành sóng âm lan tràn, long uy cuồn cuộn, làm thiên địa rung động. Chỉ thấy hoàng kim cự long rít gào, há to mồm, lực hấp xả kinh khủng trào ra, đem cả phiến không gian vặn vẹo cắn nuốt, nhất thời đem chảo ấn cắn nuốt bên trong. Đồng thời cả thân hình Miểu Minh cũng bị nuốt vào trong miệng. Không tốt. Miểu Minh giãy giụa muốn chạy, sắc mặt hoảng sợ đại biến, nhưng vừa bị hấp xả vào trong miệng cự long lập tức bị kim sắc hỏa diễm bao trùm, ánh mắt nhất thời lộ vẻ tuyệt vọng sợ hãi, thậm chí không cách nào lên tiếng, sau đó một ngụm đã bị nuốt chừng. Ngao. Tiếng long ngâm vang vọng trời cao, vô số ánh mắt ngây dại nhìn chằm chằm, hoàng kim cự long hóa thành hình người. Quanh thân tản ra kim sắc hỏa diễm không ngừng dựng lên cao. Một ngụm nuốt chừng Miểu Minh, Tiểu Long chợt mở mắt, trong mắt lộ vẻ tà mị, khóe môi dương lên nói. Vừa đặt chân ngũ nguyên hóa hồng cảnh cũng dám hung hăng càn quấy trước mặt ta, đích thật là chán sống mà. Người này, càng ngày càng mạnh. Lục Lâm Thiên cũng chấn kinh, một ngụm nuốt chừng tu vi ngũ nguyên hóa hồng cảnh, thiên phú bản thể của Tiểu Long ngày càng biến thái, cũng không sợ bị tiêu hóa bất lương. Thú tộc thật mạnh. Không ít trưởng lão hộ pháp sợ hãi than, lúc trước nghe Tiểu Long hoàn toàn không đem tuyệt linh độc cốc xem vào trong mắt, trong lòng họ còn cực kỳ khinh thường. Nhưng hiện tại chứng kiến thực lực của Tiểu Long, cũng biết đối phương thật sự không đem bọn hắn đặt vào trong lòng. Hô hô! Không gian biến thành yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở cùng tiếng than sợ hãi. Đó là thú tộc gì vậy, trước đây chưa từng gặp a. Nghe nói động chủ ám minh động tu vi ngũ nguyên hóa hồng cảnh, lại bị nuốt. Thực lực thanh niên Mạc Kim Bào không ngờ khủng bố như vậy, thật là đáng sợ. Thực lực thật quá cường hãn. Động chủ. Cường giả ám minh động sắc mặt hoảng sợ đại biến, động chủ một chiêu bị nuốt chừng, hết thảy phát sinh thật quá nhanh, sau một lát bọn họ mới kịp phản ứng, nhưng không ai dám ra tay, không ai muốn bị nuốt sống. Cốc chủ. Cường giả ám minh động nhất thời nhìn qua diệt hồn yêu cơ. Thật to gan, ở trong tuyệt linh độc cốc lại dám càn rỡ. Diệt hồn yêu cơ cũng không còn cách nào tránh được, vỗ ghế đứng lên, nhìn chằm chằm Lục Tâm Đồng cùng Tiểu Long. Diệt hồn yêu cơ, là người ám minh động ra tay với ta trước, không đem tuyệt linh độc cốc đặt vào trong mắt, người bị mù mắt nhìn không thấy sao, cấu kết ám minh động muốn muốn sạch vô số năm cơ nghiệp của tuyệt linh độc cốc, người có ý đồ gì? Lục Tâm Đồng thu lại tiểu trùy vào ấn đường, hô tên của diệt hồn yêu cơ. Đừng có nói bậy, bổn tọa cấu kết ám minh động khi nào, tiểu nha đầu, người gia nhập tuyệt linh độc cốc chưa bao lâu, lại cùng những người lai lịch không rõ xông vào tuyệt linh độc cốc, đánh chết đồng môn, muốn nắm tuyệt linh độc cốc trong tay, người có mưu đồ gì? Hôm nay bổn tọa phải thanh lý môn hộ. Tới thời điểm này diệt hồn yêu cơ cũng biết phải toàn lực diệt sát Lục Tâm Đồng, nếu không toàn bộ mưu toan của mình sẽ sụp đổ. Tâm huyết mấy vạn năm đều tan thành mây khói.
Chương 4385 nuốt sống ngũ nguyên hóa hồng cảnh. Miệng toàn nói bậy, vừa đánh trống vừa la làng. Lục Tâm Đồng quát lạnh, lập tức nhìn những người ngồi trên ghế, trầm giọng nói. Toàn bộ đệ tử trưởng lão hộ pháp Tuyệt Linh Độc Cốc nghe kỹ, lúc trước sư phụ ta mất tích, bởi vì diệt hồn yêu cơ cấu kết tặc tử mưu hại gây ra, cách đây không lâu sư phụ ta đã điều tra được hết thảy do diệt hồn yêu cơ gây nên, cũng bị bà ta cấu kết ám minh động làm hại lần nữa, cuối cùng truyền ngôi cho ta, vì vô số năm cơ nghiệp của Tuyệt Linh Độc Cốc, các ngươi rốt cục cần hiểu rõ mình nên đứng ở đội hình nào. Nói tới đây, Lục Tâm Đồng lại thúc giục vạn độc ấn phù, trầm giọng nói tiếp. Ta có vạn độc ấn phù, tu luyện Tuyệt Linh Độc Quyết, từ giờ trở đi ta chính là cốc chủ, nếu có ai không phục muốn phản cốc, hậu quả trong lòng các ngươi hiểu rõ ràng. Âm thanh quanh quẩn trên quảng trường, ánh mắt các đệ tử Tuyệt Linh Độc Cốc đều rung động. Bái kiến cốc chủ. Hử trưởng lão, anh trưởng lão dẫn đầu đứng dậy cung kính hành lễ. Bái kiến cốc chủ. Mấy trăm đệ tử luôn đi theo Lục Tâm Đồng cũng quỳ một gối hành lễ. Đám đệ tử đứng trên quảng trường đưa mắt nhìn nhau, bắt đầu xôn xao. Bái kiến cốc chủ. Rốt cục có người thần phục hành lễ. Bái kiến cốc chủ. Nhất thời từng đợt âm thanh cung kính thần phục truyền ra, phản ứng như dây chuyền, hơn phân nửa đệ tử Tuyệt Linh Độc Cốc đã quỳ một gối cung kính hành lễ. Nhìn thấy cảnh này, những người ngồi trên ghế đều đưa mắt nhìn nhau. Thật to gan, dám ngậm máu phun người vu tội cho ta, hôm nay ta sẽ thanh lý môn hộ. Diệt hồn yêu cơ cũng không còn cách nào nhẫn nại, trong mắt tràn ngập sát ý, huyết quang trên áo lóe ra, chân dẫm xuống đất thân hình cấp tốc đánh về hướng Lục Tâm Đồng, năng lượng cuồn cuộn lập tức lan tràn. Khí tức thổi quét, làm cả hư không rung động điên cuồng, uy lực khủng bố còn cường hãn hơn cả Miểu Minh. Suy, một đạo thanh quang nháy mắt lướt ra, thẳng tắp bay về hướng diệt hồn yêu cơ, hai thân ảnh lập tức va chạm lẫn nhau. Oanh! Cũng không ai thấy rõ hai người làm sao ra tay, hai thân ảnh vừa chạm liền phân, năng lượng kinh khí khủng bố bộc phát, thổi quét khắp cả không trung, phá hủy tảng lớn không gian. Thân ảnh diệt hồn yêu cơ lui ra sau ngừng lại giữa không trung, ánh mắt kinh dị nhìn thanh y nhân trước mặt. Vừa va chạm một chiêu, thực lực của thanh y nhân làm diệt hồn yêu cơ ngưng trọng. Ca ca của Lục Tâm Đồng không ngờ cường hãn tới trình độ như vậy, thậm chí còn muốn mạnh hơn thanh niên Mạc Kim Bào. Lục Lâm Thiên lăng không giữa bầu trời, nhìn Lục Tâm Đồng cùng Tiểu Long nói. Giao cho ta là được rồi, hai người lui ra sau đi. Lão đại, ta ở bên dưới chờ ngươi. Tiểu Long hoàn toàn không hề lo lắng, cùng Lục Tâm Đồng rơi xuống bên cạnh nhóm người Long Yên công chúa. Ánh mắt diệt hồn yêu cơ chớp động, lạnh lùng trầm giọng nói. Ngươi rốt cục là ai? Ca ca của Lục Tâm Đồng. Lời vừa dứt, khí tức bắt đầu khởi động. Thiên địa nổi lên dao động kỳ dị, phảng phất như năng lượng trong không gian đều cuồn cuộn hội tụ về hướng Lục Lâm Thiên. Chỉ nháy mắt hư không đột nhiên run lên, không gian giống như bị cắn nuốt, thậm chí mọi người đều có cảm giác thân bất do kỷ, tựa hồ nguyên lực đang bị hấp xả ra ngoài. Diệt hồn yêu cơ bắt đầu hoảng sợ, khí thức của thanh y nhân cũng khó thể nhìn thấu, đối mặt với hắn có một cảm xúc bất an khiến linh hồn bà ta luôn nhộn nhạo. Nhất định phải giết tiểu tử này mới có thể giải quyết phiền toái hôm nay. Trong lòng quyết tâm, sát ý khởi động, quanh thân diệt hồn yêu cơ tràn ra khí tức huyết sắc phiếm đen, khí tức giống như đúc khí tức sử dụng lần cuối cùng thanh man khi nãy. Oanh! Năng lượng tuôn tràn, nguyên lực trong người diệt hồn yêu cơ như hồng thủy trút xuống, chấn động hư không dung chuyển, ngưng tụ thành một đầu thú thể chi chu nhện cực lớn. Ô ô! Chi chu rít lên làm linh hồn người đau đớn. Dương nanh múa vuốt kéo ra một khe không gian thật dài, mở miệng rộng khủng bố dữ tợn mang theo khí thế lẫn khí tức kịch độc bao phủ về hướng Lục Lâm Thiên. Hô lạp lạp, chỉ nháy mắt hư không dung chuyển, khí thế vô cùng bá đạo buông xuống, uy lực vô cùng vô tận thẩm thấu, khí thế bá đạo lăng tuyệt thổi quét hư không, thế trùm thiên địa, vô cùng lăng nhiên. Oanh long, khí tức khởi động, tiếng sấm sét vang rền, thiên địa biến sắc. Bát hoang thiên địa quyết tam quyết chuyển thiên thế nhất cước toái sơn hà. Chỉ nháy mắt ngắn ngủi Lục Lâm Thiên chợt động, vung chân dẫm xuống. Hư không nứt vỡ, khí tức phá hủy vạn vật thế giới buông xuống, làm linh hồn người run rẩy không ngớt, một cước phảng phất như đạp vỡ hết thảy sinh cơ, bá đạo phá hủy làm người không cách nào kháng cự. Cước ảnh khổng lồ dẫm lên thú ảnh chi chu, như thái sơn áp đỉnh, từ trên trời giáng xuống. Oanh long! Tiếng nổ vang trầm thấp truyền ra,
năng lượng cuồng bạo bá đạo khuếch tán, không gian ầm ầm lay chuyển, thú ảnh lập tức phá nát, hóa thành độc khí cuồn cuộn khuếch tán ngập trời. Suy lạp, thân hình diệt hồn yêu cơ quỷ dị lướt tới trước người Lục Lâm Thiên, hàn quang hiện lên, khí tức lục nguyên hóa hồng cảnh như gió bão thổi quét, một đạo trưởng ấn ngưng tụ, độc vụ lan tràn, mơ hồ có khe không gian tối đen hiện lên. Thị huyết độc trưởng, trưởng ấn vỗ tới, kịch độc làm cả không gian đều âm trầm, khí tức khủng bố ngày càng mạnh, nháy mắt đi tới trước người Lục Lâm Thiên. Độc khí không tệ, chỉ tiếc vô dụng đối với ta. Lục Lâm Thiên thì thào nói, chỉ nháy mắt ngắn ngủi thủ ấn khẽ nhúc nhích, năm loại hào quang thuộc tính ngưng tụ thành hắc bạch âm dương đồ an xoay quanh người, cùng thiên địa tương liên, ánh mắt biến thành một đen một trắng vô cùng huyền ảo. Cùng một thời gian một đạo trưởng ấn dâng lên, hắc bạch đồ án đi theo, như mặt trời ban trưa, thiên địa năng lượng đột nhiên buông xuống. Oanh! Trưởng ấn bay tới, một đen một trắng bắn ra, va chạm cùng độc trưởng. Hai đạo công kích cường hãn va chạm, hắc bạch hào quang lan tràn, uy áp khủng bố khiến mọi người đều cảm giác bị áp chế, độc trưởng giằng co trong nháy mắt lập tức phá nát, hóa thành khói độc ngập trời, năng lượng khủng bố điên cuồng nhộn nhạo tán loạn. Suy lạp lạp! Không gian bị phá hủy thành hư vô. Thân hình diệt hồn yêu cơ bị đẩy lui, hai mắt âm trầm nhìn Lục Lâm Thiên, âm thanh rung động bén nhọn quát. Đây là áo nghĩa kỳ lạ thứ năm âm dương áo nghĩa, ngươi là Lục Lâm Thiên thượng thanh thế giới. Lời của diệt hồn yêu cơ vừa vang lên, mọi người ngây dại, khuôn mặt những người ngồi trên ghế đều co rúm, ánh mắt run rẩy dữ dội. Nguyên lai tiền bối chính là Lục Lâm Thiên ở thượng thanh thế giới. Vu nữ khiếp sợ kinh hô. Hử trưởng lão cùng anh trưởng lão đều rung động, lúc này họ mới biết ca ca của thiếu cốc chủ chính là chân lý Niết Bàn Lục Lâm Thiên trong lời đồn đãi. Ba chữ Lục Lâm Thiên đã sớm vang vọng khắp cả 3.000 đại thế giới, bọn họ cũng từng nghe đồn đãi, nghe nói Lục Lâm Thiên đã trở thành thánh chủ tuyên cổ điện, thân phận như vậy, mặc dù thực lực tuyệt linh độc cốc không kém, nhưng không thể so sánh với tuyên cổ điện. Lục Lâm Thiên, không ngờ ngươi là Lục Lâm Thiên. Diệt hồn yêu cơ run lên. Không nghĩ tới danh hào của ta cũng có chút tiếng tăm trong 3.000 đại thế giới, một khi đã như vậy thì cho ngươi chết nhanh một chút đi. Thanh y lay động, Lục Lâm Thiên vừa dứt lời, khí tức bá đạo dung chuyển, trong lòng bàn tay hiện ra một cây cung toàn thân trong suốt trong sáng, lại như phượng lại như long. Ông ông! Cây cung rung động lòng người, bí văn quanh quẩn, cương khí tối đen bao phủ, hào quang chói mắt tràn ra, tiếng gầm rú như bão táp vang vọng trời cao. Thông linh bảo khí. Sắc mặt diệt hồn yêu cơ đại biến, khí tức cây cung làm bà ta run sợ, trong tay khởi động huyết sắc quang mang quỷ dị, trống rỗng hóa thành một đầu chi chu khổng lồ hơn trăm thước. Tĩnh thần công chúa nhìn chằm chằm thú thể chi chu, nói. Nguyên lai là độc vật phệ huyết độc chu, kịch độc vô cùng, người bình thường nghe tên đã sợ mất mật, không dám đỡ upsilon.ng vào. Hổ y nói. Chỉ tiếc Lâm Thiên lão đại không sợ độc. Nguyên lai là phệ huyết độc chu. Lục Lâm Thiên bước tới một bước, thắt lưng hơi ngửa về phía sau, nguyên lực bạo tuôn, năng lượng quang tiễn chói mắt ngưng tụ, chuẩn bị phóng ra. Lục Lâm Thiên, người đừng quá cản rỡ, nơi này là tuyệt linh độc cốc, ta cũng không phải dễ chọc. Diệt hồn yêu cơ sản sinh sợ hãi, trong lòng mơ hồ bất an, tâm tình khủng hoảng ngày càng dày đặc. Lục Nguyên đạt siêu phàm hóa hồng cảnh, cực kỳ không tệ rồi. Chỉ tiếc lúc ngươi trong thời kỳ toàn thịnh ta còn không sợ, huống chi ngươi bị lão cốc chủ đánh trọng thương, tới giờ còn chưa thể khôi phục. Khóe môi Lục Lâm Thiên cười lạnh, trong mắt hiện lên hàn ý, nguyên lực tràn vào truy phong chiến thiên cung, cuồng phong gào thét rung trời, dây cung buộc chặt, lập tức kéo căng năng lượng quang tiễn. Suy lạp lạp, năng lượng quang tiễn lướt ra, những nơi đi qua làm không gian nứt vụn hóa thành hư vô. Hưu, chỉ nháy mắt. Năng lượng quang tiễn kéo theo khe không gian xuyên thủng không gian, đã đi tới bản thể phệ huyết độc chu của diệt hồn yêu cơ, quang tiễn mang tới lực trùng kích thật lớn giống như vẫn thạch va chạm xuống. Phệ huyết độc chu vung chân, trong miệng phun ra độc ti huyết hắc sắc, ngưng kết thành một tấm mạng nhện năng lượng vô cùng vững chắc, đem năng lượng quang tiễn ngăn cản trước người. Răng rắc, năng lượng quang tiễn va chạm mạnh mẽ như tê thiên liệt địa, nhưng diệt hồn yêu cơ dù sao cũng là lục nguyên hóa hồng cảnh. Đem đạo năng lượng quang tiễn đầu tiên đánh tan tại chỗ. Hiu 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 hiu. Tiếng sấm vang vọng trời cao, chỉ nháy mắt Lục Lâm Thiên liên tục phóng tên, lại có 4 mũi năng lượng quang tiễn lướt ra. Ngay khi đạo năng lượng quang tiễn thứ 4 lướt ra,
khe không gian đã hình thành một hắc động trôi nổi trên vòng trời. Răng rắc, năng lượng mạng nhện run rẩy nứt nẻ, mãi tới đạo quang tiễn thứ ba bắn vào cũng đã lung lay, miệng diệt hồn yêu cơ phun máu đen nhánh, huyết dịch rơi xuống ăn mòn mặt đất, trong phạm vi trăm thước không còn ngọn cỏ. Oanh long long, đạo quang tiễn thứ tư rơi xuống, năng lượng mạng nhện khổng lồ hoàn toàn bị tạc vỡ, khói độc ngập trời thổi quét thiên không. Phốc, phệ hồn độc chu không ngừng phun máu. Suy lạp lạp. Giờ phút này năm đạo năng lượng quang tiễn mang theo động sâu tối đen nối đuôi bay tới, rơi vào trong ánh mắt phệ hồn độc chu, lực hủy diệt khủng bố bá đạo lan tràn, đem không gian xung quanh đều phong tỏa. Ánh mắt diệt hồn yêu cơ run lên, tràn ngập vẻ kinh hãi, một cảm giác tử vong sản sinh, bà ta rất rõ ràng nếu bị quang tiễn bắn chúng sẽ giữ nhiều lành ít, thực lực Lục Lâm Thiên thật sự khủng bố như lời đồn đãi. Huyền độc thái thượng trưởng lão, cứu ta! Giờ khắc này diệt hồn yêu cơ thật sự sợ hãi, lập tức hét lên chói tai. Quả nhiên còn có cường giả ở đây. Trong mắt Lục Lâm Thiên bắn ra hàn mang, hắn luôn mơ hồ cảm giác được có khí tức che giấu ở gần bên, quả thật không sai lầm. Lúc này xem ra sau lưng diệt hồn yêu cơ còn có cường giả, theo xưng hô suy đoán, hẳn là thái thượng trưởng lão Tuyệt Linh Độc Cốc, khó trách diệt hồn yêu cơ dám một tay che trời trong độc cốc, nguyên lai còn có thái thượng trưởng lão làm chỗ dựa. Lục Lâm Thiên, trong Tuyệt Linh Độc Cốc còn chưa tới lượt ngươi dương oai. Một âm thanh vang vọng thiên không. Suy lạp lạp. Một thân ảnh áo xám hiện thân trước người diệt hồn yêu cơ. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, khí tức của người này khủng bố hơn diệt hồn yêu cơ, cấp độ ít nhất là thất nguyên tiểu viên mãn. Suy. Thân ảnh áo xám vươn tay hướng năm đạo năng lượng quang tiễn chộp tới. Chảo ấn ngưng tụ năng lượng lốc xoáy cực lớn, xoay tròn như con quay. Nhất thời cắn nuốt năng lượng quang tiễn, kể cả hắc động tối đen cũng biến mất. Nhìn thấy thân ảnh kia, diệt hồn yêu cơ lộ vẻ vui mừng vội vàng lớn tiếng nói. Huyền độc thái thượng trưởng lão cứu ta, Lục Lâm Thiên chính là người mà chúng ta muốn tìm, giết hắn chính là lập công lớn. Hình như là không thích hợp a. Lục Lâm Thiên cảm giác không đúng, tựa hồ hai người này muốn tìm hắn gây phiền toái. Gì, người tới thực lực rất mạnh a. Tiểu Long nhíu mày nói. Mặc kệ ngươi là ai, mạng của diệt hồn yêu cơ ta thu định rồi. Lục Lâm Thiên quát một tiếng, hàn ý dâng lên, bàn chân dẫm hư không, thân ảnh như tên rời cung lướt về hướng lão giả áo xám, khí tức tứ nguyên hóa hồng cảnh hoàn toàn bộc phát. Lão đại thật đúng là tứ nguyên hóa hồng cảnh, không hổ là lão đại của ta. Tiểu Long khẳng định nói. Nguyên lai là tu vi tứ nguyên hóa hồng cảnh, có ta ở đây. Chỉ sợ ngươi còn chưa có bổn sự lấy tính mạng của nàng. Huyền độc âm trầm cười lạnh, nhưng vừa dứt lời thần sắc kinh biến, trong cảm xúc linh hồn của hắn, trên người Lục Lâm Thiên chợt lan tràn khí tức hàn băng khủng bố quỷ dị. Suy lạp lạp, hàn băng khí cuồn cuộn dâng lên, thiên không nổi lên băng tuyết, huyền độc cảm giác không gian xung quanh nháy mắt đã bị hàn băng khí lạnh thấu xương kỳ lạ bao phủ. Loại hàn băng khí kỳ lạ làm toàn bộ vật chất trong không gian đều đóng băng, ảnh hưởng nguyên lực. Linh hồn, làm nguyên lực cùng linh hồn không gian của huyền độc giống như cũng đóng băng. Trời ạ, hàn băng khí khủng bố như thế. Hàn băng khí có thể đóng băng nguyên lực cùng linh hồn. Áo nghĩa cũng có thể đóng băng, đây là hàn băng khí loại nào? Thần sắc cường giả Tuyệt Linh Độc Cốc đại biến, hàn băng khí ảnh hưởng không gian, thời gian, nguyên lực lẫn linh hồn. Một đám cường giả hóa hồng cảnh bị ảnh hưởng làm cho động tác của họ biến thành chậm chạp. Hết thảy đều bị áp chế, căn bản không thể đối kháng. Độ không tuyệt đối. Lục Lâm Thiên ngưng kết thủ ấn, hàn băng khí quỷ dị cuồn cuộn không ngừng lan tràn. Suy lạp lạp. Sắc mặt huyết độc biến hóa, thân ảnh cấp tốc thối lui, nguyên lực khủng bố bạo tuôn không dứt, mặc dù còn chưa bị hoàn toàn đóng băng nhưng tốc độ đã suy giảm, không gian xung quanh dần dần bị đông cứng, càng lúc càng chịu ảnh hưởng. Suy. Thân ảnh Lục Lâm Thiên dạ mị xuất hiện trước bản thể diệt hồn yêu cơ. Ngao. Một đạo kim huyết sắc lưu quang khởi động, huyết lục hiện ra, long ngâm đao minh khiến linh hồn kẻ khác rung chuyển. Duệ kim hồn đao. Huyết lục bổ xuống, kim quang tán phát, đao mang mang theo tiêu sát khí bàng bạc lướt qua giữa không trung. Suy lạp. Diệt hồn yêu cơ đối mạng với đao mang càng cảm thấy khủng bố, tiêu sát khí sắc bén khiến linh hồn bà ta run rẩy. Trong mắt tràn ngập sợ hãi nhưng thân thể không cách nào giãy thoát. Hưu. Toàn bộ mọi chuyện xảy ra trong tích tắc, đao mang bổ thẳng vào thân hình vệ huyết độc chu,
chỉ chớp mắt tiêu sát khí ngập trời thổi quét. Răng rắc, kim sắc đao mang vặn vẹo không gian, vỡ áp xuống, thân hình diệt hồn yêu cơ chém thành hai nửa, nương theo sau linh hồn công kích nháy mắt triệt để phóng thích, khí tức hủy diệt kinh người lan tràn khắp thiên không. Suy lạp lạp, hai đạo linh hồn quang mang lướt ra nhanh như điện, nhưng lại bị đông cứng lại, chính là linh hồn phân thân cùng thú hồn của diệt hồn yêu cơ. Hưu, một đạo tử quang nhàn nhạt lướt ra khỏi ấn đường Lục Lâm Thiên, đại hồn anh xuất hiện trước linh hồn phân thân cùng thú hồn của diệt hồn yêu cơ, sát khí âm hàn thổi quét trời cao. Hô lạp lạp, đại hồn anh xuất hiện, há mồm khẽ hấp, lốc xoáy sát khí lan tràn, đem linh hồn phân thân cùng thú hồn của diệt hồn yêu cơ nuốt vào trong miệng. Huyền thiên toái không quyết, phá. Đồng thời huyền độc cũng khẽ quát một tiếng, năng lượng khủng bố điên cuồng tràn ra, va chạm cùng không gian linh độ tuyệt đối của Lục Lâm Thiên. Suy, năng lượng va chạm, chỉ nháy mắt đã gạt bỏ hàn băng khí thoát ra ngoài. Thất nguyên tiểu viên mãn, rất mạnh. Lục Lâm Thiên nhíu mày. Ta nói rồi, mặc kệ ngươi là ai, người ta muốn giết không ai bảo hộ được. Lục Lâm Thiên ngạo nghễ đứng thẳng nhìn qua lão giả áo xám. Giờ phút này đối mặt thất nguyên tiểu viên mãn, Lục Lâm Thiên không chút sợ hãi, với thực lực bây giờ của hắn, còn có đủ loại thủ đoạn, chẳng phải không có lực chiến đấu, hơn nữa trong lòng hắn cũng rất muốn thử xem sao. Lục Lâm Thiên, ngươi sẽ phải hối hận. Huyền Độc là một lão giả 70-80 tuổi, thân hình gầy gò, tận mắt nhìn thấy diệt hồn yêu cơ bị đánh chết, ánh mắt dâng lên gợn sóng. Nghe vậy Lục Lâm Thiên cười lạnh. Hối hận giết diệt hồn yêu cơ sao, cho ta thêm một lần cơ hội, ta cũng diệt bà ta, ai cũng không bảo hộ được. Tiểu tử, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào, cũng tốt, dứt khoát đem ngươi cùng nhau giải quyết, hết thảy đều là của ta. Suy, vừa dứt lời, chân dẫm hư không, thân ảnh huyền độc lướt ngang trời cao, không gian tạc vỡ, xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên, oanh thẳng ra một quyền. Oanh! Một quyền của huyền độc, không gian phía trước mai một, kèm theo kịch độc lan tràn, thất nguyên tiểu viên mãn khủng bố như vậy. Lục Lâm Thiên không hề tránh né, kim quang quyền ấn oanh ra, va chạm cùng quyền ấn của huyền độc. Phanh! Hai đạo quyền ấn đỡ upsilon.ng chạm, năng lượng vang vọng như sấm rền, kình phong thổi quét làm không gian xung quanh nứt vụn. Suy lạp lạp! Thân ảnh Lục Lâm Thiên liên tục bị đẩy lui, bàn chân chấn vỡ không gian. Ngũ tạng lục phủ rung động kịch liệt. Đồng thời khí kịch độc lan tràn trong cơ thể, lập tức ăn mòn lên linh hồn. Thân hình Lục Lâm Thiên đã bách độc bất xâm, kịch độc khủng bố ảnh hưởng không lớn, nhất thời dần dần khôi phục. Nhưng cự lực chút xuống, làm Lục Lâm Thiên hiểm hiểm ổn định thân hình, cổ họng hư một tiếng thiếu chút nữa phun máu tươi. Lục Lâm Thiên cảm giác lực lượng khủng bố vừa rồi đủ oanh giết một ngũ nguyên hóa hồng cảnh đỉnh phong. Đặng đặng. Thân hình huyền độc lảo đảo lui ra sau một bước mới ổn định thân hình, ánh mắt kinh ngạc nhìn Lục Lâm Thiên. Thất nguyên tiểu viên mãn, quát mạnh mẽ, mạnh hơn lục nguyên hóa hồng cảnh rất nhiều. Lục Lâm Thiên cảm thán, bằng lực phòng ngự của hắn cũng bị tổn thương không ít. Không hổ là chân lý niết bàn, người lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ năm, nhưng hiện tại chỉ vô dụng, gặp được ta, người đã không còn kịp trưởng thành, nói thế nào hôm nay người chết chắc rồi. Chỉ nháy mắt thân ảnh huyền độc lại xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên, giơ tay nhấc chân năng lượng xung quanh không ngừng dao động. Một đạo quyền ấn thứ hai ngưng tụ đánh ra, xuyên phá không gian nhanh như chớp. Có lẽ, phải liều mạng thêm một lần. Trong mắt Lục Lâm Thiên hiện lên vẻ ngoan độc, định toàn lực ra tay. Nhưng đúng ngay lúc này, trước mặt Lục Lâm Thiên vỡ ra khe không gian, một thân ảnh mặc trường bào vĩ ngạn xuất hiện ngay trước người hắn. Thân ảnh khẽ ngẩng đầu, vươn tay, ống tay áo đảo qua trời cao, làm không gian nổi lên dao động thật quỷ dị. Suy lạp lạp, thật nhẹ nhàng, đạo quyền ấn của huyền độc tán loạn theo ống tay áo phất đi qua. Ngay sau đó thân ảnh vĩ ngạn vung tay tát tới, chỉ thấy một cái tát nện thẳng lên mặt của huyền độc mà hắn không cách nào tránh né. Ba, một cái tát rơi xuống, một tiếng vang thanh thúy chói tai quanh quẩn, ngay sau đó dấu ấn đỏ rực hiện rõ trên mặt của huyền độc. Phốc. Huyền độc phun máu tươi trộn lẫn vài cái răng, thân hình như viên đạn pháp hung hăng nện xuống góc quảng trường. Oanh! Lúc thân hình huyền độc bị nện xuống, mặt đất bị lõm thành hố sâu, khe nứt lan tràn ra xa. Cả thiên địa nháy mắt biến thành yên tĩnh, một mảnh tử tịch lan tràn, mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào người mới đến, thậm chí ngừng thở.
Hô hô. Toàn bộ ánh mắt mọi người tràn ngập vẻ khiếp sợ, nghẹn họng nhìn chân chối. Thất nguyên tiểu viên mãn, cường giả đỉnh cấp hiếm thấy trong thiên địa này, lại bị người một cái tát đánh bay, không hề có chút lực đối kháng, thực lực người này khủng bố như vậy, đã tới nông nỗi kinh khủng thế nào. Ừng ực. Lục Lâm Thiên nuốt nước bọt, không dám tin vào mắt của mình. Vào thời khắc này Lục Lâm Thiên cũng không cảm giác được có khí tức dao động, nhưng cũng biết tu vi cấp độ của người này chỉ sợ không kém hơn phong hành thiên chủ, ít nhất là không kém hơn băng thiên. Huyền độc ôm mặt bò lên khỏi hố sâu, ánh mắt nhìn lên thân ảnh vĩ ngạn trên không trung, thân sắc âm trầm giống như gặp phải quỷ, xem ra kiêng kỵ thật sâu, nhìn không được thất thanh hô. Độc tôn đại nhân, sao ngươi lại ở đây? Vừa dứt lời, toàn thân huyền độc run rẩy lên. Độc tôn đại nhân, độc tôn đại nhân đã trở lại. Trời ạ, là độc tôn đại nhân. Độc tôn đại nhân, chính là độc tôn đại nhân a. Nhóm lão giả cùng lão ẩu đang ngồi trên ghế, giờ phút này nhìn thấy thân ảnh vĩ ngạn, toàn thân run lên, lập tức quỳ xuống đất, cung kính hành lễ. Bái kiến độc tôn đại nhân. Bái kiến độc tôn đại nhân. Bái kiến độc tôn đại nhân. Đông đảo đệ tử Tuyệt Linh Độc Cốc nhìn thấy các trưởng lão hộ pháp đều cung kính quỳ xuống, làm sao còn dám chần chờ, lập tức quỳ trên quảng trường, tiếng hành lễ vang lên liên tục không ngớt. Huyền độc ôm lấy khuôn mặt sưng phù, ánh mắt không ngừng lóe ra, không dám rời đi cũng không dám nói lời nào, trong mắt vô cùng kiêng kỵ. Thân ảnh vĩ ngạn liếc mắt nhìn huyền độc, trôi nổi giữa không trung, thu hồi tay phải, nhìn nhóm trưởng lão hộ pháp bên dưới, thản nhiên trầm giọng nói. Một đám hỗn trưởng cầu thí, thật hận không thể một cái tát đập chết đám bất lực các ngươi.